chương 676, đường sống. Chu Doãn Cường và Kevin Diêm dựa vào tường, họ sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, tay chân lạnh ngắt. Nhìn mấy tên đàn em kêu gào đau đớn bên ngoài, hai gã sợ hãi khóc lên. Khi họ đang tuyệt vọng, cánh cửa bị bật ra với một tiếng nổ, một nhóm lớn cảnh sát được trang bị mạnh mẽ xông vào, tấn công và bắt giữ rắn độc. Nhìn thấy cảnh sát, Chu Doãn Cường phấn khích không nói nên lời. Đồng chí cảnh sát, đồng chí đến rồi, tôi sắp bị rắn cắn chết mất. Chu Doãn Cường nằm vật vô cùng bất lực, toàn thân yếu ớt, cho đến khi đám rắn độc trong phòng được cảnh sát dọn dẹp sạch sẽ, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Mau đi ngay, mau đi thôi. Chu Doãn Cường đưa Kevin Diêm rời khỏi hiện trường và chạy khỏi tòa nhà văn phòng. Ngay lập tức, một nhóm phóng viên lao lên phỏng vấn. Chu Doãn Cường đâu quản nhiều như vậy. Ông ta trực tiếp đẩy mọi người ra, chạy đến bãi đậu xe, lái chiếc BMW của mình rồi đưa Kevin Diêm đi. Còn sống được lần này đúng là mạng lớn mà. Trên đường đi, Chu Doãn Cường không ngừng lau mồ hôi, khổng quang chiết, tên khốn đó đã lấy tiền của tôi còn cố tình lừa tôi, muốn giết tôi để tự nuốt tiền. Đồ khốn kiếp, rác rưởi, khốn kiếp. Kevin Diêm lắc đầu. "Chủ tịch Chu, tôi không nghĩ đơn giản như vậy. Nếu Khổng Quang Chiết thực sự làm điều đó, anh ta không cần phải ở trong tòa nhà. Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Trên thực tế, khổng quang chiết đã chết, vì vậy tôi không nghĩ anh ta đã làm điều đó. Chu Doãn cường mắng, còn có thể là ai? Chỉ có hắn nuôi nhiều rắn độc như vậy. Kevin Diêm chớp chớp mắt nói, tôi nghĩ là giang sách, anh ta nhất định đã lén lút động tay động chân, phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, cho nên mới dùng cách gậy ông đập lưng ông, dùng mưu đồ độc ác này đối với chúng ta. Nghe vậy, trái tim của Chu Doãn Cường càng lạnh hơn. Giang sách, giang sách nữa à? Giang sách này có năng lực gì vậy chứ? Giỏi đánh đấm thì thôi đi, cả mưu trí với thế lực cũng mạnh đến mức khiến người khác sợ hãi. Khải Văn, anh rảnh không có việc gì làm à mà khiêu khích một con quái vật như vậy hả? Bây giờ Chu Doãn Cường thực sự hối hận. Tất nhiên, không phải thực sự hối hận, mà là đã bị sức mạnh của Giang Sách làm cho kinh ngạc và phải hối hận. Kevin Diêm nhếch miệng nói, tất cả không phải là do ngài sao. Nếu như không phải ngài thèm thuồng Dương Quân Như, sao có thể gây ra hàng loạt chuyện này? Địch, anh còn dám cãi lại sao? Chu Doãn Cường giơ tay tắt anh ta một cái, Kevin Diêm rất tức giận nhưng không dám nói. Cả đoạn đường không ai nói lời nào cả. Họ lái xe đến một khu biệt thự và đến trước cửa một biệt thự, đó là nhà của Chu Doãn Cường. Cả hai lần lượt xuống xe bước vào nhà. Chu Doãn Cường trực tiếp ném áo khoác vào thùng rác, sau đó đi vào phòng tắm rửa sạch, mặc quần áo sạch vào, đồng thời yêu cầu Kevin Diêm thay quần áo. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người ngồi đối mặt trên ghế sofa. Chu Doãn Cường cầm một quả táo trên bàn lên ăn, nói gì thì cũng muộn rồi, lần này tôi thật sự chọc nhầm người. Ngay cả thế lực ngầm mạnh mẽ như ổ phúc xà cũng bị giang sách dễ dàng xử lý, chúng ta còn có thể làm gì với anh ta chứ? Kevin Diêm cúi đầu không nói. Đã thử mọi cách có thể nghĩ ra, còn làm gì khác được chứ? Thực sự không được nữa thì xin lỗi hư. Hừ, sao mà được, nếu là cọ sát nhỏ thì cúi đầu xin lỗi là xong. Lần này lại ép chết một đại ân nhân thân thiết như ông nội người ta, người ta có thể tha chỉ vì một hai lời xin lỗi không? Nghĩ thôi cũng biết không thể. Trong khi cả hai đang thở dài, đột nhiên, người quản gia đưa tới một chiếc hộp. "Chủ nhân, có người vừa mới gửi một cái gì đó." Ai? Người đó không nói gì, chỉ là ra hiệu tôi đưa cho ông thứ này, nói sẽ cho ông bất ngờ. Chu Doãn Cường cao mày, ai mà bí ẩn quá vậy? Ông ta tò mò cầm lấy chiếc hộp, đưa tay ra rồi mở hộp. Kết quả là một con rắn hình tam giác màu nâu sẫm. A! À, Chu Doãn Cường và Kevin Diêm hồn phi phách tán, sợ hãi đến mức một người trực tiếp ngã xuống đất, trong khi người kia ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm đầu như một con chó đang run rẩy nhưng một lúc lâu sau, con rắn lại không có động tĩnh gì. Chỉ sau đó, chu Doãn Cường mới phát hiện ra rằng rắn trong hộp không phải là rắn thật, mà là một món đồ chơi giả có thể tự bò khi nhấn nút. Ông ta thở phào nhẹ nhóm, vỗ về Kevin Diêm đang ôm đầu là giả. Hả, giả hư? Kevin Diêm lại ngồi xuống, tức giận ném con rắn đồ chơi xuống đất, mẹ kiếp, ai đã đùa như vậy hả? Lúc này, tất cả đều nhìn thấy một lá thư bên trong hộp, Chu Doãn Cường đưa tay lấy ra, sau khi mở ra thì thấy một câu đơn giản, tấm lòng đơn giản, hy vọng hai người thích nó. Chữ ký là Giang Sách. Tôi biết ngay là tên súc sinh này. Hại chúng ta còn chưa đủ, còn dùng một con rắn đồ chơi để dọa chúng ta. Đồ chó, đồ chó chết. Chu Doãn Cường tức giận xé lá thư và ném vào thùng rác. Kevin Diêm ở bên cạnh mặt không còn chút máu, nhìn con rắn đồ chơi nói, "Chủ tịch, chúng ta không còn đường sống nữa." Giang sách đang nói với chúng ta rằng sinh tử của chúng ta đều nằm trong tay anh ta. Ngày tang thứ bảy của Trình Hải, anh ta đã nói đó ngày chúng ta sẽ được chôn cất cùng nhau. Án tử hình của chúng ta đã được ấn định và không thể thay đổi. Cái chết không phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là nằm chờ chết. Chu Doãn Cường và Kevin Diêm không còn cách nào khác là nằm chờ chết. Không, không thể. Tại sao Chu Doãn Cường tôi lại chờ chết? Tôi phải tìm cách đối phó với Giang sách. Nghĩ cách, đúng, nghĩ cách, giang sách cũng là con người, nhất định phải có điểm yếu. Tôi không tin không giết được hắn. Nói như vậy, nhưng họ thực sự không nghĩ ra được cách nào. Nếu có, họ sẽ không xấu hổ như bây giờ. Kevin Diêm tuyệt vọng dựa vào lưng ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà, sự tuyệt vọng không thể nói thành lời. Đột nhiên, anh ta nghĩ ra một cách, nhưng lại không giống cách lắm. Cách này tuy hơi khó nhưng nếu xử lý tốt thì rất có thể thoát chết. Tuy nhiên, phương pháp này không thể nói cho người khác, ngay cả Chu Doãn Cường. chương 677, thu mua câu lạc bộ bóng đá. Các tiêu đề tin tức ngày hôm sau đều bị bất động sản vinh quang chiếm giữ. Nhiều rắn độc như vậy chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy ghê tởm và khiếp sợ, huống chi là đối mặt với chúng ngay tại chỗ. Giang sách một tay điều khiển vô lăng xe, một tay lấy điện thoại di động ra đọc tin tức, sau khi nhìn thấy thiệt hại của bất động sản Vinh Quang, nỗi uất hận trong lòng anh mới bớt đi một chút. Xe dừng ở lối vào của y quán Nhân Trị. Giang Sách bước vào với một số thuốc bổ, vừa bước vào cổng đã thấy La Phong đang tập đi với sự giúp đỡ của hai anh em Đỗ Khôn và Đỗ Kiền. "Thần Y Giang, anh đến rồi." Em trai Đỗ Khôn bước tới cười nói, "Thần Y Giang, anh đã lâu không đến đây. Chúng tôi rất nhớ anh đấy." "Ở công ty có nhiều việc nên tôi hơi bận." "Đúng rồi." cái này giao cho anh. Giang sách đưa thuốc bổ cho đỗ khôn, một phần trong đó là chuẩn bị cho anh trai đỗ kiền, một phần còn lại là chuẩn bị cho La Phong. Nhìn thấy Giang sách đến, khuôn mặt tân uẩn tràn đầy nụ cười. Cô ấy cười nói, La Phong đã hồi phục tốt trong thời gian này. Anh ấy đã có thể đi lại bằng nặng, tôi tin rằng anh ấy sẽ có thể đi lại bình thường sau một thời gian nữa. Hơn nữa anh ấy có thể trò chuyện với anh em nhà họ đỗ rất tốt. Họ có rất nhiều điều để nói về bóng đá, nếu tâm trạng tốt, việc phục hồi sau bệnh sẽ tốt hơn nhiều. Giang Sách gật đầu, không ngờ lúc trước để anh em nhà họ đỗ chăm sóc cho La Phong lại đạt được kết quả thế này. Lúc này, La Phong cầm nặng, tập tính bước tới nói, "Thần y Giang, cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi." Giang Sách xua tay, "Không có gì đâu, đúng rồi, cho anh xem một đoạn tin tức." Anh mở tin tức về bất động sản Vinh Quang cho La Phong xem. Đọc xong một loạt tin tức, La Phong cười đến ngất trời, ông trời có mắt rồi. Trước đây, vì bị chu doãn cường của bất động sản vinh quang hãm hại nên bị gãy chân, vợ anh ta suýt bị buộc phải hầu hạ đối phương, cục tức này vẫn chặn trong lòng không chút ra được. Ngày nào anh ta cũng bị chuyện này làm cho tức đến tỉnh ngủ. Giờ thì thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo mà chưa đến lúc, đến lúc sẽ gặp báo ứng ngay lập tức. Chu Doãn Cường đã làm rất nhiều điều xấu xa, Cuối cùng phải nhận hình phạt mà mình đáng phải chịu." La Phong nói, chỉ là đáng tiếc những con rắn độc này không cắn chết tên khốn đó, còn để ông ta giữ lại một cái mạng tiếp tục ở lại gây họa cho người khác, hừ. Giang Sách mỉm cười, yên tâm đi, ông ta không thể trốn thoát đâu, trên thế giới này vẫn còn sự tồn tại của công lý. Chu Doãn Cường đã làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, nên sẽ không kết thúc dễ dàng như thế đâu. Cất điện thoại, Giang Sách hỏi, dự định của anh trong tương lai là gì? Tôi à, La Phong thở dài, bây giờ tôi đã bị mang tiếng xấu trong ngành vì thi đấu không chân thật. Không đội bóng nào sẵn sàng hợp tác với tôi nữa, họ sẽ không còn sẵn sàng thuê tôi làm huấn luyện viên trưởng nữa. E là tôi phải tìm việc khác. Câu này cũng khởi dậy nỗi niềm của anh em nhà họ Đỗ. Đỗ Khôn nói, chào ôi, ước mơ của hai anh em chúng tôi ước chừng cũng khó thực hiện được. Đội bóng chúng tôi hoạt động cực kỳ tệ và sắp giải tán chúng tôi không biết tiếp tục chơi bóng ở đâu nữa tệ thật giang sách nghèo mắt lại bóng đá sao anh nhớ lại một trận derby milan mà anh đã xem ở milan trận đấu đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh trong thời đại hòa bình này bóng đá là chiến tranh không có cách nào tốt hơn để mở rộng tầm ảnh hưởng của bạn hơn là bóng đá nếu bạn muốn mở rộng hơn nữa đế chế kinh doanh của mình và bước ra thế giới bạn phải có một vũ khí đủ mạnh và bóng đá chắc chắn là thứ phù hợp nhất. Trong lòng giang sách giấy lên lòng nhiệt huyết, anh gật đầu nói có lẽ ba người có thể hợp tác. La Phong cùng anh em nhà đỗ lước nhau, có chút khó hiểu. Hợp tác? Có ý gì? Giang sách giải thích, La Phong, Đỗ Kiền và Đỗ Khôn, ba người có thể tìm một công ty lớn mạnh và thuyết phục họ mua câu lạc bộ bóng đá sắp sụp đổ của mấy người Đỗ Khôn, sau đó thuê La Phong làm huấn luyện viên trường. Bằng cách này... Mọi vấn đề trong công việc của ba người sẽ được giải quyết. Phụt, cả ba người đồng thời cười phá lên và lắc đầu. Đỗ Khôn lớn miệng nói, "Thần Y Giang, không phải là tôi không tôn trọng anh, chỉ là ý nghĩ của anh hơi quá xa vời, hoàn toàn không thể đạt được." Đỗ Kiền cho biết, "Câu lạc bộ hiện tại của chúng tôi đang trong tình trạng hoạt động rất tồi tệ, xếp hạng rất thấp ở giải hạng 2 trong nước, gần như nằm trong khu vực xuống hạng, hoàn toàn không thể nào có người chịu tiếp nhận đâu." la phong nói thêm cho dù có ai đó sẵn sàng tiếp quản một câu lạc bộ như vậy thì cũng không thể thuê tôi làm huấn luyện viên trưởng được dù gì thì tôi cũng mang tiếng xấu như một con chuột qua đường bị người người chửi đánh cả ba người họ đều không tin vào ý tưởng của giang sách đây là bản chất của con người không ai có tư duy bình thường lại có hứng thú với ý tưởng của giang sách tân uẩn hỏi câu lạc bộ bóng đá giá bao nhiêu không biết phòng khám của chúng tôi có thể mua được không La Phong lắc đầu với một nụ cười gượng gạo. Câu lạc bộ dù nhỏ đến đâu thì hoạt động hàng năm cũng hàng chục triệu, nhiều hơn thì hàng trăm triệu, những câu lạc bộ lớn đó đang đầu tư hàng tỷ mỗi năm. Bác sĩ Tân, một mình phòng khám không thể chống đỡ được. Đúng vậy, hiện tại, nếu để một câu lạc bộ bóng đá lớn như thế này có thể hoạt động ở trong nước, thì đó phải là một công ty bất động sản, doanh nghiệp bình thường không thể mua nổi. Chiến tranh là đấu về tiền bạc. Bóng đá là cuộc chiến trong xã hội hiện đại, không có tiền thì tuyệt đối không làm được. Mọi người đều có chút thất vọng. Giang sách thản nhiên nói, tôi biết có một công ty có thực lực rất mạnh. Một tỷ một năm không phải là vấn đề gì cả. Có lẽ các anh có thể thử xem. Ồ, công ty gì? Giang sách thốt ra mấy chữ, khoa học công nghệ tầm mộng. Sau khi dừng lại, anh nói thêm, khoa học công nghệ tầm mộng không chỉ mạnh mẽ ở bản thân, mà quan trọng hơn họ và giải trí ước mạch là một sản nghiệp liên hợp cả hai đều là những công ty khổng lồ liên hợp lại càng là một doanh nghiệp khách xù nếu như có sự đầu tư chung của hai công ty đó muốn nuôi câu lạc bộ nhỏ của các anh không thành vấn đề la phong và anh em nhà họ đỗ đưa mắt nhìn nhau thần y giang anh nói có lý lắm nhưng khoa học kỹ thuật tẩm mộng có hứng thú với bóng đá không ừ không chừng sẽ bị mắng chửi té tắt ấy chứ có thể bị mắng đã là không tệ rồi, có lẽ đến lúc ấy ngay cả cửa còn không vào được. Giang Sách trừng mắt nhìn bọn họ, làm sao biết mình đã thất bại trước khi còn chưa thử. Dù sao các anh cũng nên thử đi. Theo tôi được biết, ông chủ của khoa học công nghệ tầm mộng rất thích bóng đá, đây chính là cơ hội cho các anh. Dưới sự thúc giục liên hồi của Giang Sách, cả ba người họ cũng quyết định thử. Dù sao hiện trạng cũng đã như thế này, còn có thể tệ hơn sao? Cùng lắm là bị người ta đuổi ra ngoài mà thôi, cũng không là gì. Thử thì thử, chương 678, sợ tội tự sát. Vào buổi trưa, Giang Sách chở La Phong và anh em nhà họ đỗ đến cổng khoa học công nghệ tầm mộng và yêu cầu họ xuống xe để gặp xếp tổng của người ta. La Phong khó xử nói, chúng ta đi tay không như vậy có thích hợp không? Có cần mua một ít hoa quả không? Giang Sách lạnh lùng nói, anh cho là anh đến thăm nhà gì hay sao? người ta sẽ để ý chút trái cây của anh sao? Nhanh lên. Ồ, được rồi. Ba người La Phong đi về phía cổng. Ba người đều rất hồi hộp, không hẹn trước với người khác mà đến đây hoành tráng như vậy, người ta có gặp hay không vẫn là một vấn đề. Quả nhiên ngay khi vừa tới cửa, họ đã bị bảo vệ chặn lại. Làm gì vậy? Nhân viên bảo vệ nhìn thoáng qua đã biết ba người bọn họ không phải là nhân viên của công ty. Nhìn bộ dạng lén lút của ba người bọn họ, có vẻ không phải người tốt. La Phong nuốt nước bọt, sợ hãi nói, ờm, chúng tôi muốn gặp ông chủ của khoa học công nghệ tầm mộc, bàn chuyện thu mua một câu lạc bộ bóng đá. Bảo vệ trợn mắt nhìn anh ta. Đã hẹn trước chưa? Không, không có. Bảo vệ không kiên nhẫn nói, anh không hẹn trước mà đến gặp ông chủ của chúng tôi. Anh cho rằng anh là Ngọc Hoàng Đại Đế, muốn đến khi nào thì đến sao? Đi đi đi, đi nhanh. La Phong bất lực lắc đầu, kết quả như vậy đã sớm nghĩ tới. Nếu hấp tấp đến tìm ông chủ của một công ty lớn, làm sao người ta có thể tùy tiện gặp bạn được? Bị đuổi là chuyện đương nhiên. Thôi bỏ đi, cứ như vậy đi. La Phong không có chút hy vọng nào, chỉ nghe theo ý của Giang Sách, anh ta không muốn làm Giang Sách khó xử, dù sao thì Giang Sách cũng là ân nhân cứu mạng của anh ta. Nhưng ngay khi ba người La Phong chuẩn bị quay người rời đi, một giọng nói của một người phụ nữ từ phía sau truyền đến. "Chờ đã." La Phong nhìn lên và thấy đó là một người phụ nữ mặc một bộ vest chỉnh tề, cột tóc đuôi ngựa, thân hình sạch sẽ và tươi tắn. Cô ấy là Tiểu Điệp và hiện đang là thư ký cho tổng giám đốc Tôn Tại Ngôn. "Cô là..." "Tôi là thư ký của Tôn Tại Ngôn, tổng giám đốc của khoa học công nghệ tầm mộng Cố Điệp, anh có thể gọi tôi là thư ký Cố." "À, thư ký Cố, cô có gì muốn dặn dò à?" La Phong vẫn giữ tư thái thấp hơn một bậc. Cố Điệp nhìn hai chân của La Phong, hỏi tôi vừa nghe nói các anh đến đây để bàn chuyện thu mua câu lạc bộ bóng đá vâng có một chút kiến giải vụng về muốn trò chuyện với tổng giám đốc tôn của quý công ty ừ sếp tôn thực sự rất thích bóng đá đúng lúc bây giờ cũng không có chuyện gì các anh vào đi nhân viên bảo vệ sửng sốt một chút thư ký cố người này không lai lịch không thể tùy tiện đưa vào cố điệp chừng mắt nhìn anh ta một cái bảo vệ lập tức ngậm miệng không dám nói chuyện sau đó Ba người La Phong bối rối đi theo Cố Điệp vào văn phòng, đi thang máy, tiến vào văn phòng tổng giám đốc. Vào lúc này, Tôn Tại Ngôn đã nhận được điện thoại từ Giang Sách từ sớm, đã biết mọi thứ rõ ràng. Dù vậy, anh ta vẫn giả vờ như không biết gì. "Các anh là Xin chào tổng giám đốc Tôn, tên tôi là La Phong, họ là Đỗ Kiền và Đỗ Khôn, lần này tôi đột ngột đến đây chủ yếu là muốn." Ngay lập tức, La Phong giải thích cặn kẽ về mục đích chuyến thăm lần này của họ. Thành thật mà nói, không có gì để che giấu. Hoạt động của câu lạc bộ sắp tan vỡ, ba người bọn họ, một người đã mất việc và hai người còn lại sắp mất việc, hy vọng rằng khoa học công nghệ tầm mộng có thể mua lại câu lạc bộ và giải cứu bọn họ. Chuyện như vậy rất vô lý, La Phong hoàn toàn không tin ông chủ của một công ty lớn lại làm chuyện không đáng tin cậy như vậy. Ba người cúi đầu, tim đập nhanh, chuẩn bị tâm lý sẽ bị đối phương đuổi ra ngoài. Nhưng ai mà ngờ được, không tệ rất tuyệt. Tồn tại ngôn không những không xua đuổi họ mà còn cho rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi luôn thích xem bóng đá, đã muốn mua một câu lạc bộ từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp. Các anh đã cung cấp cho tôi một cơ hội rất thích hợp. Yên tâm đi, chuyện này cứ để tôi lo. Đỗ Kiền, Đỗ Khôn, các anh có thể tiếp tục chơi bóng. La Phong, anh cũng có thể đạt được vị trí huấn luyện viên trưởng. Cố lên. Cả ba vui mừng khôn xiết và không thể tin đó là sự thật, cứ như họ đang nằm mơ vậy. Sếp Tôn, anh đã đồng ý rồi ư? Đương nhiên. Cảm ơn, cảm ơn sếp Tôn, anh là đại ân nhân của chúng tôi. Cả ba cảm động đến rơi nước mắt. Trên thực tế, Tôn Tại Ngôn rất muốn nói với họ rằng người thực sự nên được cảm ơn không phải là anh ta, mà là Giang Sách, người đã đưa họ đến đây. Anh ta chỉ làm những gì anh ta được dặn mà thôi sau khi hỏi thông tin chi tiết tôn tại ngôn lập tức sắp xếp người đi cùng với mấy người la phong đến thương lượng với câu lạc bộ tiễn ba người la phong tôn tại ngôn dựa lưng vào ghế và nó có vẻ như ông chủ chuẩn bị bước vào giới bóng đá rồi muốn nỗ lực làm ra chút gì đó trong ngành này cố điệp nói có đáng tin không bóng đá không phải là trò chơi đốt tiền sao chỉ có vào không có ra không biết mỗi năm phải mất bao nhiêu tiền tôn tại ngôn bật cười em không hiểu cái này đâu Bóng đá đốt tiền đúng là không sai, nhưng nó cũng có thể mang lại giá trị thương mại khổng lồ, đặc biệt là quảng cáo. Chỉ cần em có thành tích tốt, em có thể dựa vào đội bóng này mà mang đến quảng cáo thương mại cực lớn. Giá trị thương mại do công chúng mang lại là thứ không thể mua được bằng bất cứ đồng tiền nào. Đó là sức hấp dẫn của bóng đá. Cô điệp bĩu môi, chỉ mong ước mơ của các anh có thể thành hiện thực. Trong khi họ đang nói chuyện, một tin nhắn kêu kêu hiện lên trên màn hình máy tính của tôn tại ngôn. Hửm, anh ta thản nhiên mở ra xem, đọc xong thông tin thì cả người choáng váng. Chuyện này hơi nghiêm trọng đấy. Ở một diễn biến khác, ba người la phong xuống lầu, vui vẻ lên xe trở về. Thần y giang, chúng tôi đã thành công rồi. Xếp tôn thực sự đã đồng ý yêu cầu của chúng tôi, còn sắp xếp một người đi cùng chúng tôi đến hiện trường để xem xét. Chúng ta đi qua đó đi. Tất cả điều này đều nằm trong tính toán của Giang Sách. Nhưng mà, nhìn thấy ba người bọn họ vui vẻ như vậy, Giang Sách cũng vui sướng từ tận đáy lòng. Ngay khi Giang Sách chuẩn bị lái xe đi, anh nhận được một cuộc gọi từ Tôn Tại Ngôn. Bắt máy. Alo, có chuyện gì vậy? Ông chủ, anh còn chưa đi đúng không? Mau lên đây đi, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Không cần hỏi thêm, Giang Sách cúp điện thoại. Tôn Tại Ngôn rất thận trọng, nếu anh ta có thể nói với anh là Xảy ra chuyện lớn rồi thì đó hẳn là một chuyện gì đó nghiêm trọng." Giang Sách nói với La Phong, "Ngại quá, tôi có việc gấp. Các anh gọi taxi đến câu lạc bộ được không?" La Phong gật đầu, "Không sao, thần y Giang, anh có chuyện thì đi đi, chúng tôi tự đi qua đó." Vì vậy, ba người La Phong xuống xe gọi taxi rời đi. Giang Sách lặng lẽ mở cửa xe bước ra ngoài, trực tiếp bước vào cửa, không ai dám ngăn cản. Nhân viên bảo vệ có thể nhìn thấy rõ ràng Chiếc xe mà Giang Sách bước ra không phải là chiếc xe mà đám người La Phong đi ra sao? Bảo vệ vẫn đang tò mò, Giang Sách và đám người La Phong quen nhau ư? Nếu quen nhau thì trực tiếp dẫn vào không tốt hơn à. Nhân viên bảo vệ khẽ lắc đầu, những doanh nhân này làm việc thực sự không thể hiểu nổi. Có lẽ vì vậy mà họ mới có thể thành công, mình thì chỉ là một nhân viên bảo vệ đến chết thôi, than ôi. Giang Sách lên thang máy và đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc. Chuyện gì xảy ra vậy? Giang sách thẳng thừng hỏi. Chỉ thấy sắc mặt của tôn tại ngôn hơi khó coi, dối dám nói, một chuyện rất xấu hổ đã xảy ra. Nói là lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Giang sách cao mày, đừng có thừa nước đục thả câu trước mặt tôi, anh cứ nói có chuyện gì đi. Tôn tại ngôn thở dài, Kevin Diêm của bất động sản Vinh Quang đã chết. Cái gì? Trong lòng giang sách ngưng trệ, thực sự kinh ngạc đối với sự việc này. Kevin Diêm phải chết, nhưng tuyệt đối không phải hôm nay. Theo kế hoạch, Kevin Diêm nên bị xử tử vào 4 ngày sau, tỏ bày với linh hồn của Trình Hải trên trời. Trong những ngày qua, phải để cho Kevin Diêm chịu đủ tra tấn, khiến anh ta muốn sống không được chết không xong. Anh ta chưa thể chết được. Ai giết, giọng điệu của Giang sách hiện rõ sự bất mãn. Tồn tại ngôn bất đắc dĩ nói, là tự sát tin từ người theo dõi nói rằng Kevin Diêm không thể chịu đựng được sự tra tấn nên đã phóng hỏa trong biệt thự của Chu Doãn Cường để tự tử. Chết hết. Tồn tại ngôn lắc đầu, vậy thì không phải, chỉ có Kevin Diêm chết, những người khác còn sống. Chu Doãn Cường chỉ bị thương nhẹ, không đe dọa đến tính mạng. Chỉ có Kevin Diêm chết ư. Tồn tại ngôn mở tất cả thông tin cho giang sách, tin nhắn, hình ảnh, bao gồm một số cuộc điều tra nội bộ của cảnh sát. Đánh giá tình hình hiện tại, Kevin Diêm quả thực đã chết. Kevin Diêm nhát như thế ư. Chuyện như vậy không phải là không thể, suy cho cùng, khi cảm thấy không còn hy vọng sống, người đó sẽ tuyệt vọng và muốn tự tử. Câu hỏi đặt ra là một kẻ đê hèn và xảo quyệt như Kevin Diêm có thực sự đi đến bước này không? Theo lý thì tố chất tâm lý của anh ta không kém đến vậy mới đúng. Giang sách tiếp tục theo dõi cuộc điều tra nội bộ của cảnh sát, tinh ý phát hiện ra một điều, đó là bằng chứng hiện tại của cảnh sát cho thấy người chết là Kevin Diem là không đủ. Nói về điều này, việc đánh giá người đã chết là Kevin Diem dựa trên hai điểm. Thứ nhất, người chết mặc quần áo của Kevin Diem. Thứ hai, theo mô tả của Chu Doãn Cường và những người ở nhà, đó là phòng tạm thời của Kevin Diem, Kevin Diem cũng đang ở trong phòng vào thời điểm đó. Vấn đề là không ai tận mắt chứng kiến Kevin Diem bị thiêu chết cũng không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh rằng người chết là Kevin Diêm. Bằng chứng hiện tại chỉ là bằng chứng gián tiếp. Giang sách nheo mắt lại, trong đầu nghĩ đến một chuyện. Nếu đúng là Kevin Diêm tự tử vì sợ tội thì không sao, chết thì chết thôi, không có gì để nói, cũng không thể vụt roi lên một người chết chứ đúng không? Giang sách vẫn chưa biến thái đến thế. Nhưng nếu không phải Kevin Diêm đã chết thì sao? Nếu người chết là người khác và Kevin Diêm thực sự trốn thoát, thì vấn đề sẽ rất lớn. Cho dù đó là vì hận thù với Kevin Diêm hay vì cuộc điều tra sự thật của vụ án, Giang Sách sẽ không cho phép chuyện này kết thúc một cách vội vàng như vậy. Tôi muốn tự mình tới đồn cảnh sát khám nghiệm tử thi. chương 679, ve sầu thoát xác khu Giang Nam, đồn cảnh sát. Tạ Mạnh Trí dẫn theo người của mình lo lắng chờ ở cửa, sau khi nhìn thấy xe của Giang Sách đến gần liền vội vàng chào hỏi. Tổng phụ trách, sao anh lại đích thân đến đây? Tôi đến đây để kiểm tra vụ án của Kevin Diêm. Giang sách nói thẳng. Dưới sự dẫn dắt của tạ Mạnh Trí, cả nhóm đã vào trụ sở cảnh sát. Tạ Mạnh Trí lấy ra các tài liệu liên quan về vụ án của Kevin Diêm. Tổng phụ trách, tất cả mọi thứ anh muốn đều có ở đây. Ừm. Giang sách cầm lấy và mở ra từng cái một, thông tin thu được không khác những gì anh có được trước đó, hiện tại vẫn chưa đủ bằng chứng để xác định người chết là Kevin Diêm anh nói thi thể vẫn chưa bị giải phẫu phải không chưa ừ dẫn tôi đi xem tạ mạnh trí có chút kinh ngạc không thích hợp lắm đâu nhỉ cái xác vừa hôi vừa bẩn nếu làm anh buồn nôn thì không tốt lắm đâu giang sách chừng mắt nhìn anh ta nhìn tôi yếu ớt như vậy sao không đó không phải là ý của tôi đưa tôi tới đó vâng tạ mạnh trí không dám nói chuyện vô nghĩa nữa bèn đưa giang sách đến nhà xác và cho người mang thi thể của Kevin Diêm đã chết ra khỏi tủ tử thi, đặt trên bàn để xác. Nhiệt độ cả phòng rất thấp, tạ mạnh trí mặc ít quần áo trước khi đi vào nên toàn thân hơi run rẩy. Găng tay, giang sách nói. Đây, tạ mạnh trí đưa lên một đôi găng tay. Giang sách mang vào và tự mở túi đựng xác, để lộ cái xác cháy đen bên trong, như tạ mạnh trí đã nói lúc đầu, cái xác rất ghê tởm và có mùi hôi thối. Cái xác vẫn chưa kịp giải phẫu. Giang Sách mở miệng tử thi xem xét, sau đó kiểm tra tay chân của tử thi, cuối cùng đưa tay chạm vào xương của tử thi. Sau khi kiểm tra cẩn thận, miệng của Giang Sách nở một nụ cười nhẹ. Hay cho một chiêu ve sầu thoát xác. Câu nói này khiến mọi người trong phòng hơi bối rối và không hiểu lắm. Là một cảnh sát, Tạ Mạnh Chí có thần kinh rất nhạy bén và hỏi thẳng, "Tổng phụ trách, ý anh là cái xác này không phải của Kevin Diêm?" Ừm. Giang sách chỉ vào răng, tay và chân của người quá cố và nói, răng của người quá cố đã dụng hết, tay và chân cũng có dấu hiệu lão hóa. Rõ ràng đó là thi thể của một ông già, không phải của Kevin Diem. Bằng chứng trực tiếp nhất là xương của người đã khuất có dấu hiệu lão hóa, thoái hóa. Kevin Diem là một thanh niên có sức sống mãnh liệt nên hiện tượng này là không thể xảy ra. Bằng cách này, về cơ bản có thể chắc chắn thi thể này không phải của Kevin Diem. Tạ Mạnh Trí hơi ngạc nhiên, nếu không phải là Kevin Diêm thì là ai? Đó là thi thể được tìm thấy trong phòng của Kevin Diêm vào thời điểm đó. Ngoài ra, Kevin Diêm quả thực đã biến mất, những người khác thì không thiếu một ai. Giang sách tiếp tục, vậy nên mới nói là chiêu, ve sầu thoát xác. Kevin Diêm đã giết chết ông già, mặc quần áo của mình vào người ông ấy và đưa xác vào phòng. Sau đó, anh ta cải trang thành ông lão và trốn thoát thủ đoạn vàng thao lẫn lộn như thế, Kevin Diêm đúng là dở trò chuồn mất rồi. Không thể không nói, để thoát khỏi tay của giang sách, Kevin Diêm đã thực sự liều một phen, có thể nghĩ ra những ý tưởng cực đoan như vậy. Nếu không có giang sách, người bình thường có lẽ đã bị lừa. Ngay cả tồn tại ngôn siêu thông minh cũng không nhìn ra lắt léo trong đó. Giết người khác, phóng hỏa, giả vờ mình đã chết, rồi cải trang thành người ta lặng lẽ lẻn đi. Bằng cách này, trên thế giới không còn người nào là Kevin Diem. Một khi Giang Sách bị lừa, anh sẽ không truy giết Kevin Diem nữa và anh ta chỉ cần trốn đến các thành phố khác, thay tên đổi họ là có thể tiếp tục sống. Chiều này, thành thật mà nói, khá thông minh. Giang Sách chỉ vào phía sau đầu của người quá cố và nói có một lỗ rõ ràng ở phía sau đầu của người quá cố bị thương bởi một vũ khí cùn. Nếu tôi dự đoán không sai, người quá cố và Kevin Diem là người quen của nhau bị giết sau khi bị Kevin Diêm lừa vào phòng, sau đó thay quần áo của Kevin Diêm và bị thiêu. Chu đáo và tàn nhẫn, Kevin Diêm sẽ làm bất cứ điều gì để tồn tại. Tạ Mạnh Trí lúc này mới sốt ruột, hay cho Kevin Diêm, anh ta vậy mà lại dám cản rỡ như vậy, tôi phải bắt anh ta trở về. Giang sách ra hiệu cho anh ta, Tạ Mạnh Trí ngay lập tức ghé tai lại. Giang sách nói vài câu vào tai Tạ Mạnh Trí, sau đó yêu cầu anh ta chạy nhanh đến biệt thự của Chu Doãn Cường để điều tra ngay hành tung của Kevin Diêm. Tôi lập tức đi ngay. Tạ Mạnh Trí nhanh chóng đưa mọi người rời đi và đến biệt thự của Chu Doãn Cường để điều tra. Giang sách tháo găng tay ra, gọi cho Mộc Dương Nhất trong khi bước ra ngoài. Đại ca, có chuyện gì vậy? Giúp tôi phong tỏa tất cả các ngã tư ra khỏi thành phố ở khu Giang Nam, tăng cường các trạm kiểm soát ở bến xe, ga tàu và sân bay, điều tra nghiêm ngặt từng người xuất cảnh cấm Kevin Diêm ra ngoài. Gió, cúp điện thoại, giang sách đã ra bên ngoài. Anh đứng trên bậc thang ở cửa nhìn lên bầu trời, tự nhủ Kevin Diêm, anh nghĩ mình có thể chạy trốn sao? Anh nghĩ giang sách tôi quá đơn giản rồi. Tôi đã ban hành, án tử hình, cho anh, anh chỉ có thể chết sau 7 ngày tang đầu của chú Trình, muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Biệt thự, hai chiếc xe cảnh sát đang đậu bên ngoài, một nhóm lớn cảnh sát phát súng lao đến. Tạ Mạnh Chí dẫn mọi người vào trong, vừa đi vừa nói, "Mọi người đứng dậy cho tôi, tập trung ở phòng khách." Một lúc sau, mọi người đã đứng trong phòng khách. Lúc đầu Chu Doãn Cường nghĩ rằng Tạ Mạnh Chí lại đến đây vì vụ tự sát của Kevin Diêm, nhưng nhìn tư thế này, dường như có điều gì đó không ổn. Ông ta nghi ngờ hỏi, "Đội trưởng Tạ, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tạ Mạnh Chí lạnh lùng nhìn ông ta, "Ông không biết đã xảy ra chuyện gì sao?" Chu Doãn Cường lắc đầu, làm sao tôi biết chuyện gì đã xảy ra? Tôi tưởng sếp ở đây vì cái chết của Kevin Diêm. Đến bây giờ ông còn giả ngu với tôi ư? A, à, đội trưởng Tạ, sếp có ý gì? Người chết hoàn toàn không phải là Kevin Diêm. Chỉ một câu nói, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ, nếu Kevin Diêm không phải là người đã chết thì còn có thể là ai? Chu Doãn Cường cười xấu hổ hỏi, không phải sếp đùa với tôi chứ? Lúc đó chỉ có một mình Kevin Diêm ở trong phòng, hơn nữa người chết đang mặc quần áo của Kevin Diêm. Không phải anh ta thì là ai? Tạ Mạnh Trí cho biết, sau khi cảnh sát khám nghiệm thi thể, người chết là một ông già. Sao thế, Kevin Diêm rất già hả? Ông già, mọi người nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, người quá cố đã chết trước khi bị ngọn lửa thiêu rụi. Ông ấy đã bị một người nào đó dùng vũ khí cùn đập vào sau đầu mà chết điều này càng khiến Chu Doãn Cường bất ngờ hơn. Đội trưởng, lời xếp nói đều là thật ư. Sao mà giả được, tạ mạnh trí liếc nhìn xung quanh và hỏi, ngoài Kevin Diêm, còn ai chưa đến đây? Còn ai ư, không còn ai. Thử nghĩ xem, có phải thiếu một ông già hay không? Ông già. Đột nhiên, Chu Doãn Cường nhớ ra, đúng rồi, quản ra đâu? Tôi đã không thấy từ chiều hôm qua rồi. Mọi người cũng gật đầu người quản gia đột nhiên biến mất mà không biết tại sao thợ làm vườn nói sau vụ cháy tôi hình như đã thấy người quản gia bỏ đi sau đó không về nữa thông tin này về cơ bản có thể xác định ai là người chết thực sự để xác minh thông tin tạ mạnh trí ngay lập tức sắp xếp người gọi điện cho gia đình quản gia để hỏi thăm tình hình cụ thể sau đó anh ta yêu cầu được xem camera ở cửa chẳng mấy chốc tạ mạnh trí nhìn thấy từ đoạn video phát lại rằng sau vụ cháy một người đàn ông mặc quần áo của quản gia đã lẻn đi khi những người khác đều sốt ruột cứu hỏa quản gia lại cúi đầu đội mũ và lấy tay che mặt như bị ngọn lửa làm ngạt thở chuồn đi dưới ánh mắt của mọi người lúc đó lộn xộn nên không ai để ý đến một ông già không thu hút như vậy ngay sau đó thuộc hạ của anh ta báo cáo đội trưởng tôi vừa gọi điện thoại cho gia đình ông quản gia bọn họ nói quản gia chưa từng về và lại điện thoại của quản gia luôn không gọi được bây giờ, gần như chắc chắn rồi. Tạ Mạnh Trí nói, lập tức đưa người đến nhà quản gia để xác nhận thông tin, sau đó gửi lại thông tin cho đồn cảnh sát để xác định danh tính người chết dựa trên xét nghiệm N. Vâng, cấp dưới lập tức làm theo lệnh. Bên này, chủ Doãn Cường bày ra vẻ mặt bối rối, ngây ngốc hỏi, đội trưởng tạ, tình hình thế nào vậy? Không phải Kevin Diêm là người đã chết sao? Sao lại đột nhiên trở thành quản gia chứ? Tôi hồ đồ mất rồi. Tạ Mạnh Trí nói với vẻ chế giễu, đây là một thủ thuật che mắt được Kevin Diêm sử dụng, khiến mọi người nghĩ rằng anh ta tự sát vì sợ tội. Nhưng trên thực tế, anh ta đã giết quản gia và giả mạo thành mình, sau đó anh ta nghênh ngang bỏ đi và biến mất khỏi thế giới. Nghe vậy, Chu Doãn Cường mới chậm chạp nhận ra. Ông ta chửi ầm lên, Kevin Diêm, tên khốn kiếp này, vậy mà lại dở trò này sau lưng tôi. Tên chó chết này, nếu bắt được anh ta, tôi tuyệt đối không tha cho anh ta. Tạ mạnh trí hừ lạnh một tiếng, yên tâm đi, cảnh sát chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta, rút lui. Anh ta đưa người của mình trở lại đồn cảnh sát. Bên này, chú Doãn Cường ngồi trên ghế sofa, thở hổn hển. Ông ta luôn cho rằng Kevin Diêm là người trung thành và tận tâm, nhưng ai biết được rằng thứ này không đáng tin cậy như thế. Vì mạng sống của mình mà anh ta thậm chí còn giết chết quản gia. Trên thực tế, điều mà chu doãn cường tức giận nhất là kevin diêm đã chọn cách sống một mình sau lưng ông ta thay vì đưa ông ta đi cùng thủ đoạn này tuyệt diệu như vậy nếu chu doãn cường cũng sử dụng có lẽ giờ phút này thật sự có thể bỏ chạy rồi chờ khi giang sách phản ứng lại được rất có thể bọn họ đã ra nước ngoài bây giờ thì tốt rồi kevin diêm đã bỏ chạy chu doãn cường vẫn nằm dưới sự kiểm soát của giang sách điều này khiến ông ta run lên vì tức giận kevin diêm tên chó ăn cây táo, rào cây sung, vòng ân phụ nghĩa. Tao nguyền rủa mày rơi máy bay, chìm tàu, bị xe tông. Tao nguyền rủa mày chết không tử tế. Càng nói càng tức, Chu Doãn Cường cầm cốc nước trên bàn đập xuống đất, chút sự bất mãn trong lòng. Chương 680, em gái tốt. Trên con đường nhựa rộng rãi, một chiếc ô tô không chút thu hút đang phóng nhanh. Cửa sổ xe mở ra, quần áo của một ông già bị ném ra ngoài cửa sổ, người xuất hiện trên ghế lái chính là Kevin Diêm đã ve sầu lột xác. Vừa huyết sáo, anh ta vừa tận hưởng làn gió sảng khoái thổi vào mặt. Cảm giác thật tuyệt vời. Vẫn là mình thông minh, giang sách, chu doãn cường, hai con lợn tụi mày cứ từ từ chơi đi, ông đây sẽ không đồng hành với tụi mày nữa. Chờ tao ra khỏi thành phố, tao sẽ bay ra nước ngoài, đừng hòng ai bắt được tao, ha ha ha. Lúc này, anh ta chỉ còn cách lúc ra khỏi thành phố chưa đầy 20 phút lái xe. Anh ta không chọn sân bay, ga tàu, bến xe đông người mà chọn một mình lái xe đi, không đến những nơi đông người mà đến những nơi ít người, để tránh người ta phát hiện anh ta. Mặc dù hơi quá cẩn thận, nhưng phải nói rằng chiêu này dùng khá tốt. Lại thêm 10 phút sau khi rời khỏi thành phố, không có chuyện gì xảy ra. Rời khỏi khu gian nam tương đương với rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của gian sách không tin anh vẫn có khả năng đuổi ra ngoài. Thật tuyệt, đột nhiên, Kevin Diêm lúng túng khi thấy cách đó không xa có một trạm kiểm soát tạm thời, một cảnh sát giao thông đang ở đó để kiểm tra nồng độ cồn. Hừ, thật là đáng ghét. Kevin Diêm dừng xe, cảnh sát giao thông tiến lên chào, đồng chí, xin hãy xuất trình chứng minh thư và bằng lái xe. Đây, cảnh sát giao thông tiếp nhận rồi nhìn, bình tĩnh nói điều gì đó với những người xung quanh, sau đó trả lại đồ cho Kevin Diêm xin lỗi anh anh không thể vượt qua xin anh trở về cái gì kevin diêm xứng sờ anh ta không phải tội phạm bị truy nã tại sao lại không cho anh ta đi qua ý anh là gì tại sao tôi không thể vượt qua thưa anh chúng tôi có quy định ở đây bất kỳ ai tên kevin diêm đều không được phép vượt qua phụt đây là loại lý do kỳ lạ gì vậy kevin diêm mắng anh đang nói nhảm nhí gì vậy tên của tôi phạm pháp ư nói cho anh biết, tôi là cố vấn pháp luật, anh dám nói chuyện với tôi như thế này, có tin tôi sẽ kiện anh hay không? Nếu anh muốn kiện thì kiện đi. Đây, Kevin Diêm cứng họng, làm sao anh ta dám đi kiện? Bây giờ anh ta đã chết, một khi thân phận của anh ta bị lộ, không chỉ giang sách sẽ xử lý anh ta, mà cảnh sát sẽ không buông tha cho anh ta, dù sao trong tay anh ta đã dính một mạng người. Nhưng có thể làm gì bây giờ? Kevin Diêm đã nói chuyện kỳ kèo với cảnh sát giao thông ở đây cả buổi rồi, môi anh ta chai hết cả, nhưng đối phương vẫn không cho anh ta đi. Bất lực, Kevin Diêm phải quay lại và đi đường vòng. Sau khi Kevin Diêm rời đi, hai người đàn ông bước tới, đó là Giang Sách và Mộc Dương Nhất. Họ đã nắm được hành tung của Kevin Diêm và cố tình lập một trạm kiểm soát ở đây để ngăn cản anh ta rời đi. Mộc Dương Nhất tò mò hỏi, đại ca, tại sao không trực tiếp bắt anh ta luôn? Giang sách xua tay, Kevin Diêm hiện tại là một con chuột, tôi thích nhìn anh ta nhốn nháo trong chiếc lồng do tôi thiết kế, làm sao cũng không thể trốn thoát. Lần này Giang sách thực sự tức giận, cái chết của Trình Hải đã giáng một đòn mạnh vào anh. Vì vậy, Kevin Diêm không thể sống, thậm chí không thể chết được tử tế. Kevin Diêm tội nghiệp không biết rằng hành tung của mình đã bị lộ, anh ta lái xe của mình quanh thành phố và muốn đi qua các lối ra khác, nhưng anh ta đều không thể vượt qua giống như một con chuột anh ta đã bị giang sách bẫy đến chết ở khu giang nam này muốn chạy sao không thể nào đúng lúc này một chiếc xe limousine dừng ở cổng nhà tù trong thành phố ở hàng ghế sau xe là một nam một nữ nam là đường mạt và nữ là vợ của anh ta đinh tử ngọc anh đã đánh tiếng rồi em có thời gian nửa tiếng đường mạt nói vâng cảm ơn chồng đinh tử ngọc bước ra khỏi xe và đi vào nhà tù được chuyên viên dẫn vào phòng thăm, nhìn thấy người anh trai Đinh Hồng Diệu đã bị giam giữ trong nhiều năm, thiên tài tuyệt thế của nhà họ Đinh. Lúc này, Đinh Hồng Diệu hai mắt vô thần, cạo chọc đầu, trên người mặc đồng phục tù nhân, không có vẻ ngoài ngổ ngáo và anh hùng như năm nào, có vẻ lạc lõng với xã hội. Nhìn thấy anh trai như vậy, trong lòng Đinh Tử Ngọc nói thầm, tìm anh ta có ích không vậy? Kho khan một tiếng, Đinh Tử Ngọc nhấc điện thoại bên cạnh lên, anh, em tới đây thăm anh đinh hồng diệu cũng bắt máy nhà họ đinh còn nhớ tôi à anh anh đừng nói như vậy em vẫn luôn nhớ tới anh chỉ là ông nội theo dõi quá kỹ không tiện cho em tới đây đinh hồng diệu vẫn vô cảm đừng vòng vo nữa nói thẳng đi cô tìm tôi làm gì tim đinh tử ngọc như đông cứng lại anh trai cô ta trông thật suy sụp nhưng bộ não vẫn tốt như thường anh à em chỉ muốn kể cho anh nghe những chuyện xảy ra trong gia đình gần đây sau đó Đinh Tử Ngọc mô tả ngắn gọn những gì đã xảy ra gần đây. Đinh Hồng Diệu nghe xong, không có dao động gì. Đinh Tử Ngọc hơi ngạc nhiên, cô ta nghĩ anh trai mình sẽ rất vui khi nghe tin Đinh Trọng nhiều lần chịu nhục, nhưng kết quả lại khiến cô ta không ngờ. Đinh Hồng Diệu nói một cách thờ ơ, theo những gì cô nói, người đàn ông tên Giang Sách đó là một người thông minh và có rất nhiều thủ đoạn. Các người không thể đấu với anh ta là chuyện bình thường. Nếu không phải anh ta nể tình chỉ sợ các người đã, không còn, rồi. Dù tàn nhẫn nhưng đó là sự thật. Đinh tử ngọc nó, đó là lý do tại sao em đến gặp anh để nhờ sự giúp đỡ của anh. Đinh hồng rượu lạnh lùng nói, cô cho rằng tôi sẽ giúp cái lão xấu xa kia sao. Bầu không khí có chút xấu hổ. Sau một hồi im lặng, nụ cười nham hiểm nở trên khóe miệng đinh tử ngọc, anh trai, không phải em nhờ anh giúp lão già tồi tệ đinh trọng kia, mà là giúp chính mình những lời này đã khơi dậy sự quan tâm của đinh hồng diệu đinh tử ngọc tiếp tục đinh trọng đã già cả đống tuổi rồi vậy mà vẫn nắm chắc quyền lực của gia tộc thật sự chẳng ra gì cả ông ta nên thoái vị từ lâu rồi vấn đề là bây giờ ông ta đang đặt hết kỳ vọng vào tên mốc đinh phong thành kia nếu đinh phong thành tiếp quản ha ha trong vòng một năm nhà họ đinh chắc chắn sẽ xong đời vậy nên đinh tử ngọc nhìn đinh hồng diệu anh trai đây là một cơ hội Em hy vọng anh có thể tiếp quản vị trí của ông cụ, không thể để cho người ngoài như giang sách, cũng như đồ ngốc đinh phong thành kia được hơi. Anh là anh trai của em, là anh ruột của em, anh tiếp quản nhất định tốt hơn thằng ngốc đinh phong thành, càng tốt hơn cả lão giả rốt nát đinh trọng. Đây là lời thật tình. Sau tất cả, hai anh em bọn họ lớn lên cùng nhau, tình cảm của họ khá sâu sắc. Để anh trai nắm quyền, Đinh Tử Ngọc chắc chắn sẽ có nhiều quyền lực và tiền bạc hơn khi Đinh Trọng đang nắm quyền về công về tư, cô ta đều phải giúp đỡ Đinh Hồng Diệu. Cách nói này thực sự khiến Đinh Hồng Diệu dao động. Đôi mắt vốn đã mất đi màu sắc của anh ta lại một lần nữa bừng bừng tham vọng. Em gái, em đúng là em gái tốt của anh. Audio điện tử võ tấn bền chương 681 kế trong kế. Khi đi ra khỏi nhà tù, đôi mắt của Đinh Tử Ngọc sáng lên, hạnh phúc như thể cô ta vừa mua được một chiếc túi chen nồ vậy. Không, còn vui hơn thế gấp trăm lần lên xe đinh tử ngọc nắm lấy cánh tay của đường mạt chồng cảm ơn anh đã giúp em đường mạt có vẻ khá lạnh lùng thậm chí có chút sợ hãi nếu có ai trong toàn bộ nhà họ đinh khiến anh ta cảm thấy hồi hộp đó chỉ có thể là đinh hồng diệu anh ta sẽ không bao giờ quên được lần tiếp xúc với đinh hồng diệu khi trước trong mắt đường mạt đây là một ác nhân có chỉ số iq vượt trội bạn không bao giờ biết người kia đang nghĩ gì đường mạt hỏi vợ à anh cả của em có đáng tin không?" Đinh Tử Ngọc mỉm cười, "Sao thế, anh không tin vào thực lực của anh trai em sao?" "Không phải anh hoài nghi thực lực của anh ta, mà là anh lo lắng về tính cách của anh ta. Năng lượng của người đàn ông này quá mạnh, nếu anh ta muốn báo thù cả nhà họ Đinh, e rằng anh ta cũng sẽ gây hại cho em." Đinh Tử Ngọc xua tay, "Về điểm này anh có thể yên tâm, anh trai em từ nhỏ đã chăm sóc em. Có thể nói em là mối quan tâm duy nhất của anh ấy trên đời này." em biết rõ điều đó nên mới dám đến gặp anh trai. Anh cũng mong là như vậy. Họ lập tức rời khỏi cổng trại giam, ở đây lâu chắc chắn sẽ bị người khác nghi ngờ, đó là một điều không tốt. Trời sắp tối, Giang Sách lái xe về nhà. Vừa đẩy cửa bước vào, anh đã nhìn thấy Đinh Mộng Nghiên đang chuẩn bị một số tài liệu, vẻ mặt có chút không ổn. Chuyện gì vậy? Công ty có việc phải làm, buổi tối em phải ứng phó một bữa tiệc tối từ tiệc tối khiến Giang sách khó chịu. Anh hỏi, quan hệ của em và ông cụ căng thẳng như vậy, căn bản không liên quan gì đến công ty nữa, chỉ là phó tổng giám đốc trên danh nghĩa, sao ông cụ lại đột nhiên muốn để em ứng phó một bữa tiệc tối. ninh Mộng Nhiên cười khổ thở dài, còn cần hỏi sao? Cố ý đặt bẫy cho em. Ồ, lần này ông ta nói cái gì? Để em quảng bá sản phẩm mới nhất của công ty, nếu thành công, sẽ chia 30% lợi nhuận. Nếu thất bại, sẽ lấy lại 10% cổ phần của công ty. Có vẻ như Đinh Trọng vẫn không thể quên đi số cổ phần ít ỏi trong tay Đinh Mộng Nhiên. Nghĩ mọi cách cũng phải lấy lại. Đinh Mộng Nhiên uể oải nói, chào ôi, bây giờ em đang bị mọi người trong gia tộc quát đánh. Ông nội nóng lòng muốn lấy lại cổ phần của em, thực sự mệt mỏi lắm. Thật ra, em không muốn những cổ phần này nữa. So với việc phải chiến đấu với ông ta mỗi ngày, chỉ bằng trả lại cho họ, em rời công ty và tự do phát triển thôi đây cũng là một sự lựa chọn bắt buộc trong lúc bất đắc dĩ giang sách bước tới nói đây là lựa chọn tồi tệ nhất cũng là kết quả mà ông cụ cùng những người khác muốn thấy nhất cho dù muốn trả lại cổ phần chúng ta cũng không thể trả lại dễ dàng như vậy mộng nhiên anh sẽ đi cùng em đến bữa tiệc tối này vâng đinh mộng nhiên cũng hy vọng như vậy thà có chồng bên cạnh còn hơn lo ứng phó tiệc tối một mình trong trường hợp gặp phải người xấu có giang sách chăm sóc cô có thể yên tâm hơn rất nhiều. Cả hai thu dọn đồ đạc một chút và lái xe đến khách sạn đã định. Cùng lúc đó, trong tòa nhà văn phòng của sản xuất nhiệt đinh, đinh trọng, đinh phong thành và đinh tử ngọc đang chào đón một vị khách quý. Ông ta là chủ tịch của xí nghiệp Hồng Vận Ninh Luân. Xếp Ninh, ông uống trà đi. Đinh Tử Ngọc cung kính bưng một tách trà, sau đó lui ra một bên. Ninh Luân nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, ông Đinh, tối nay ông gọi điện thoại cho tôi tới đây, để giới thiệu những sản phẩm mới của công ty ông cho tôi à?" Ninh Trọng gật đầu, "Đúng vậy, đây là sản phẩm mới nhất của công ty chúng tôi với chất lượng hạng nhất và chưa bao giờ được tiết lộ với công chúng. Tôi đặc biệt giới thiệu nó cho ông, chỉ vì chúng ta là đối tác cũ của nhau, thứ tốt phải cho ông xem trước." Ninh Luân nhìn vào bảng dữ liệu và thành phẩm thực tế, trên khuôn mặt của ông ta lại chẳng có một nụ cười. Ông ta bất lực nói, "Hàng là hàng tốt, công ty chúng tôi đúng lúc cũng cần hàng này ông cụ ông nhìn chuẩn đấy đinh trọng mỉm cười nhưng không để đinh trọng vui vẻ ninh luân đã nói thẳng nhưng tôi cũng tin rằng ông sẽ không bao giờ gọi điện cho tôi vào buổi tối chỉ vì chuyện này chuyện này có thể xử lý bất cứ lúc nào để trợ lý của tôi làm cũng được không cần phải nói với tôi chứ phải không đinh trọng gật đầu nếu sếp ninh đã lên tiếng tôi không có gì phải giấu giếm đúng vậy tôi tính bán đợt hàng này cho ông Đồng thời, tôi cũng sắp xếp cho cháu gái tôi nói chuyện với giám đốc bộ phận của công ty các ông vào tối nay. Nó cũng muốn bán hàng cho các ông. Tôi muốn xếp Ninh giúp đỡ tôi và yêu cầu giám đốc bộ phận của ông trực tiếp từ chối yêu cầu của cháu gái tôi, khiến cho nó ăn canh bế môn. Ninh Luân cao mày. Ông cụ, ông bảo tôi diễn một vở kịch với ông, cố ý nhắm vào cháu gái của ông sao? Tuy có vẻ hơi khó nghe nhưng đó là sự thật. Ninh Trọng cho biết, đợt hàng này là thứ mà công ty các ông cần, ông vẫn có thể mua được với giá thành thấp đối với ông không mất mát gì cả hơn nữa còn kiếm lời đồng ý yêu cầu của tôi chỉ là thuận nước song thuyền không tổn thất gì tại sao lại không làm chiêu này thật là tàn ác một mặt là bảo đinh mộng nghiên đi thương lượng mặt khác đinh trọng thương lượng trực tiếp với chủ tịch đối phương bán với giá thành thấp ninh luân không có lý do gì không làm chỉ cần ninh luân đồng ý đinh mộng nghiên chắc chắn sẽ thất bại đinh mộng nghiên thất bại tất cả 10% cổ phần sẽ được thu hồi. Ý tưởng tuyệt vời. Tuy nhiên, điều duy nhất ông ta tính toán sai là tham vọng của Ninh Luân. Ninh Luân cười khúc khích, chiêu này của ông cụ đúng là lợi hại. Tôi làm giúp ông sẽ giảm thọ đấy. Tôi là một tín đồ Phật giáo, thành thật mà nói, ích lợi của việc mua lại với giá gốc không đủ để tôi làm việc. Tin Phật, vớ vẩn, Ninh Trọng biết rõ rằng mức giá mà ông ta đưa ra không đáp ứng được tâm lý mong đợi của đối phương. Vì vậy, Đinh Trọng hỏi thẳng, xếp ninh, chỉ cần nói những gì ông muốn. Chúng ta làm việc cùng nhau nhiều lần thế rồi, không phải là người ngoài, không cần phải đi lòng vòng. Ninh Luân giơ ngón tay cái lên, ông cụ, ông đúng là nhanh miệng, vậy thì tôi sẽ không thừa nước đục thả câu nữa. Tôi muốn cổ phần của sản xuất nhiệt đinh của các ông. Đương nhiên, không phải đòi không, một tỷ mua của 10% cổ phần sản xuất nhiệt đinh các ông, ngoài ra tôi không mua lô hàng này với giá thành thấp mà chỉ cần mua với giá gốc là được ông đinh trọng cưỡi hổ khó xuống tính toán của đối phương thực sự hơi tàn nhẫn ninh luân ông quá đáng rồi quá đáng so với mưu mô của ông cụ tôi đây có là gì nếu ông cụ không chịu đồng ý thì cứ coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau đúng rồi sau khi trở về tôi nhất định sẽ dặn giám đốc bộ phận mua một số lượng lớn hàng từ chỗ cháu gái của ông đe dọa, đe dọa một cách trần trụi. Bây giờ đến lượt Đinh Trọng khó xuống đài rồi. Ông ta nghiến răng trừng mắt nhìn Đinh Tử Ngọc, đều là ý xấu của cô ta, bây giờ trong ngoài đều hỏng bét. Bất lực, Đinh Trọng nói, Giang Sơn đời đời đều có người tài xuất hiện, Ninh Luân, ông được lắm. Mua 10% cổ phần với giá 1 tỷ, thành giao. Ngoài ra, tôi sẽ bán cho ông một lô hàng với giá gốc. Ninh Luân gật đầu, không thành vấn đề. Sau khi cả hai hoàn thành các chi tiết, họ đã ký hợp đồng thương mại ngay tại chỗ, chuyện này xem như được quyết định. Sau đó, Ninh Luân rời đi. Ninh Trọng ngồi trên ghế có chút bất mãn, tên khốn kiếp Ninh Luân này, vậy mà lại cắn trà tao một miếng, sớm muộn gì tao cũng giết chết hắn. Ninh Tử Ngọc cười nói, ông nội, ông thức giận cái gì chứ? Mặc dù chúng ta đã chia cho Ninh Luân 10% cổ phần, nhưng chúng ta cũng không lỗ mà. Ông nghĩ đi, trước hết, Chúng ta đã kiếm được 1 tỷ, đây là một món tiền lớn, vượt xa giá trị của 10% cổ phần, ngoài ra, chúng ta đã bán một lượng lớn hàng hóa với giá gốc, cũng kiếm được không ít tiền. Quan trọng hơn, chúng ta có thể lấy lại 10% cổ phần của Mộng Nghiên và đuổi Mộng Nghiên ra ngoài. Tổng hợp lại tất cả, điều đó có nghĩa là chúng ta chuyển 10% cổ phần của Mộng Nghiên cho Ninh Luân, sau đó lời được 1 tỷ, cũng thu được một lượng lớn lợi nhuận của hàng, còn đuổi được Mộng Nghiên ra khỏi gia tộc, quá hời rồi. Đinh Trọng cảm thấy mình thực sự không mất gì, nhưng lại dễ dàng kiếm được 1 tỷ và đuổi đinh Mộng Nghiên đi. Trên thực tế, nó tương đương với việc bán 10% cổ phần của đinh Mộng Nghiên. Nghĩ đến đây, Đinh Trọng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đinh Tử Ngọc tiếp tục thuyết phục, hơn nữa, về sau chúng ta vẫn sẽ có cơ hội lấy lại 10% cổ phần từ Ninh Luân, vì vậy không có gì phải lo lắng. Có lý, Đinh Trọng hớn hở mặt mày, Tử Ngọc, cháu thật thông minh làm thế nào mà cháu lại nảy ra một ý tưởng tuyệt vời như vậy vẻ mặt đinh tử ngọc sửng sốt nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ông nội quá khen rồi cháu cũng không quá thông minh đâu chỉ là lúc nào cháu cũng muốn chia sẻ chút phiền phức cho ông nội mà thôi ha ha nói hay lắm lúc này đinh trọng hoàn toàn không nhận ra vấn đề huống chi là nhìn thấy sát khí lộ ra trong mắt đinh tử ngọc bề ngoài hòa hợp êm thấm nhưng trên thực tế ẩn chứa ý định giết người Tất nhiên, Đinh Tử Ngọc không thể nghĩ ra ý tưởng này, mà là anh trai cô ta Đinh Hồng Diệu đã nghĩ ra. Đinh Tử Ngọc nhìn chằm chằm Đinh Trọng, trong lòng cười nhạo, "Lão già, tạm thời cho ông kiêu ngạo một thời gian, sớm muộn gì tôi cũng sẽ kéo ông xuống khỏi vị trí gia chủ, cái ghế này nên để anh trai tôi ngồi mới được." Đinh Trọng không ý thức được nguy hiểm xung quanh mình, huống chi là Đinh Phong Thành không có đầu óc kia. Đinh Phong Thành hiện tại còn đang mơ tưởng đi ra ngoài đón gái vào buổi tối anh ta không hề nghĩ đến mưu kế của Đinh Tử Ngọc, đương nhiên cho dù có nghĩ, anh ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. chương 682, ai mạnh hơn thì người đó quyết định. Khách sạn Vạn Hoa, đèn đuốc sáng choang. Giang sách nắm tay Đinh Mộng Nhiên đi vào khách sạn, tới thẳng phòng bao đã đặt từ trước. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy mấy người phụ trách của xí nghiệp Hồng Vận đang ngồi quanh bàn, mà người ngồi chính giữa chính là giám đốc bộ phận tưởng Hòa Long. Đinh Mộng Nhiên vừa bước vào, toàn bộ đàn ông trong phòng đều sáng mắt, ai cũng nhìn Đinh Mộng Nhiên bằng ánh mắt vô cùng thèm thuồng. Người phụ nữ này là niềm mơ ước của toàn bộ đàn ông, sở hữu gương mặt và vóc dáng hoàn hảo, cho dù là ngôi sao lớn cũng không bằng một phần nhìn của cô, đẹp không sao tả xiết. Chào phó tổng giám đốc Đinh, mọi người đồng loạt đứng dậy, mọi người đều là người quen cả, nên đừng khách sáo, mời cô ngồi. Sau khi ngồi xuống chỗ ngồi tưởng hòa long liếc nhìn giang sách đang ngồi cạnh đinh mộng nghiên coi thường nói chắc đây chính là giang sách đại vương bám váy đàn bà mà mọi người ngưỡng mộ đúng không giọng điệu tràn ngập sự mỉa mai trong lòng đinh mộng nghiên rất tức giận nhưng để thuận lợi bàn bạc vụ làm ăn này cô đã lựa chọn tạm thời nhẫn nhịn Cô lạnh nhạt đáp, bây giờ chồng của tôi đã là thành viên chính thức của đội đua xe, một tháng cũng được một hai trăm vạn, chứ không phải là đại vương bám váy đàn bà. Cô không nói ra còn đỡ, vừa nói ra càng khiến tưởng hòa long khinh bỉ hơn. Một hai trăm vạn ư, chẳng là cái thá gì cả. Giọng điệu của tưởng hòa long xấu xa nói, ôi chao. Tôi vốn tưởng rằng với thân phận và phẩm chất đoan trang trời sinh của Phó Tổng Giám Đốc Đinh thì chỉ có hạc giữa bầy gà mới xứng với cô, ai rè một tên một tháng chỉ kiếm được một hai trăm vạn đã có thể khiến cô hài lòng rồi. Ô, thật đáng tiếc, sớm biết thế này, ban đầu tôi đã ra tay rồi. Phải biết rằng, Bình thường một tháng tôi chơi đùa với mấy nữ ngôi sao cũng đã nhiều hơn số tiền này, sớm biết phó tổng giám đốc đinh, rẻ, như vậy, tôi đã không bỏ gần cầu xa rồi. Những lời này thật sự quá khó nghe. Trong mắt Giang Sách đã hiện lên sát ý. Nhưng Đinh Mộng Nhiên đã đè hai tay của Giang Sách lại, khẽ lắc đầu. Để đàm phán thành công chuyện làm ăn, tuyệt đối không được so đo nhiều như vậy. Thật ra những lời thô tục như này rất phổ biến trong các bữa tiệc, đây cũng là nguyên do quan trọng khiến phụ nữ dễ bị thua thiệt trên bàn ăn. Vẻ mặt của Đinh Mộng Nhiên bình tĩnh, hờ hững nói, giám đốc tưởng, hay là chúng ta bàn về chuyện hạng mục đi. Ồ, chuyện này không vội, chúng ta vừa ăn vừa bàn bạc. Món ăn đã được mang ra, tưởng Hòa Long uống một ly rượu trước, rồi giới thiệu từng món ăn đầy áp ở trên bàn. Điều này đã chứng tỏ anh ta rất am hiểu về ẩm thực. Cuối cùng, tưởng hòa long chỉ vào một bát thịt ba chỉ nói thịt ba chỉ ở khách sạn này là ngon nhất khu giang nam nào phó tổng giám đốc đinh để tôi đút cho cô anh ta vươn tay gắp một miếng thịt định đút cho đinh mộng nhiên ăn hành động lỗ máng khiêu khích như vậy chẳng hề để giang sách vào mắt đinh mộng nhiên khẽ nhíu mày cầm đúa gạt miếng thịt ba chỉ mà tưởng hòa long đang đưa tới sang một bên hơi tức giận nói xin lỗi tôi không ăn món nhiều dầu mỡ như vậy Lúc nói câu này, trong lòng Đinh Mộng Nghiên đang bùng lửa giận. Vừa căm hận Tưởng Hòa Long, vừa căm hận Đinh Trọng. Cô biết chắc rằng chuyện này là do Đinh Trọng sắp xếp, bảo Tưởng Hòa Long cố ý nói và làm ra chuyện như vậy, để cho cô tức giận rời đi, như vậy việc làm ăn sẽ thất bại. Càng như vậy thì cô càng không để Đinh Trọng đạt được mục đích. Nhịn, cô phải nhẫn nhịn. Tưởng Hòa Long ngồi ở đối diện bất mãn lắc đầu, thịt ba chỉ ngon như vậy mà phó tổng giám đốc Đinh lại không ăn đây đúng là tổn thất của cô. Sứt lời, anh ta liền bỏ vào mồm. Đúng lúc này, Giang sách luôn giữ im lặng, bình thản nói, giám đốc tưởng, tôi thấy miệng anh khô khan, sắc mặt đỏ bừng, đây chính là biểu hiệu hỏa khí quá vượng, do ăn quá nhiều đồ ngon. Dù đồ ăn có ngon đến mấy, anh cũng đừng nên ăn nhiều như vậy, bằng không sẽ xảy ra chuyện đấy. Tưởng Hòa Long phì cười, đại vương bám váy đàn bà, ở đây có chỗ cho anh lên tiếng à. Mau ngậm miệng lại cho ông dứt lời anh ta còn cố ý gắp mấy miếng thịt ba chỉ bỏ vào mồm rồi lè lưỡi ra nói tôi cứ thích ăn đấy chẳng sao cả anh ta còn chưa kịp nói xong mọi người xung quanh đã đồng loạt bịt mũi lại tỏ vẻ buồn nôn tưởng hòa long cũng cảm thấy có gì đó không ổn hình như có mùi hôi thối giang sách hờ hững nói anh đã ăn quá nhiều dầu khiến mùi hôi trong dạ dày không thể đi xuống được nên một phần đã thoát ra từ miệng tất nhiên sẽ bốc mùi ơ ờ tưởng hòa long rất lúng túng vừa mở miệng đã bốc ra mùi hôi thối thậm chí còn thối hơn mùi thoát ra từ bên dưới vài người xung quanh không thể chịu đựng được nữa lần lượt bịt mũi lại vô thức nghiêng người sang một bên điều này đã khiến tưởng hòa long hơi mất mặt anh ta hừ lạnh cầm một chai bia lên tay cầm nắp chai bia nói chẳng qua chỉ là miệng hơi bốc mùi thôi mà có gì ghê gớm đâu chứ chỉ cần uống chút bia vào là được suốt lời không ngờ tưởng Hòa Long lại mở nắp chai bia bằng tay không. Lực tay của anh ta thật sự không hề nhỏ. Tưởng Hòa Long ngửa đầu uống mấy hớp, rồi vỗ bụng nói, à, bia ướp lạnh đúng là sảng khoái. Sứt lời, anh ta cố ý nhìn giang sách khiêu khích, nghe nói trước đây anh là quân nhân, nếu là quân nhân, chắc anh cũng rất khỏe đúng không? Giang sách mỉm cười. Anh cũng cầm một chai bia lên, ngón tay cái hơi dùng sức hất dưới nắp chai bia lên, cạch, nắp chai bia đã được mở ra mọi người vừa nhìn thấy chiêu này đều choáng váng. Bọn họ vốn định cười nhạo giang sách là, quân nhân giả, ai rè giang sách lại mạnh như vậy. Tưởng Hòa Long lạnh lùng nói, chút trò vặt vãnh này cũng dám khoe khoang. Thật nhàm chán. Đinh Mộng Nghiên thở dài, kéo chủ đề tài lại, dám đốc tưởng, chúng ta hãy bàn chuyện chính đi, chắc anh cũng biết rõ lần này chúng ta ra ngoài gặp mặt là vì lý do gì. Sản xuất nhiệt đinh của chúng tôi vừa chế tạo ra một lô hàng chất lượng cao, đúng lúc công ty anh cũng đang cần đến, tôi có thể bán cho anh với mức giá khá thấp, anh cảm thấy thế nào? Tưởng Hòa Long đặt chai bia xuống bàn, cục mắt xuống. Hình như lời cô nói rất hấp dẫn. Nhưng vấn đề ở đây là trên thị trường có rất nhiều chỗ rẻ hơn công ty của các cô. Tại sao tôi phải mua hàng của công ty các cô chứ? Đinh Mộng Nhiên khẽ cao mày đáp, giám đốc tưởng, anh là người trong nghề, biết rõ hàng của nhà họ Đinh chúng tôi không thể so bì với mấy mặt hàng kém chất lượng trên thị trường kia. Tưởng Hòa Long cười nói, nhưng công ty của chúng tôi cũng đâu nhất thiết phải dùng hàng chất lượng cao. Giám đốc tưởng. Hai, cô đừng kích động. Thế này đi, không bằng chúng ta so tài một phen đi. Ai thắng thì người đó quyết định, thế nào? Đinh mộng nhiên ngẩn người, tưởng Hòa Long này lại muốn ẩm ý chuyện gì nữa? Anh muốn so tài chuyện gì? Tưởng Hòa Long mở cúc áo ra, sắn tay áo lên, lộ ra bắp tay rắn chắc. Anh ta gõ xuống bàn, tràn đầy tự tin nói, chúng ta hãy vật tay với nhau đi, ai mạnh hơn thì người đó quyết định. Đinh Mộng Nghiên nhất thời nổi giận, anh đang cố ý đùa bỡn tôi đúng không? Tưởng Hòa Long lắc đầu nói, Phó Tổng Giám Đốc Đinh, cô là con gái, chắc chắn sẽ không mạnh bằng tôi, nhưng chồng của cô vốn là quân nhân, anh ta có thể thử so tài với tôi. Hóa ra, Tưởng Hòa Long vẫn còn khó chịu vì chuyện nhỏ nhặt ban nãy. Anh ta phải sỉ nhục giang sách trước mặt mọi người mới được. Chương 683: Sức mạnh vô hạn. Tưởng Hòa Long khá tự tin vào sức mạnh của mình, anh ta thường hung ác hiếu chiến, cũng thường xuyên rèn luyện, cánh tay mạnh mẽ rắn chắc, từng nhiều lần giành được chức quán quân trong cuộc thi vật tay cấp thành phố. Điều này đã khiến Tưởng Hòa Long trở nên bạo lực từ sớm. Bản thân có địa vị cao, lại có sức mạnh, người bình thường hoàn toàn không lọt vào mắt anh ta, huống chi là đại vương bám váy đàn bà như giang sách. Thế nào anh có dám hay không?" Tưởng Hòa Long khiêu khích nhìn Giang Trần. Giang Sách nhẹ nhàng đặt ly rượu trong tay xuống, hờ hững đáp, "Chỉ cần anh nói là được, tôi tiếp hết." "Phi, trước giờ Tưởng Hòa Long tôi luôn giữ lời hứa, nói là làm. Nếu tôi thua, hôm nay tôi sẽ ký hợp đồng này ngay tức khắc." "Vậy thì được." Một từ "được" đã khiến Tưởng Hòa Long mừng rỡ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội sỉ nhục Giang Sách. Sỉ nhục anh ta trước mặt vợ anh ta, thật sự quá sảng khoái mọi người ngồi trên bàn đều nhìn giang sách bằng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác như đang nhìn một người chết trong mắt bọn họ giang sách yếu ớt chẳng có tài cán gì hoàn toàn không phải là đối thủ của người chuyên nghiệp như tưởng hòa long rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều không phải là đối thủ của tưởng hòa long không biết bao nhiêu kẻ mạnh đã thua dưới tay anh ta bởi vì tưởng hòa long cực kỳ có thiên phú về phương diện vật tay cho dù giang sách từng là quân nhân cũng không thể nào thắng nổi tưởng hòa long Quan trọng nhất là về phương diện này, có quá nhiều chỗ để ném đá dấu tay, chỉ cần tưởng Hòa Long muốn thì bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể bẻ gãy tay Giang Sách. Trên thực tế, Tưởng Hòa Long cũng định làm như vậy. Mọi người đồng loạt đứng dậy, dọn dẹp bàn ăn, trưa lại một khoảng trống cho hai người vật tay với nhau. Giang Sách ngồi đối diện với Tưởng Hòa Long. Tưởng Hòa Long cực kỳ khiêu khích nói, đại vương bám váy đang bà, anh phải dùng nhiều sức hơn nữa. Đừng để mình bị mất mặt trước mặt người vợ xinh đẹp như hoa của mình, ngộ nhớ cô ấy nhìn thấy anh không được, rồi thay lòng đổi dạ rời bỏ anh, thích một người mạnh mẽ như tôi thì tôi sẽ rất khó xử. Ha ha ha. Giang Sách không nói gì, nhưng sát ý trong mắt càng nồng nặc hơn. Có mấy người là vậy đó, rõ ràng có thể sống yên ổn, nhưng cứ thích đi khắp nơi chiêu chọc thị phi, cho rằng người khác không thể làm gì mình. Những người như vậy thường bị chết oan. Nhưng trong mắt Tưởng Hòa Long sự thờ ơ của giang sách lại là biểu hiệu của sự yếu đuối bất lực, không dám lên tiếng. Mọi người xung quanh cũng nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, thậm chí có vài người còn xì xào bàn tán. Bị người khác mắng ngay trước mặt, mà chẳng dám hó hé một câu, thật không đáng mặt đàn ông. Ha ha, đâu có người đàn ông nào cam tâm tình nguyện bám váy đàn bà. Hai, thật đáng tiếc, không ngờ người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại chọn một kẻ nhu nhược như này làm chồng, đúng là bị mù rồi mặc dù tiếng bàn tán không lớn nhưng ở trong căn phòng nhỏ như này giang sách vẫn có thể nghe thấy rất rõ nhưng giang sách vẫn không có biểu hiện gì anh vẫn bình tĩnh đến đáng sợ bịch hai người cùng đặt tay xuống bàn nắm chặt tay nhau tưởng hòa long nhún vai nói nể tình anh là người mới tôi sẽ nhường anh nào anh hãy vật ngã tôi thử xem vẻ mặt anh ta ung dung hoàn toàn không xem đây là cuộc thi chính thức mà chỉ xem như đây là buổi biểu diễn của riêng mình muốn giang sách làm trò cười cho cả thiên hạ giang sách khẽ cười nói được vừa dứt lời giang sách bỗng dùng sức mọi người còn chưa kịp phản ứng lại bộp cánh tay của tưởng hòa long đã bị vật ngã cánh tay của tưởng hòa long dính chặt xuống bàn anh ta đã thua rồi mọi người xung quanh đều sửng sốt có mấy người còn đang cười nhạo giang sách thậm chí còn không kịp thu hồi nụ cười vậy là thua rồi ư tưởng hòa long vô địch trong lòng bọn họ lại bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy ư. Trên mặt tưởng Hòa Long cũng không nén được giận, bản thân mình khoe khoang nửa ngày trời, ai rè cuối cùng chưa tới một giây đã thua, thật sự quá mất mặt. Không, không tính, ván này không tính. Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong mà anh đã đánh lén tôi, chơi lại. Đinh Mộng Nhiên không vui nói, anh thua là thua, chứ đánh lén cái gì. Anh định chơi xấu đúng không? Sắc mặt tưởng Hòa Long tái mét, rất khó coi. Giang Sách khẽ cười, đặt tay của hai người trở về vị trí ban đầu, thản nhiên nói: "Không sao, cứ coi như anh chưa chuẩn bị xong đi, chúng ta chơi lại." Mọi người liếc nhìn nhau. Giang Sách này chỉ chiến thắng bằng cách bày mưu tính kế, chứ không phải là một phát cắn chết, vậy mà anh lại lựa chọn chơi lại, đúng là ngu ngốc. Lần này Tưởng Hòa Long không dám sợ ý nữa, mà tập trung toàn bộ sức lực nhìn Giang Sách, cánh tay tràn trề sinh lực, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giang Sách, lần này tôi sẽ không sợ ý nữa đâu anh cứ đợi thua cuộc đi ừm được chúng ta bắt đầu được chưa tới đi bịch cánh tay của tưởng hòa long lại bị dính chặt xuống bàn vẫn chưa tới một giây lần này tưởng hòa long không còn viện cớ được nữa anh ta đã dốc hết sức cực kỳ tập trung nhưng vẫn không thể ngăn cản đòn tấn công của giang sách cảm giác giống như một con voi đang vật tay với một con khỉ hoàn toàn không cùng hạng cân anh ta thua một cách thảm hại cả người tưởng hòa long hóa đá tại chỗ không biết nên nói gì mới phải giang sách hỏi lần này có tính không nếu vẫn không tính thì anh dứt khoát dùng hai tay là được câu nói này có hơi quá đáng bạn dùng một tay thách thức đối phương dùng hai tay hơn nữa đối phương còn là quán quân của cuộc thi vật tay cấp thành phố tưởng hòa long vô cùng xấu hổ giang sách anh quá ngông cuồng rồi tôi sẽ không tha cho anh đâu không ngờ anh ta thật sự không biết liêm sỉ dùng cả hai tay để di chuyển cánh tay của giang sách nhưng điều lúng túng ở đây là cả hai tay của anh ta đều bị giang sách đè chặt xuống bàn giang sách đè xuống bằng một tay tay còn lại vẫn có thể cầm ly rượu lên uống ửng ực bộ dạng thong thả ung dung hai bên tranh lệch quá lớn khiến người xem đều trợn mắt há mồm phù tưởng hòa long mệt đến mức đầu đầy mồ hôi cả người đã dùng hết sức lực nhưng vẫn không thể đánh bại giang sách thậm chí anh ta còn không thể nào nhúc nhích cánh tay của anh. Người đàn ông trước mặt mạnh đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Trước đó tưởng Hòa Long đã nói nhiều lời khiêu khích như vậy, nhưng bây giờ lại chẳng khác gì một tên ngốc. Anh ta hoành hoang nửa ngày trời, ai dè chỉ là thùng rỗng kêu to, chẳng có ích lợi gì, chỉ có những người như Giang Sách mới thật sự lợi hại, rõ ràng có thực lực mạnh mẽ nhưng vẫn có thể che giấu cảm xúc. Không phải Giang Sách sợ sệt, mà là trầm ổn anh muốn đấu tiếp nữa không? Giang sách dò hỏi. Mặc dù rất khó chịu, nhưng tưởng Hòa Long đã chịu thua rồi, trước giờ chưa ai có thể khiến anh ta ăn quả đắng như này. Không cần đấu nữa đâu. Tôi thua rồi. Toàn bộ sức lực trên người tưởng Hòa Long nhất thời biến mất, cả người ỉu xìu như quả bóng xì hơi. Giang sách buông tay ra. Đinh Mộng Nhiêng ngồi ở bên cạnh vội vàng đặt hợp đồng và bút xuống bàn, hai mắt híp thành một đường thẳng nói, anh hãy ký hợp đồng đi chương 684, hại người khác, cuối cùng thành hại mình. Tưởng Hòa Long nhìn đám người ở bên cạnh, tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của tưởng Hòa Long. Hai, anh ta thở dài, run rẩy cầm bút lên. Trước khi ký hợp đồng, tưởng Hòa Long nhìn Giang sách hỏi, tại sao thực lực của anh mạnh như vậy, lại muốn làm kẻ bám váy đàn bà. Giang sách nở nụ cười. Nếu được ở bên người mình yêu, dù phải làm kẻ bám váy đàn bà, tôi cũng tình nguyện làm cả đời ồ tưởng hòa long cực kỳ xấu hổ anh ta hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì càng đánh giá thấp tình cảm giữa giang sách và đinh mộng nhiên người đàn ông trước mặt là sự tồn tại mạnh mẽ mà anh ta không bao giờ có thể đánh giá được tưởng hòa long không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu ký vào hai bản hợp đồng đinh mộng nhiên đưa cho tưởng hòa long giữ một bản còn mình thì lấy đi một bản giám đốc tưởng hợp tác vui vẻ bữa cơm hôm nay đến đây thôi nếu lần sau còn cơ hội tôi sẽ đến tìm anh để ký hợp đồng, tiện thể vật tay với anh luôn. Sứt lời, Đinh Mộng Nhiên khoác tay giang sách, nghênh ngang rời khỏi khách sạn. Trong phòng bao, mọi người đều liếc nhìn nhau. Mấy người đều cút ra ngoài hết cho tôi, tưởng Hòa Long lạnh lùng nói. Bây giờ, không ai dám động vào tưởng Hòa Long suối quẩy, mà đồng loạt cúi đầu rời đi. Tưởng Hòa Long đóng cửa phòng lại, lấy điện thoại ra gọi cho Chủ tịch Ninh Luân. Alo, Chủ tịch Ninh, chuyện ông căn dặn đã được giải quyết ổn thỏa. Tôi đã ký hợp đồng với Đinh Mộng Nhiên rồi. Ừm, anh làm tốt lắm, anh có diễn xuất giống như thật không? Tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Tưởng Hòa Long gượng cười đáp, tôi không cần phải diễn xuất. Hả? Người đàn ông tên là Giang Sách kia hoàn toàn không cần tôi phải diễn xuất. Sự mạnh mẽ của anh ta khiến tôi không thể nào đuổi kịp. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Hòa Long, anh thua rất thê thảm à? Đúng vậy, tưởng Hòa Long ngừng một chút rồi nói, Chủ tịch Ninh, nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta đừng bao giờ trở thành kẻ địch của Giang sách nữa. Trước mặt anh ta, tôi luôn có cảm giác mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Tôi biết rồi. Tưởng Hòa Long cúp máy, ngồi trên ghế nhìn trần nhà, tự lẩm bẩm có lẽ, chỉ có, dã thú, bị giam cầm kia mới có thể đánh bại Giang sách. Còn người phàm như chúng ta thì chẳng thể với tới. Bên này, sau khi ký hợp đồng, giang sách và đinh mộng nhiên không quay về nhà mà lái thẳng đến tòa nhà văn phòng của sản xuất nhiệt đinh hai người đi thẳng lên văn phòng của đinh trọng hai người mở cửa bước vào đã nhìn thấy ba người đinh trọng đinh tử ngọc và đinh phong thành đang say sưa chơi cờ tỷ phú đến mức không còn biết trời trăng mây gió thấy đinh mộng nhiên bước vào ba người liền ngừng ván cờ trong tay đinh trọng ngoài cười nhưng trong không cười nói thế nào mọi chuyện vẫn suôn sẻ chứ thật ra ngoài miệng ông ta hỏi như vậy, nhưng trong lòng sớm đã có câu trả lời rồi. Ông ta đã lén lút giao hẹn với Ninh Luân, chắc chắn sẽ không hợp tác với Đinh Mộng Nhiên, nên lần này Đinh Mộng Nhiên đã đi một chuyến tốn công vô ích rồi. Cuối cùng ông ta cũng có thể lấy lại 10% cổ phần kia. Đồng thời Đinh Mộng Nhiên cũng bị đuổi ra khỏi gia tộc. Lúc Đinh Trọng đang thầm đắc ý, Đinh Mộng Nhiên đã lấy một bản hợp đồng trong túi sách ra, đặt xuống bàn đây là hợp đồng đã ký kết với xí nghiệp Hồng Vận. Ông nội hãy xem thử đi. Bùm! Đinh Trọng cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại. Chuyện này sao có thể? Ông ta đã lén lút bàn bạc với Ninh Luân rồi mà, sao lại xuất hiện tình huống này cơ chứ? Không, không thể nào. Ninh Trọng cầm bản hợp đồng trên bàn lên đọc kỹ lưỡng, phát hiện đó đúng là bản hợp đồng đã ký với xí nghiệp Hồng Vận, chứ không phải là hàng giả nhưng vấn đề ở đây là tại sao lại thế này đinh trọng lắc đầu lia lịa không thể nào chuyện này không thể nào đinh mộng nhiên thầm cười khẩy biết đinh trọng lại ngáng chân mình nhưng lần này vẫn y như lần trước cô vẫn chuyển nguy thành an không có chuyện gì là không thể ông nội cháu khuyên ông sau này bớt suy nghĩ về phương diện này đi mà hãy tập trung vào việc quản lý gia tộc nhiều hơn suốt lời đinh mộng nhiên xoay người rời đi giang sách lặng lẽ đi theo sau trong văn phòng đinh trọng nổi giận đùng đùng đập bản hợp đồng xuống bàn đinh tử ngọc tiếng quát này đã dọa đinh tử ngọc vội vàng đứng dậy ông nội cháu hãy giải thích cho ông rốt cuộc chuyện này là sao đinh tử ngọc vô tội nói cháu cũng không biết rõ chẳng phải chúng ta đã lén định đoạt với ninh luân rồi ư tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chúng ta hãy hỏi ninh luân thử xem đúng đó chúng ta phải hỏi ông ta cho rõ Ninh Trọng còn chưa kịp gọi, Ninh Luân đã gọi tới rồi. Ninh Trọng vừa nhấc máy đã chửi ầm lên, Ninh Luân, ông cố ý chơi tôi đúng không? Ninh Luân rất bất đắc dĩ nói, xin lỗi ông cụ, chúng ta vốn đã quyết định rồi, tôi cũng định căn dặn giám đốc bộ phận đừng ký hợp đồng với cháu gái của ông. Ai dè tôi vừa gọi tới, bên đó bảo đã chế một bước rồi, bọn họ đã ký xong rồi. Hai, ông nói thử xem chuyện này nên làm thế nào. Ninh Trọng nghe xong thì suýt tức đến mức hộp máu, Ông ta hằn học nói, tên khốn, ông đừng có mà nói nhảm với tôi. Nếu ông không làm được chuyện này thì hãy trả lại 10% cổ phần công ty của chúng tôi, rồi chúng ta không còn nợ nần gì nữa. Ninh Luân vui vẻ đáp, ông cụ, 10% cổ phần đó là do tôi bỏ tiền ra mua với mức giá 1 tỷ, có hợp đồng đàng hoàng, sao có thể để ông nói thu hồi là thu hồi được chứ? Ông nghĩ tôi là Đinh Mộng Nhiên đấy à? Ông, nhưng ban đầu chúng tôi đã đặt điều kiện rồi mà, nếu ông không hoàn thành thì phải trả lại chứ. Cùng lắm thì tôi sẽ trả tiền lại cho ông. Ông cụ, ông đúng là ngu ngốc, điều kiện mà chúng ta bàn bạc có được viết trong hợp đồng hay không? Đinh Trọng ngẩn người. Chuyện bọn họ đặt bẫy hãm hại Đinh Mộng Nhiên chỉ có thể nói chuyện lén lút, làm sao có thể viết vào hợp đồng cơ chứ? Ninh Luân nói tiếp, nếu đã không viết vào bản hợp đồng, vậy thì nó sẽ không được pháp luật bảo vệ, ông cụ, ông đừng hòng lấy lại số cổ phần này. Tạm biệt dứt lời ninh luân ngang nhiên cúp điện thoại tên khốn tên khốn tên khốn đinh trọng mắng ba lần liên tiếp dứt khoát đập điện thoại xuống bàn nhất thời cảm thấy tim thắt lại phun ra một ngụm máu đầu óc ông ta choáng váng ngã ngồi xuống ghế ông nội đinh tử ngọc và đinh phong thành vội vàng tiến lên đỡ lấy đinh trọng ngẩng đầu nhìn trần nhà chua chát nói mất rồi mất rồi mất hết rồi 10% cổ phần của Đinh Mộng Nghiên đã không lấy lại được, còn tổn thất 10% cổ phần vào tay Ninh Luân. Lỗ nặng rồi. Đinh Tử Ngọc an ủi, ông nội đừng quá lo lắng, chúng ta vẫn có thể lấy lại những gì đã mất. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta còn kiếm được 1 tỷ và ký kết hai vụ làm ăn lớn hay sao? Do đó chúng ta chẳng hề thua lỗ. Đây chỉ là những lời an ủi. Đinh Trọng tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng chua xót, ông ta hại người, cuối cùng lại thành hại mình nhưng không ai chú ý tới. Trong lúc lơ đáng, khóe miệng của Đinh Tử Ngọc đã khẽ cong lên, lộ ra nụ cười quỷ dị khó mà phát giác. chương 685, Thu Mua Dưới ánh trăng sáng tỏ, trên con đường rộng thênh thang có một chiếc ô tô đang phóng nhanh. Trên xe, giang sách điều khiển vô lăng một cách thuần thục. Đinh Mộng Nhiên ngồi ở ghế phụ, mặt mũi u sầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trông không hề vui tí nào. Giang sách hỏi, em đã ký được hợp đồng rồi vẫn không vui à? đinh mộng nghiên thở dài mặc dù hợp đồng đã được ký kết nhưng mâu thuẫn giữa em và ông nội lại càng tăng thêm dù gì em và ông cũng là người một nhà em vẫn còn nhớ hồi bé ông nội rất yêu thương em luôn thích cóng em trên lưng để chơi đùa em thật sự không biết tại sao quan hệ giữa em và ông lại trở nên cứng nhắc như vậy thế giới liên tục hỗn loạn thay đổi quá nhanh đứng trước lợi ích tình thân cũng trở nên nhạt nhòa như thế đinh mộng nghiên nói tiếp thật ra em luôn nghĩ mình có nên bỏ qua hay không? Trả lại cổ phần cho ông nội, để anh hai kế thừa vị trí gia chủ, còn em sẽ rời khỏi gia tộc, như vậy mọi người đều sẽ vui vẻ đúng không? Đây chỉ là suy nghĩ ngây thơ. Giang sách nói, trái tim của ông cụ đã bị lợi ích chiếm hết rồi, trừ phi xảy ra biến cố cực kỳ lớn, bằng không sẽ không thể quay lại. Nhưng mộng nhiên à, nếu em cảm thấy mệt mỏi, muốn thoát khỏi cuộc sống đau khổ này thì anh ủng hộ em trả lại cổ phần của mình. Mặc kệ chân trời góc biển, thế sự xoay vần, anh cũng ở bên em. Đinh Mộng Nhiên nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Cô đến gần giang sách, khẽ hôn lên mặt anh, cảm ơn ông xã. Ánh trăng chiếu rọi, tình yêu đong đầy. Trong thế giới đầy lợi ích và dục vọng này, tình cảm chân thành càng hiện rõ sự quý giá. Hôm sau, Giang Sách nhận được điện thoại của La Phong, nói hôm nay phải tới câu lạc bộ bóng đá Nguyên Thiên để tiến hành đàm phán thu mua lần cuối hỏi Giang Sách có muốn tới hay không. Dưới sự tò mò, Giang Sách đã đồng ý. Lúc gần trưa, La Phong, Đỗ Kiền và Đỗ Khôn đã gặp mặt Giang Sách ở cửa câu lạc bộ Nguyên Thiên. Cả nhóm tiến vào sân tập luyện để gặp Dương Duy khắc ông chủ câu lạc bộ. Ông chủ Dương. Đỗ Khôn chạy đến trước mặt Dương Duy khắc, khẽ cười nói, ông chủ Dương. Hôm nay chúng tôi đến đây để đàm phán với ông về chi tiết thu mua lần cuối. Dương Duy khắc gật đầu, không nói gì, tiếp tục nhìn một nhóm người đang tập luyện. Đỗ khôn hơi nghiền người hỏi, ông chủ Dương. Dương Duy khắc nói, chúng ta cứ đợi một lát, vẫn còn một khách chưa tới. Vẫn còn một khách hư. Về việc thu mua, bên khoa học công nghệ tầm mộng đã giao toàn quyền cho bọn họ xử trí rồi, nên chỉ cần đàm phán với bọn họ là được, tại sao vẫn còn một vị khách nữa cơ chứ? Lúc bọn họ đang mơ màng, bỗng truyền đến một chàng cười sảng khoái. Ông chủ Dương đã lâu không gặp, mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người đàn ông trung niên mang kính dâm đang bước vào sân tập luyện. Chào ôi, ông mạnh tới rồi à? Tôi đã đợi ông rất lâu rồi. Đi thôi, mọi người cùng đi vào phòng hội nghị để nói chuyện đi. Thái độ của Dương Duy khác đối với ông mạnh cực kỳ tốt. Ngược lại, thái độ đối với mấy người đỗ khôn lại rất tồi tệ, khiến mấy người đỗ khôn la phòng hơi khó chịu. Mọi người cùng bước vào phòng hội nghị, thư ký bưng trà lên. Dương Duy Khắc giới thiệu, vị này là Mạnh Văn Tổng Giám Đốc Bảo Hiểm Vinh Tài. Hôm qua ông ấy cũng dò hỏi tôi với ý định thu mua câu lạc bộ bóng đá Nguyên Thiên. Tôi nghĩ, nếu mọi người đều muốn thu mua, không bằng dứt khoát ngồi xuống trò chuyện cùng nhau. Do đó hôm nay, tôi đã hẹn mọi người cùng đến đây. Nghe đến đây, đám người La Phong mới vỡ lẽ, hóa ra Mạnh Văn này là đối thủ cạnh tranh của bọn họ. Thấy vẻ mặt nịnh bợ của Dương Duy Khắc, bọn họ gần như có thể khẳng định, mức giá mà Mạnh Văn đưa ra phải cao hơn bọn họ. La Phong hơi bất mãn. Anh ta chất vấn, ông chủ dương, ông làm vậy là sai rồi. Chẳng phải hai ngày qua chúng ta đã bàn bạc xong xuôi hết rồi, chỉ còn thiếu chi tiết cuối cùng nữa thôi ư. Nói gì mà câu lạc bộ của ông sẽ bán cho khoa học công nghệ tầm mộng chúng tôi? Sao ông có thể nhất thời đổi ý như thế? Dương Duy khác còn chưa kịp lên tiếng thì Mạnh Văn ngồi ở ghế đối diện đã cười nói, Mấy người chỉ mới bàn về chuyện thu mua thôi mà. Vậy thì cứ từ từ mà bàn, chứ đâu có bán cho cậu. Hơn nữa, ông chủ Dương đã ký hợp đồng với các cậu chưa? Đã giấy trắng mực đen gì chưa? Các cậu chẳng có gì cả, cậu định cưỡng ép mua bán à? Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy? Những lời này đã khiến La Phong á khẩu đến nỗi không nói nên lời. Dương Duy khắc cười híp mắt nói, "Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa." ý của tôi là hai bên cùng bàn bạc, để xem bên nào có thành ý hơn. Ông ta cố ý nhấn mạnh hai chữ, thành ý. Rõ ràng Dương Duy Khắc đang đòi tiền, ai ra giá cao hơn thì ông ta sẽ bán câu lạc bộ cho người đó. Thật ra, suy nghĩ của doanh nhân cũng không có gì đáng trách. La Phong lấy một tập tài liệu ra nói, dựa theo số tiền mà chúng tôi đã đưa ra lúc trước, khoa học công nghệ tầm mộng sẵn sàng chi ra 700 triệu để thu mua câu lạc bộ bóng đá nguyên thiên. Nói thật, đây là con số khá cao. Thật ra, đối với câu lạc bộ hạng hai không có tên tuổi đang đứng trên bờ vực phá sản như này thì giá trị thương mại sẽ không cao, mức giá trên thị trường sẽ không tới 500 triệu. Khoa học công nghệ tầm mộng sẵn sàng chi ra 700 triệu, hoàn toàn đã đủ thành ý. Đó cũng là lý do tại sao ban đầu Dương Duy khắc lại đồng ý bán câu lạc bộ. La Phong vốn cho rằng con số như vậy có thể hù dọa đối phương. Ai rẻ mạnh văn lại cười khẩy coi thường, 700 triệu ư. Chút tiền này cũng muốn thu mua câu lạc bộ bóng đá lớn như vậy. Các cậu đang bố thí cho ăn mày à? Bảo hiểm vinh tài chúng tôi sẵn sàng bỏ ra một tỷ. Một tỷ, cao hơn gấp đôi giá trị thực tế của Nguyên Thiên, không thể không nói, bên bán bảo hiểm rất giàu có. Cho dù là sự tồn tại khổng lồ trong nghề như khoa học công nghệ tầm mộng cũng hơi bị lép vế khi đứng trước mặt bên bán bảo hiểm mạnh văn rất thản nhiên tựa lưng vào ghế bắt chéo chân nhìn mấy người đối diện bằng ánh mắt chế giễu hoàn toàn không để bọn họ vào mắt la phong rất lúng túng mặc dù khoa học công nghệ tẩm mộng cho anh ta toàn quyền kết nối nhưng anh ta hoàn toàn không có quyền thêm tiền nói trắng ra là anh ta chỉ là người phụ trách làm tay sai là công cụ hình người đi bàn bạc chi tiết mà thôi mà tiền đã bàn bạc ổn thỏa ngay từ đầu bây giờ cho dù la phong muốn thêm tiền cũng lực bất tòng tâm Đỗ Khôn Nghiến răng nghiến lợi, khẽ nói: "Anh Phong, anh hãy gọi cho tổng giám đốc Tôn của khoa học công nghệ tầm mộng để xin thêm tiền đi." La Phong rất lúng túng, giá cả vốn đã bàn bạc ổn thỏa rồi, nếu bây giờ nhất thời xin thêm tiền, Tôn tại ngôn mà đồng ý chuyện này mới là lạ đó. Hơn nữa anh ta cũng chẳng có mặt mũi để gọi cho người ta. Mạnh Văn ngáp một cái nói: "Này, các cậu đang thì thầm chuyện gì vậy? Các cậu không có tiền đúng không?" nếu không có tiền thì mau thu dọn đồ đạc cút khỏi đây đi đừng cản trở tiến trình của tôi tôi bận lắm đám người la phong giận dữ nhìn mạnh văn nếu việc thu mua bị thất bại bọn họ không chỉ có lỗi với tôn tại ngôn mà bản thân họ cũng bị mất việc thật khó chịu nhưng bọn họ có thể làm gì được nếu so bì với bảo hiểm vinh tài vừa có tiền vừa có quyền thì ba người bọn họ chẳng là cái thá gì cả lúc bọn họ đang hết đường xoay sở định thước vũ khí đầu hàng thì giang sách luôn giữ im lặng ngồi trong góc bỗng lên tiếng, một tỷ rưỡi, tôi muốn mua lại nguyên thiên. Audio điện tử võ tấn bền. chương 686, tiến thoái lưỡng nan. Toàn trường im lặng trong giây lát, như thể thời gian đã bị đóng băng, không còn bất kỳ âm thanh nào. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía giang sách đang ngồi trong góc không bắt mắt. Có người kinh ngạc, có người nghi vấn, nhưng cũng có người hưng phấn. Mạnh Văn ngồi ở ghế đối diện đặt hai chân đang bắt chéo xuống, nhíu chặt mày hỏi, cậu nói cái gì? Cậu lặp lại lần nữa đi, lúc nãy tôi không nghe rõ lời cậu nói. Giang sách bình tĩnh lặp lại, một tỷ rưỡi, tôi muốn mua lại nguyên thiên. Lần này, mọi người đều nghe thấy rất rõ. Chắc chắn một tỷ rưỡi là mức giá trên trời, cao hơn 500 triệu so với mức giá một tỷ của Mạnh Văn, nếu đổi thành người bình thường thì hoàn toàn không thể chi trả được nhưng Giang Sách lại nói ra con số này. Lần này, không ai có thể ngồi yên được nữa. Dương Duy khắc ông chủ câu lạc bộ đang ngồi ở cuối bàn đã cười tươi như hoa, đây chính là cục diện mà ông ta muốn nhìn thấy nhất. Cậu này, cậu nói thật chứ? Giang Sách gật đầu, một tỷ rưỡi, tôi nói được làm được. Thỏa thuận, Dương Duy khắc hưng phấn đến mức cả người run rẩy. Trên thực tế, câu lạc bộ của ông ta có thể bán ra 500 triệu đã tốt lắm rồi, bây giờ thì hay rồi, một hơi kiếm thêm một tỷ, khiến ông ta sướng đến mức sắp bay lên trời. Nhưng đám người La Phong lại không được thoải mái cho lắm. La Phong ghé vào tai Giang Sách nói nhỏ, Giang thần y, anh đừng tùy tiện tăng giá như thế. Mặc dù khoa học công nghệ tầm mộng bảo chúng ta tới đây đàm phán, nhưng không giao cho chúng ta quyền tăng giá, lỡ Tổng Giám Đốc Tôn không đồng ý thì mọi thứ chúng ta bàn bạc đều trở nên vô nghĩa, còn bị câu lạc bộ cắn ngược lại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nói đến với cuối, mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy rất rõ. Mạnh Văn ngồi ở ghế đối diện nở nụ cười. Chào ôi, hóa ra các cậu là tiền trảm hậu tấu, hoàn toàn không có quyền tăng giá. Vậy mà hết giá y như thật. Tôi nói này ông chủ dương, chẳng lẽ ông muốn đàm phán với đám lâu la không có quyền tăng giá này sao? Nếu để đến cuối cùng bị bọn họ lừa một vố, vậy thì ông sẽ tổn thất rất lớn. Tôi nói cho ông biết, sau ngày hôm nay, bảo hiểm vinh tài chúng tôi sẽ không còn hứng thú thu mua câu lạc bộ của ông nữa. Sắc mặt của Dương Duy Khắc cũng trở nên khó coi. Ông ta lườm lạc phong nói, những gì cậu mới nói có phải là thật không? Nói gì mà một tỷ rưỡi, rốt cuộc các cậu có quyền định giá hay không? Tôi, thật ra, cái đó. La Phong ấp úng không nói nên lời. Nếu anh ta nói mình không có quyền định giá, chắc chắn hôm nay việc thu mua sẽ bị thất bại. Nhưng nếu anh ta nói có, Lỡ tôn tại ngôn không đồng ý thì anh ta càng không thể chịu nổi. Anh ta hơi tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, Giang Sách khẽ cười nói, La Phong, anh đừng căng thẳng như thế, anh hãy gọi cho tôn tại ngôn, nói giá thu mua đã tăng lên một tỷ rưỡi, cứ nói cho anh ta biết một tiếng là được. Cứ nói cho anh ta biết một tiếng là được ư. Nực cười, giá thu mua này từ 700 triệu tăng lên một tỷ rưỡi, tăng hơn gấp đôi, làm gì có ông chủ nào chịu đồng ý cơ chứ cho dù đồng ý cũng phải suy nghĩ thuyết phục rất lâu cuộc điện thoại này chết là cái chắc nhưng chuyện đã bị ép đến thời khắc mấu chốt này anh ta không thể không gọi dưới sự bất đắc dĩ la phong đã cầm điện thoại lên gọi vào số văn phòng của tôn tại ngôn ở khoa học công nghệ tầm mộng sau mấy tiếng chuông ngắn ngủi tôn tại ngôn đã nghe máy cái đó tổng giám đốc tôn là tôi la phong lúc nói anh ta rất mất tự tin mạnh văn ngồi ở ghế đối diện nhìn anh ta cười ha hả nhìn bộ dạng này của anh ta đâu giống như người có thể định giá vừa nhìn là biết không được rồi tôn tại ngôn thuận miệng hỏi đã xảy ra tình huống gì đặc biệt à là thế này tổng giám đốc tôn tạm thời xảy ra chút sự cố bên này đòi tăng giá thu mua ô tăng lên bao nhiêu tăng lên một tỷ rưỡi sau khi nói xong câu này tim của la phong đập nhanh hơn đợi tôn tại ngôn khiển trách nếu đổi thành bất kỳ ai cũng sẽ làm như vậy mạnh văn cũng đang đợi ai dè ở đầu dây bên kia tôn tại ngôn lại cực kỳ lười biếng đáp được tôi biết rồi tôi biết rồi hết rồi ư chẳng có một câu khiển trách thậm chí còn không hoài nghi mà hoàn toàn tin tưởng vào đám người la phong la phong kích động đến mức nước mắt lưng tròng xác nhận lại tổng giám đốc tôn ý anh là đồng ý rồi sao ừm cảm ơn anh La Phong mừng rỡ cúp điện thoại, cả người có cảm giác như bay trên trời, Đỗ Kiền và Đỗ Khôn ở bên cạnh cũng rất vui vẻ, cả ba đều sắp kích động đến mức ôm chầm lấy nhau. Mạnh Văn ngồi ở phía đối diện nhất thời hóa đá. Đây là tổng giám đốc gì thế? Tiền thu mua từ 700 triệu lên 1 tỷ rưỡi, mà chẳng thèm hỏi thêm một câu. Là do bọn họ thật sự giàu có hay là do bọn họ ngu ngốc? La Phong thở dài, cười nói, "Ông chủ Dương, ông cũng nghe thấy lời của tổng giám đốc Tôn rồi đấy." việc thu mua một tỷ rưỡi không thành vấn đề. Lần này ông đừng lật lọng nữa. Dương Duy khắc nhuền miệng cười, chắc chắn ông ta sẽ không lật lọng, trừ phi Mạnh Văn có thể đưa ra mức giá cao hơn. Thế là ông ta vẫn thử dò hỏi Mạnh Văn, ông Mạnh, bên ông nói thế nào? Có muốn tăng thêm không? Sắc mặt của Mạnh Văn rất khó coi. Nói thật, việc thu mua với giá một tỷ đã vượt quá ngân sách rồi, lần này tăng lên một tỷ rưỡi, ông ta hoàn toàn không thể lấy ra nhiều tiền hơn nữa bởi vì nó không đáng. Mạnh Văn nghiến răng không nói gì, vẻ mặt tràn đầy bất mãn nhưng không thể làm gì được. Dương Duy khác là lão cáo già, thấy bộ dạng Mạnh Văn như vậy thì biết tình hình như thế nào, nên thái độ của ông ta đối với Mạnh Văn nhất thời trở nên lạnh lùng, ngược lại rất khách sáo với đám người La Phong. Dương Duy khác đúng là doanh nhân thuần túy, ai trả nhiều tiền hơn thì bán cho người đó, còn người trả tiền ít hơn thì trở mặt không quen biết ngay. Ông ta cười híp mắt nói với La Phong rằng người anh em chúng ta mau ký hợp đồng đi từ nay về sau câu lạc bộ bóng đá nguyên thiên sẽ thuộc về khoa học công nghệ tầm mộng chúc mừng cậu đã đảm nhiệm chức huấn luyện viên của đội bóng chúc mừng chúc mừng cảnh tượng có vẻ rất vui vẻ nhân viên nhanh chóng mang hợp đồng lên dương duy khắc nói tiếp cậu la các cậu hãy ký mấy bản hợp đồng này trước đi rồi bên tổng cục thể thao sẽ cử người đến để kiểm tra điều kiện thu mua của các cậu thật ra chuyện này chỉ làm qua loa mà thôi sau khi nghiệm thu hợp lệ, Nguyên Thiên sẽ thuộc về các cậu. La Phong rất vui vẻ, cầm bút lên bắt đầu ký hợp đồng. Anh ta đọc lướt qua không có vấn đề gì, nhưng Mạnh Văn ngồi ở phía đối diện lại cười ha hả. Ông ta lại bắt chéo chân, tiện thể châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nói, "Ký đi, ký đi, dù các cậu ký nhiều đến đâu cũng vô dụng, bởi vì các cậu không thể thu mua Nguyên Thiên." La Phong ngừng tay, nhìn Mạnh Văn nói, "Ông không ăn được nho xanh nên nói nho chua à?" sau khi ký hợp đồng, đợi lát nữa kiểm tra hợp lệ, Nguyên Thiên sẽ thuộc về khoa học công nghệ tầm mộng, chẳng hề có quan hệ gì với ông. Nói thật, bây giờ ông có thể đi được rồi, còn ngồi ở đây làm gì? Mạnh Văn nhả ra một làn khói đáp, tất nhiên là tôi ở lại để lát nữa ký hợp đồng rồi. Ông ư, La Phong cười khẩy, ông chủ dương đã quyết định bán câu lạc bộ cho khoa học công nghệ tầm mộng, vậy mà ông vẫn muốn thu mua ư. Có được không đấy? Được chứ, bởi vì các cậu không đủ điều kiện để thu mua. Ông nói chúng tôi không đủ điều kiện là không đủ điều kiện à? Không phải tôi nói, mà là người của Tổng cục Thể thao nói. La Phong đã lăn lộn nghề này một thời gian dài, biết rõ bên trong có không ít chuyện mở ám, vừa nghe Mạnh Văn nói thế thì nhất thời cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta nhìn chằm chằm Mạnh Văn, lạnh lùng hỏi, người tới nghiệm thu có vấn đề gì sao? Mạnh Văn nhả ra một làn khói nói, ha, cậu dám nói người của Tổng cục Thể thao có vấn đề ư? Cậu đang vu khống đấy. Ông ta càng nói như thế thì càng có trò mở ám. Bàn tay đăng ký hợp đồng của La Phong khẽ run lên, anh ta biết nước ở bên trong sâu bao nhiêu, nếu thật sự có vấn đề, cho dù bây giờ ký thêm bao nhiêu hợp đồng cũng vô ích. Mạnh Văn Hờ hững nói, tiền phải dùng ở chỗ cần thiết nhất, nếu chỉ dùng để mua câu lạc bộ thì đâu thể được. Có những chỗ, nếu cậu không đút lót đúng chỗ sẽ rất khó làm được câu nói này đã chứng minh rất rõ nếu vẫn chưa nghe ra thì chẳng khác nào một tên ngốc lần này ngay cả dương duy khác cũng không thể ngồi yên ông ta chỉ vào mạnh văn mắng mẹ kiếp ông đang dở trò gì vậy mạnh văn đáp ôi chao ông chủ dương ông cần gì phải kích động như vậy ông hãy suy nghĩ cho rõ nếu khoa học công nghệ tầm mộng bọn họ không đủ điều kiện thu mua thì chỉ còn lại bảo hiểm vinh tài chúng tôi mới có thể bỏ tiền ra thôi nếu ông đắc tội với tôi đến lúc đó câu lạc bộ của ông sẽ chẳng còn ai cần nữa thì không hay cho lắm. Sứt lời, ông ta lại cười ha hả. Sắc mặt của Dương Duy Khắc khá khó coi, theo ông ta thấy, rất có khả năng ông ta phải bán câu lạc bộ cho bảo hiểm vinh tài với mức giá 1 tỷ, mặc dù mức giá cũng không thấp, nhưng khoa học tầm mộng còn đưa ra mức cao hơn. Điều này đã khiến trong lòng ông ta rất khó chịu. Không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh, trong lòng mọi người đều có suy tính riêng. Đúng lúc này, Giang Sách nói với La Phong rằng, anh ngừng lại làm gì? Mau ký hợp đồng đi, lát nữa người của tổng cục thể thao sẽ đến kiểm tra, không thể để người ta đợi anh được đúng không? Trên mặt La Phong rất lúng túng, rõ ràng không thể nghiệm thu hợp lệ, còn ký tên làm cái gì? Mạnh Văn nhìn Giang Sách như một tên ngốc, này, cậu là heo à? Đến nước này rồi mà vẫn chưa hiểu tình huống hay sao? Các cậu không đủ điều kiện nghiệm thu, nên có ký cũng vô ích, cần gì phải lãng phí sức lực như vậy? giang sách bình thản đáp chúng tôi có đủ điều kiện để thu mua hay không là do người của tổng cục thể thao quyết định chứ không phải ông anh quay đầu nhìn la phong nói anh mau ký đi la phong thở dài chuyện đã đến nước này rồi nếu còn không ký thì quá đáng tiếc niềm hy vọng duy nhất trong lòng anh ta chính là người được tổng cục thể thao cử đến thật sự ngay thẳng nhưng có khả năng đó sao anh ta vừa ký hợp đồng vừa lắc đầu thở dài vịt đã đưa tới tận mồm lại bay đi mất cảm giác này rất khó chịu anh ta vừa ký xong hợp đồng thì nhân viên nghiệm thu được tổng cục thể thao cử đến cũng bước vào. Mạnh Văn vừa nhìn thấy ông ta thì vội vàng dập tàn thuốc, đứng dậy nói, "Ồ, ông đến rồi à, mời ngồi." Nhân viên nghiệm thu xua tay nói, "Ông đừng khách sáo." Chương 687, bắt đầu vận hạn. Ánh mắt nhân viên nghiệm thu đầy lạnh lùng, La Phong như rơi vào động băng vô tận, lạnh từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân. "Khụ khụ, ừm, tư liệu ở đây." La Phong đưa tay ra và đẩy tài liệu tới, nhưng nhân viên nghiệm thu không thèm phản ứng, như thể ông ta không muốn đọc nó một chút nào. Ngay lúc nhân viên nghiệm thu chuẩn bị cầm lấy tài liệu, tay của Giang Sách đặt nhẹ lên tài liệu. Hả? Nhân viên nghiệm thu tức giận, còn muốn gây sự sao? Nhưng khi quay đầu lại nhìn người đang chia tay ra, ông ta lại sững sờ. Tổng phụ trách khu Giang Nam. Nhân viên nghiệm thu biết Giang Sách, không biết ông ta đã gặp Giang Sách bao nhiêu lần, nhưng Giang Sách ngồi trong góc nên bị ông ta bỏ qua. Làm sao ông ta có thể ngờ rằng Tổng phụ trách khu Giang Nam lại tham gia một dịp như vậy chứ? Càng không ngờ là Giang Sách lại ngồi ở trong góc. Sắc mặt nhân viên nghiệm thu tái nhợt, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ chuyện đằng sau chuyện này đã bị phát hiện rồi sao? Giang Sách cười nói, đây là tư liệu mà khoa học kỹ thuật tầm mộng của chúng tôi đã rất mất công sắp xếp. Ông phải đọc kỹ, có đủ tư cách thu mua hay không, ông phải đưa ra câu trả lời công bằng và khách quan. Mạnh Văn ở đằng kia trợn mắt nhìn anh. Theo quan điểm của Mạnh Văn, hành động của Giang Sách là vô ích, phương diện này ông ta đã thu xếp hết rồi, nhân viên nghiệm thu sẽ biết nên làm thế nào, Giang Sách còn nói làm nhảm như thế làm gì chứ? Có ích sao? Mạnh Văn khinh thường nói, người ta đương nhiên sẽ có phán đoán của chính mình, cậu đừng nói nhảm nữa. Toàn thân nhân viên nghiệm thu run lên, làm sao có người dám nói chuyện với tổng phụ trách như vậy chứ? Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là ông ta không nhận ra thân phận của Giang Sách, bằng không, với thân phận của Mạnh Văn, làm sao có thể dám nói với Giang Sách như thế này? Nhân viên nghiệm thu cẩn thận cầm lấy tài liệu và bắt đầu kiểm tra. La Phong lúc này lại có cảm giác sự lạnh lùng trong mắt nhân viên nghiệm thu biến mất, cảm giác ở trên cao bắt nạt kẻ yếu cũng không còn nữa. Ngược lại, nhân viên nghiệm thu có vẻ khá nơm nấp lo sợ, đây có phải một ảo giác không? Nhưng sao lại cảm thấy rất chân thực thế? Những người trong cả căn phòng đều nín thở chờ đợi câu trả lời từ nhân viên Nghiệm Thu, mặc dù họ đều biết kết quả là gì, nhưng họ vẫn muốn nghe tận tai câu trả lời. Có lẽ, đây gọi là chưa tới Hoàng Hà thì không từ bỏ ý định, đúng không? Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, nhân viên Nghiệm Thu mỉm cười gật đầu, hai tay cầm tài liệu giao lại cho La Phong, khiến La Phong ngạc nhiên, sao đột nhiên lại trở nên khách sáo như vậy? không phải vừa rồi ông ta vẫn vênh váo, giống như không thích phản ứng với mình sao? Nhân viên nghiệm thu nói, tôi đã đọc tất cả tài liệu, tôi cũng đã kiểm tra hợp đồng giữa hai bên. Bây giờ tôi thông báo rằng khoa học kỹ thuật tầm mộng đủ điều kiện để thu mua, và việc thu mua sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Âm, um, Mạnh Văn vốn là dùng hai tay chống cầm, nhưng sau khi nghe câu trả lời như vậy, tay chống đỡ không nổi, cầm trực tiếp đập xuống bàn, phát ra một tiếng giòn vang. Ông ta đau đớn hét lên nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất điều quan trọng nhất là các điều kiện tư liệu của khoa học kỹ thuật tẩm mộng đều hợp lệ và hợp pháp điều này hoàn toàn khác với chủ tính ban đầu mạnh văn nhìn chằm chằm nhân viên nghiệm thu này rốt cuộc ông kiểm tra như thế nào vậy có thể sao nhân viên nghiệm thu lạnh lùng nhìn mạnh văn sao thế ông cảm thấy không hài lòng với cách làm việc của tôi sao có muốn kiểm tra không mạnh văn như bị vào một phát Khuôn mặt của Mạnh Văn khá khó coi, trước đó nhân viên Nghiệm Thu đối xử với ông ta rất lịch sự, sao đột nhiên lại trở nên hung dữ như vậy? Ông nói chuyện với tôi như thế sao? Ông đây là không hiểu phép tắc đấy, hiểu không? Nhân viên Nghiệm Thu Mỉa Mai, người ta có đầy đủ tài liệu, thủ tục hợp pháp. Nhận định của tôi có gì sai sao? Ông nói xem. Ông? Mạnh Văn tức giận không nói nên lời, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào trường hợp thất bại này như vậy không phải số tiền trước đó mất trắng sao. Trên thực tế, làm sao ông ta biết được giang sách ngồi đối diện có thân phận cao quý như thế nào, ở trước mặt giang sách, nhân viên nghiệm thu không hề dám hó hé, dám đối đầu với tổng phụ trách, ông ta không muốn sống nữa hay sao. Một số người tức giận thì cũng có một số người vui vẻ. La Phong và anh em nhà họ đỗ nhảy lên đầy phấn khích. Cảm ơn ông, cảm tạ ông đã công bằng không thiên vị. Dương Duy khắc cũng lau mồ hôi lạnh, thật ra ông ta cũng cảm thấy việc mua lại này sẽ không phải trò đùa, nhưng ông ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng tình thế sẽ xoay chuyển như thế này. Dù không hiểu tại sao thái độ của nhân viên nghiệm thu lại thay đổi đột ngột trong khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ cần kết quả tốt là đủ. Dương Duy khắc cười nói, trên đời này vẫn còn có rất nhiều người tốt, việc thu mua lần này sẽ hết sức tốt đẹp rồi. Cả căn phòng tràn ngập niềm vui, ai cũng nở nụ cười trên môi, chỉ có hàm răng của Mạnh Văn là run lên vì tức giận ông ta vỗ bàn và đứng dậy được lắm các người cùng nhau bắt nạt tôi được các người được lắm câu lạc bộ hỏng này không mua thì không mua thôi toàn là đồ bỏ đi chúng tôi mới không thèm nói cho các người biết chuyện hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu các người chờ đó ông đây sẽ nhanh chóng cho các người biết kết cục của việc đắc tội tôi hừ mạnh văn mắng chửi rồi hùng hổ bước ra khỏi cửa người ta nói rằng thả đắc tội quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân Hôm nay đám người Giang Sách đã đắc tội một tiểu nhân như Mạnh Văn, chắc chắn sau này sự phát triển của câu lạc bộ sẽ bị cản trở ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, mấy ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cơ chứ? Chuyện sau này thì để sau này tính, chỉ cần hiện tại sống vui vẻ là được rồi. Nhân viên Nghiệm Thu cũng đứng lên, "Được rồi, việc của tôi đã xong, các người tiếp tục tán gẫu đi, tôi đi trước." Trước khi rời đi, nhân viên nghiệm thu lặng lẽ liếc nhìn giang sách với nỗi sợ hãi vô tận. Cũng may ông ta đủ thông minh, nếu phản ứng chậm hơn một chút thì có lẽ sẽ bị giang sách chỉnh chết. Sau đó, Dương Duy khắc đưa đám người giang sách đi xung quanh toàn bộ câu lạc bộ, sắp xếp người theo chân bọn họ hoàn thành các thủ tục còn lại. Về cơ bản, việc bàn giao có thể hoàn thành trong vòng 3 ngày. Kể từ hôm nay, cậu lạc bộ Nguyên Thiên đã trở thành một sản phẩm dưới danh nghĩa khoa học kỹ thuật tầm mộng hai anh em đỗ kiền đỗ khôn cuối cùng không phải lang thang nữa và có thể yên tâm tìm kiếm sự phát triển ở câu lạc bộ này còn la phong cuối cùng đã tìm được sự nghiệp ổn định kể từ sau sự cố gãy chân cuối cùng anh ta cũng có thể huấn luyện đội bóng một lần nữa và theo đuổi vinh quang mà anh ta đã đánh mất trên đường trở về trên xe có tiếng cười nói rôm rả đỗ khôn cất tiếng hát hụt hơi để nói lên niềm vui sướng trong lòng một câu lạc bộ bóng đá hoàn toàn mới đã ra đời thế nhưng đây cũng là khởi đầu cho vận hạn của họ. Chương 688, thờ ơ hay ngu ngốc? Bên trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng, hai người đàn ông lúng túng ngồi đối diện nhau. Chu Doãn Cường, Kevin Diêm. Trước đó Kevin Diêm muốn trốn thoát, nhưng dù có cố gắng thế nào, anh ta cũng không thể trốn thoát được. Anh ta đã tìm mọi cách mà không thể thoát khỏi khu giang nam. Một người có bộ não như anh ta nhanh chóng nhận ra rằng anh ta đã bị giam giữ như một con chuột. Bất đắc dĩ, anh ta phải quay về bên Chu Doãn Cường. Chu Doãn Cường lạnh lùng nhìn anh ta, khóe miệng cong lên, tên nhóc thối, mày còn dám trở về à? Mày giết quản gia của tao, lặng lẽ trốn đi mà không báo trước cho tao biết. Mày chạy à, sao không chạy đi? Sao thế, chạy không thoát lại nhớ tới tao à? Kevin Diêm rũ mí mắt và ngượng ngùng nói, Chủ tịch Chu, tôi cũng vì mạng sống nên mới bất đắc dĩ làm thế thôi. Hơn nữa, chúng ta là châu chấu bị trói vào một sợi dây, chỉ còn ba ngày nữa là đến thời hạn mà Giang Sách đã nói. Thời gian đến, hai người chúng ta phải kết thúc trò chơi, hiện tại không thể đấu đá nội bộ, chúng ta phải chung tay đối phó với Giang Sách. Đối phó với Giang Sách hư, Chu Doãn cường cười khúc khích, mày chỉ cho tao cách đối phó thử xem. Con chó đó quyền thế ngập trời, vừa mạnh mẽ lại tàn nhẫn, hai chúng ta cộng lại cũng không đủ tách được kẽ răng của người ta, lúc đó nếu không phải mày ngu dốt giết chết Trình Hải, thì tao đâu bị buộc đến nông nỗi này. Kevin Diêm thở dài, chuyện đã đến nước này, có nói gì cũng quá muộn rồi. Đúng vậy, đã muộn. Tính mạng của hai người bọn họ hẳn là không cứu được, ba ngày này, bọn họ nên nghĩ cách giải quyết hậu sự cho mình thôi. Chu Doãn Cường càng nghĩ càng không phục, tên khốn kiếp đó, muốn giết hay chém thì nói một câu, cứ phải dở trò với ông đây, mấy ngày nay ông đây cả đêm không ngủ được, nhắm mắt lại liền nhìn thấy khuôn mặt của Giang Sách, chết cũng không đáng sợ, đáng sợ là khiến cho ông đây phải chờ chết như thế này. Con chó nóng này còn nhảy khỏi tường, cậu ta muốn hành hạ tôi, dù có chết tôi cũng phải kéo thêm một đệm lưng. Nói xong, sắc mặt Chu Doãn Cường hơi thay đổi, đúng vậy, tôi không thể cứ chết vô ích được, dù có chết cũng phải kéo theo đệm lưng mới được. Ông ta hỏi, Kevin, cậu đã điều tra hoàn cảnh gia đình của Giang Sách chưa? Cô vợ xinh đẹp của cậu ta làm việc ở đâu? Kevin diêm giang hai tay, chuyện này không phải đã bị giang sách phá hỏng trước khi chúng ta điều tra sao. Đồ vô dụng, Chu Doãn cường mắng, rồi đột nhiên nói, nếu không làm gì được gia đình của giang sách, vậy thì động thủ với Dương Quân như đi. Nếu không phải vì con chó cái này, tao cũng không đến tình cảnh như ngày hôm nay. Tao có thể chết, nhưng Dương Quân như phải được chôn cùng với tao. Kevin diêm gật đầu, đúng vậy, chết thì chúng ta cũng phải kéo Dương Quân như làm đệm lưng. Nhưng mà Chủ tịch Chu, chúng ta đã bị người của Giang sách theo dõi 24 phần 24, khi ra ngoài sẽ bị theo dõi. Làm sao chúng ta có thể ra tay được? Chu Doãn Cường diễu cợt, tao đã trà trộn Giang Hồ nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng phải tự mình làm hay sao? Cứ chờ xem kịch hay đi. Ông ta lấy điện thoại di động ra và gọi điện. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu, điện thoại cuối cùng cũng kết nối. Chu Doãn Cường nói, lão Tây, khẩu vị gần đây thế nào? một giọng nói yếu ớt vang lên từ đầu dây bên kia khẩu vị cũng rất tốt nhưng không có món ngon tôi sắp chết đói rồi này hôm nay tôi có món hàng ngon cho anh đây ồ dương quân như chất lượng hàng đầu sau một hồi nói chuyện chu doãn cường đã tiết lộ tất cả thông tin về dương quân như cho lão tây khoảnh khắc cúp điện thoại bên miệng chu doãn cường nở một nụ cười tà ác ha ha để xem lần này dương quân như làm sao có thể sống được Kevin Diêm tò mò hỏi, "Chủ tịch Chu, lão tây là ai?" Một kẻ đầu óc chỉ có phụ nữ đẹp, có thể làm bất cứ điều gì bất hợp pháp để được thưởng thức phụ nữ đẹp. Dương Quân như không tệ, tôi tin sẽ làm anh ta hài lòng. Loại không muốn sống này ra tay rất độc ác, sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình. Kevin Diêm vui vẻ, nói như vậy, Dương Quân như chết chắc rồi. Chu Doãn cường cười khẩy, "Không chỉ chết, cô ta sẽ không còn thứ gì cả." không phải không cho bố mày động vào sao được vậy thì để mấy tên xúc sinh khác chơi chết mày đi bên trong phòng hai người đàn ông bị ổi cười khúc khích một tai họa sắp ập đến lúc này dương quân như không nhận ra rằng nguy hiểm đang đến gần cô ấy hơi mệt mỏi nên hôm nay chủ động cùng đồng nghiệp ra ngoài mua dược liệu sách túi lớn túi nhỏ đi về cả hai trò chuyện và cười đùa khi đi dọc bên đường đầy người đi bộ trông không có nguy hiểm chút nào Ai ngờ, trong khi đang đi, một người đàn ông với mái tóc dài đi tới, anh ta mặc một chiếc áo vest ngắn, chỉ vào Dương Quân Như và hét lên, được lắm, cô ở sau lưng tôi phóng đáng với người đàn ông này sao? Lấy tiền của tôi đi bao chai, cô xứng đáng với tôi sao? Dương Quân Như và đồng nghiệp đều xứng sở, đây là đâu, tôi là ai? Anh à, anh có nhận nhầm người không? Dương Quân Như nói. Dương Quân Như, đừng giả vờ với tôi nữa. Giọng nói này khiến Dương Quân như hoang mang, nhưng người bên kia thực sự đã nói chính xác tên của cô ấy, từ góc độ này, xem ra anh ta biết mình. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, mình cũng không có bất kỳ ấn tượng nào về anh ta. Lúc này, người đi đường lần lượt liếc mắt nhìn, cả đám người từ xa vây lại. Đừng nhìn nhiều người mà lầm, bọn họ chỉ đứng xem náo nhiệt, cũng không có một người dám ra tay giúp đỡ. Người đàn ông tóc dài ngang lưng đi tới, nắm lấy cổ tay Dương Quân Như, theo tôi trở về. Đến lúc này, Dương Quân Như mới nhận ra rằng có lẽ cô đã gặp phải một băng nhóm lừa đảo, vì vậy cô ấy vội vàng hét lên, "Buông ra, tôi không biết anh, thả tôi ra." "Được rồi, cô giỏi lắm đúng không? Cô thậm chí còn không nhận chồng mình khi ở cùng tên trai bao à?" Người khác không biết, nhưng làm sao đồng nghiệp lại không biết chứ? Anh ta bước tới và đẩy người đàn ông có mái tóc dài ra, "Anh có tin tôi báo cảnh sát không?" này đánh người đúng không các anh em đánh người rồi đột nhiên bốn người đàn ông mạnh mẽ nhảy ra bao vây dương quân như và đồng nghiệp không cho họ cơ hội chạy thoát khi hai người đàn ông mạnh mẽ tiến lên họ đã giữ người đồng nghiệp và không cho anh ta có cơ hội gọi cảnh sát sau đó người đàn ông tóc dài ngang lưng và hai người đàn ông khác nắm lấy tay của dương quân như đi về phía chiếc xe tải đang đậu bên đường dương quân như vùng vẫy và gầm lên buông tôi ra Tôi không biết anh, anh buông tôi ra. Sau một hồi gầm rú thảm thiết như vậy, cuối cùng một số người dân cũng không chịu nổi nữa, tiến lên mắng các người làm gì vậy. Thay vì tức giận, người đàn ông tóc dài bắt đầu khóc. Bác gái, bác nhìn xem, cháu làm việc chăm chỉ ở bên ngoài để nuôi gia đình, nhưng kết quả là sao chứ? Người đàn bà này ra lén lút với đàn ông khác sau lưng cháu. Nếu không phải đồng nghiệp nhìn thấy và thông báo cho cháu, cháu vẫn bị cắm sừng mà không biết cháu khổ quá mà. Anh ta nói như thật, lại còn bật khóc. Người đàn ông bên cạnh còn nói, bình thường lão Tây là người lương thiện, không ngờ người phụ nữ hư hỏng này chỉ biết bắt nạt người lương thiện thôi. Lần này, chúng tôi bắt tại trận, thế mà cô ta không thèm nhận chồng, mọi người phân xử đi, việc này phải làm sao đây? Sau khi nói vài câu, những người qua đường vốn chạy đến giúp Dương Quân Như trong cơn giận dữ đã dừng lại, nhìn Dương Quân Như với vẻ khinh thường. Trời đất ơi, hóa ra người đàn bà vô liêm sỉ này lại vụng trộm sau lưng chồng mình suýt nữa đã nối giáo cho giặc rồi cậu trai cậu khổ quá mau đưa vợ về đi chuyện trong nhà thì cứ đóng cửa tắt đèn bảo nhau người đàn ông tóc dài ngang lưng lau nước mắt ôi tôi sẽ quay về ly hôn với cô ta ngay nói rồi anh ta xua tay và yêu cầu cấp dưới kéo dương quân như lên xe trong khi hai người còn lại trực tiếp đá người đồng nghiệp kia xuống đất sau đó Năm người lần lượt lên xe bỏ đi. Chỉ còn lại người đồng nghiệp nằm gục dưới đất và bị những người qua đường mắng chửi, nhục mạ. Anh ta vất vả đứng dậy nhìn chiếc xe trắng phóng đi, anh ta ngẩn người, vừa lo lắng vừa tức giận. Những người qua đường này không biết suy nghĩ hả? Không nhìn ra đây là một vụ bắt cóc ở nơi công cộng sao? Má nó. Người đồng nghiệp nhanh chóng đứng dậy, không quan tâm dược liệu vừa mua nữa, vội vàng quay lại y quán Nhân Trì và tìm người nhờ giúp đỡ chiếc xe màu trắng đó nhanh chóng rời khỏi con đường chính và phóng đi dọc theo một con đường phụ quanh co. Bên trong xe, vài tên đàn ông đã trói tay chân của Dương Quân như bằng băng keo đen, dùng khăn bịt miệng cô ta lại để cứu cô ta khỏi la hét trên đường. Tên tóc dài lau nước mắt nơi khóe mắt, cười nói các anh em, thế nào, diễn xuất của đại ca tốt chứ? Một người đàn ông giơ ngón tay cái lên, đại xa, kỹ năng diễn xuất của anh tốt quá, nói khóc là khóc luôn, còn hơn cả những ngôi sao lớn nữa, anh có thể đi tranh giải Oscar luôn rồi. Người đàn ông có mái tóc dài phá lên cười, hưởng thụ những lời khen ngợi như vậy. Anh ta quay lại nhìn Dương Quân Như, nở nụ cười xấu xa nói, không tồi, chất lượng hàng do chủ tịch Chu giới thiệu khá tốt. Mẹ kiếp, gần một tháng rồi tao không được nếm hàng ngon, tao sắp chết đói rồi. Cuối cùng thì hôm nay tao cũng có thể có một khoảng thời gian vui vẻ để thưởng thức rồi. Những người khác cũng nở nụ cười dâm đãng và đê tiện. Lý do duy nhất khiến họ đi theo người đàn ông tóc dài ngang lưng là vì như Tầm như Mã Tầm Mã. Đại ca, lát nữa để mấy anh em thử với nhé. Đương nhiên, chờ tao ăn xong thịt thì sẽ cho bọn mày. Một nhóm người nói những ngôn ngữ khó nghe và truyền vào tai của Dương Quân Như, khiến cô ấy càng thêm tuyệt vọng. Năm người đàn ông, năm người đàn ông bẩn thỉu bị ổi. Dương Quân Như sợ rằng cô ấy sẽ trải qua giai đoạn đau khổ nhất trong cuộc đời thậm chí cô ấy đã muốn tự tử. Người đàn ông tóc dài ngang lưng lấy khăn tay giúp Dương Quân như lau nước mắt, vươn tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười nói, "Đừng khóc, anh sẽ đối xử tốt với em. Bọn anh cũng không phải là người thô bạo, chỉ cần em hợp tác, bọn anh sẽ cho em trải qua cảm giác cực khoái. Mà này, cô gái, nhớ kỹ nhé, anh chàng đẹp trai anh tên là Lão Tây. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ là người đàn ông của em, em biết chưa?" chương 689, hò hét trong tuyệt vọng. Trên con đường nhựa rộng lớn, một chiếc xe tương đối nhỏ phóng nhanh như gió, bên trong chiếc xe truyền ra tiếng hát vui vẻ. Đám người La Phong vẫn đang chìm đắm trong bầu không khí sung sướng khi thành công ký kết hợp đồng. Đột nhiên, anh ta nhận được một cuộc gọi của Tân Huẩn từ y quán nhân trị. Alo, bác sĩ Tân, có chuyện gì vậy? La Phong, anh đang ở đâu vậy? Mau quay về đi, quân như đã xảy ra chuyện rồi. 20 phút sau, xe dừng trước cửa y quán nhân trị, La Phong đẩy cửa xe ra rồi chạy vọt vào trong. Quân như làm sao vậy? La Phong hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Tân Uẩn cũng không dám sơ suất, bảo người đồng nghiệp kia kể lại ngọn nguồn câu chuyện, một năm một mười nói rõ ra, Giang Sách và anh em nhà họ Đỗ cũng đứng đằng sau nghe. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, trên mặt người nào người nấy cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Xã hội pháp trị, vậy mà vẫn còn những người cuồng vọng táo tợn đến thế sao chặn đường bắt cóc tống tiền trước mặt mọi người kỹ năng diễn xuất phải tốt đến mức nào mới đánh lừa được tất cả các bác trai bác gái ở đó chứ đây chắc chắn không phải lần đầu nhóm người này làm ra chuyện như vậy có thể nhìn ra được thủ đoạn của chúng vô cùng thuần thục và người sốt ruột nhất không ai khác chính là la phong anh ta biết rõ một người phụ nữ như hoa như ngọc bị những gã đàn ông như sói tựa hổ đó bắt đi sẽ có kết quả thế nào giờ chính là cuộc chạy đua với thời gian chỉ cần chậm một chút thôi dương quân như có thể sẽ bị xâm phạm nơi xảy ra chuyện là ở đâu la phong lớn tiếng chất vấn ở phía nam ngã tư đường bên kia dẫn tôi đến đấy tân uẩn đi tới nói la phong chân của anh vừa mới phục hồi không thể kích động như vậy được đâu chúng tôi đã báo cảnh sát rồi anh nên tin tưởng cảnh sát không được tôi không chờ nổi tôi muốn đi tìm quân như về mau đưa tôi đến đó Thời điểm nói ra những lời này, nước mắt La Phong đã trực rơi xuống. Đồng nghiệp lập tức dẫn La Phong đến nơi xảy ra chuyện trước. Giang Sách dặn dò anh em nhà họ Đỗ, các người cũng mau đuổi theo sau đó, để mắt tới La Phong cho kỹ vào, tuyệt đối đừng để anh ta làm ra chuyện gì ngu ngốc. Đã hiểu. Anh em nhà họ Đỗ vội vã đuổi theo sau. Nhìn bóng dáng mọi người rời đi, Tân Uẩn sốt ruột đan hai tay vào nhau, mở miệng nói, sao lại xảy ra chuyện thế này chứ? mong ông trời phù hộ, quân như đừng có xảy ra bất kỳ chuyện không hay gì. Giang sách nheo nheo mắt, tôi cũng đi hỗ trợ. Lời còn chưa dứt, anh đã xoay người rời đi. Quay lại xe, Giang sách lập tức bấm máy gọi một cuộc điện thoại cho Mộc Dương Nhất. Anh nói, Dương Nhất, tập hợp tất cả các camera gần y quán nhân trị, để bộ giao thông mở hệ thống thiên nhãn cùng phối hợp điều tra, phải tìm ra được Dương Quân Như trong thời gian ngắn nhất, nhanh. Dành giật từng giây. Giang sách biết lúc này thời gian quan trọng đến mức nào, đừng nói là một phút, vào thời điểm này, 10 giây, 5 giây, đều có thể thay đổi cả cuộc đời của Dương Quân Như. Giờ này khắc này, chiếc minibus màu trắng đang chạy trên con đường nhỏ. Sau một hồi sóc này, chiếc xe dừng trước mặt một nhà kho, nơi này chính là địa điểm ẩn náu tạm thời của nhóm người bọn chúng. Bọn họ giống như một băng nhóm tội phạm, mỗi lần gây ra án mạng đều sẽ đổi một địa điểm ẩn náu mới, thỏ khôn có ba cái tổ, cực kỳ khó bắt. Sau khi dừng xe, mấy gã đàn ông lần lượt bước xuống, sau đó chúng nhấc bổng Dương Quân Như từ trên xe xuống. Trong suốt quá trình, Dương Quân Như biết mình sẽ phải đối mặt với tình huống như thế nào, vậy nên cô ấy đã liều mạng dẫy dụa, nhưng một cô gái mềm yếu, sao có thể là đối thủ của năm gã đàn ông vạm vỡ cơ chứ? Cô ấy càng phản kháng, lại càng khiến đám đạo tặc này cảm thấy vui sướng. Lão Tây cởi khăn lông bịt miệng Dương Quân Như ra, cười gian nói em gái đến nơi rồi mau cùng các anh đây vào trong tận hưởng niềm vui thân mật đi chứ ha 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 dương quân như khổ không sao tả xiết cô ấy đau đớn rít gào thét chói tai nín thở kêu cứu mạng nhưng đều vô dụng tại một nơi mà đến chim còn không thèm ý thế này trong phạm vi mấy dặm còn không nhìn thấy bất kỳ một ngôi nhà nào chứ đừng nói đến việc có thể nhìn thấy người sống nào đi ngang qua một vùng đất hoang rộng lớn đến đáng sợ Tiếng khóc lóc la hét của Dương Quân như vang vọng giữa vùng đất hoang, nhưng không một ai trả lời cô ấy. Cô ấy khóc càng to, lại càng kích thích đầu dây thần kinh của đám đàn ông đó, càng khiến thú tính trong con người bọn họ tăng cao. Một tên đàn ông đã không nhịn được duỗi tay sờ lên bắp đùi bóng loáng của Dương Quân như nước rãi chảy ra không biết bao nhiêu lần. Lão Tây vỗ vào tay anh ta một cái. Này, đừng có không biết quy tắc như thế, tao trước. Em biết rồi đại ca, đây chẳng phải do em sắp không khống chế nổi sao? Đại ca anh nhanh nhanh lên, nhanh chóng chiến đấu giải quyết trong 3 giây đi ạ. À. Lão Tây trừng mắt nhìn anh ta một cái, mẹ nó, lão Tây tao là cái loại đàn ông sẽ ra trong 3 giây hả? À? Mày mau đi chuẩn bị giường đệm cho tốt vào. Đến ngay ạ, à, em sẽ đi trải giường chiếu ngay bây giờ. Nói là trải giường chiếu, nhưng thực tế chỉ là trải một tấm nệm trên đất, đắp tấm thảm lên, làm cho bằng phẳng. Sau đó mấy gã đàn ông kia thẳng tay ném Dương Quân như lên tấm thảm. Bởi vì tay chân cô ấy đều bị trói chặt, nên Dương Quân như muốn chạy cũng không chạy nổi, cứ liên tục lùi lại phía sau. Nhưng một cái nhà kho lớn như vậy, có lùi lại thì cũng đi về đâu chứ? Cuối cùng, Dương Quân như cuộn tròn người trong một góc nhỏ, thân thể lấm lem, quần áo sộc sạch, đầu lắc như cái trống bỏi, nước mắt rơi lã trã. Đừng mà, cầu xin các người, đừng làm vậy. Nếu giờ các người thả tôi ra, Tôi bảo đảm sau khi ra ngoài sẽ không báo cảnh sát, có hỏi cái gì tôi cũng không nói." Lão Tây vui vẻ. "Em gái, em đừng sợ, anh đây sẽ không quá lỗ mãng với em đâu, chỉ cần em phối hợp tốt, anh đây sẽ làm em sướng lên tận mây xanh." Dứt lời, gã ta vừa cởi nút áo vừa đi về phía Dương Quân Như. Nhìn tên ác ma kia đi tới, Dương Quân Như tuyệt vọng. "Đừng lại đây, anh không được lại đây." "Anh muốn làm gì? Không được." cầu xin anh đấy đừng mà buông tôi ra a à a à. dương quân như kêu gào đến nỗi cổ họng khản đặc liều mạng muốn chạy trốn khỏi móng vuốt của tên ác ma lão tây nhưng sao có thể chứ ở phương diện này lão tây có kinh nghiệm chiến đấu rồi không biết đã phá hủy hoa quý của bao nhiêu thiếu nữ thứ anh ta muốn chính là khiến bạn sống không được chết cũng không xong kêu đi kêu lớn tiếng lên một chút đã lâu lắm rồi không được tận hưởng một bữa tiệc lớn phong phú như vậy em gái anh tới đây lão tây lập tức xông tới bên trong nhà kho truyền ra những tiếng quát tháo thê thảm mấy tên đàn ông còn lại thi nhau móc điện thoại di động ra quay chụp muốn ghi lại khoảnh khắc cực có giá trị này tiếng chụp ảnh tiếng kêu thảm thiết tiếng cười dâm đáng các loại âm thanh đan chéo vào nhau sâu chuỗi nên một thảm kịch nhân gian vào thời điểm người phụ nữ tuyệt vọng nhất thời điểm cô ấy cho rằng cuộc đời mình sẽ bị hủy diệt thì tiếng gầm rú xe máy kịch liệt đã đánh tan sự tuyệt vọng ấy. Một người một xe, dừng trước cửa nhà kho. Giang Sách đã tới. Tiếng xe máy gầm rú vô cùng lớn ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của đám người lão Tây bên trong nhà kho, bọn họ quanh năm đối phó với cảnh sát cực kỳ cẩn thận, lập tức xoay người nhìn lại. Sau khi thấy chỉ có một người tới, lão Tây mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh ta rời khỏi người Dương Quân như, từng bước một tiến về phía Giang Sách miệng nói, bà nội nó, ông đây đã nạp đạn lên đạn rồi, mày mò mặt tới làm chuyện xấu, ông đây hận nhất chính là loại người rác rưởi như mày đấy. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Hôm nay ông đây sẽ khiến mày rơi đầu xuống đất, chương 690, cho sói ăn. Lão Tây cong lưng cúi người nhặt một cây côn sắt từ trên mặt đất, lập tức đi về phía giang sách. Từ trước đến nay anh ta vẫn luôn ra tay vô cùng cay độc, chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ kẻ nào, tự tin một trọi một, một mình đấu sẽ không ai là đối thủ của anh ta tốc độ ra đòn của lão tây cực kỳ nhanh chỉ cần chớp mắt một cái thôi là sẽ bị anh ta đánh trúng mà thật sự là như vậy cây côn sắt không nghiêng không lệch nện thẳng về phía nửa mặt trái của giang sách lão tây nở nụ cười ha hả nói nhóc con giờ đã biết ông đây lợi hại chưa dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây ông sẽ chém bay đầu mày rồi đá như một quả bóng mấy gã đàn ông kia cũng cười cợt theo ở trong góc, Dương Quân như nhìn Giang Sách bị đánh trúng, trong lòng cô ấy trào dâng một cảm giác chua sót, nếu liên lụy khiến Giang Sách chết thảm, cả đời này cô ấy sẽ không biết phải làm sao mới tốt nữa. Trong tiếng cười nhạo của đám người lão Tây, chỉ thấy Giang Sách nhẹ nhàng nâng tay lên, từ từ nắm lấy côn sắt nện trên má mình. Thân là một thằng đàn ông, sức lực của mày quá yếu. Giang Sách nói với giọng điệu bình thản. Vẫn nói chuyện được sao? Bọn người lão Tây ngây ngẩn cả người bị một cây côn sắt thô cứng như vậy đập chúng chẳng những không tử vong ngay tại chỗ ngược lại còn có thể coi như chưa hề có gì xảy ra đến ra cũng không bị xước khả năng chiến đấu của người đàn ông này cũng quá mạnh đấy chứ đó là đương nhiên lúc nhìn thấy cây côn sắt múa may trước mặt đó giang sách đã nhìn thấu lực của nó căn bản là không có ý định tránh né lão tây nóng này muốn thu hồi lại cây côn sắt kết quả không cần biết anh ta dùng bao nhiêu lực rút lại cây côn nhưng đều không có cách nào lấy lại nó từ trong tay Giang Sách. Sức lực của mày thật sự quá yếu. Giang Sách rút cây côn sắt về, tùy tay vung lên một cái, côn sắt đập thật mạnh lên đùi lão Tây, trong tích tắc, lập tức nghe được tiếng rác rác vang lên, chân lão Tây đã bị chặt đứt hoàn toàn. À, hiện trường phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, lão Tây nằm lăn trên mặt đất, ôm chân mình đau đến nỗi kêu cha gọi mẹ. Chỉ một côn đã đánh gãy chân anh ta, sau này sợ là đến đi cũng không thể đi nổi rồi giang sách không hề bổ đao mà chỉ nhẹ nhàng bước qua người anh ta mấy anh em đánh chết nó lão tây há miệng la lớn rất nhanh sau đó mấy người khác đều vọt lên trong tay người nào người nấy cũng cầm một cây côn sắt múa may nhiều người đánh một người nhìn qua hẳn là đã xác định thắng bại nhưng mà tình hình thực tế lại vượt ngoài tầm dự đoán của bọn họ rất nhiều giang sách hệt như một tia chớp xuyên thẳng qua đám người bọn họ hơn nữa còn xuyên qua với tốc độ xét đánh không kịp bịt tai đánh vào đùi mỗi người một cái trong thời gian ngắn ngủi chưa tới hai giây tất cả mọi người đều ngã lăn trên mặt đất cả đám ôm chân đau đớn giết gào giang sách cũng không làm gì bọn họ thêm nữa mà lập tức đi tới trước mặt dương quân như anh cong lưng giúp dương quân như tháo băng vải trói trên tay chân cô ấy xuống sau đó cởi áo khoác của mình mặc vào cho cô ấy về thôi giang sách ôn tồn nói ừm um, dương quân như vừa khóc thút thít vừa vòng qua mấy gã đàn ông kia chạy từ bên trong nhà kho nhỏ hẹp ra ngoài giang sách bước qua người mấy gã đàn ông thời điểm anh đi ra tới cửa lão tây hung tợn dò hỏi mày tên là gì giang sách khẽ quay đầu mày có cần phải biết không đương nhiên mày dám đắc tội tao tao sẽ khiến cả đời này mày không được sống trong yên bình tao sẽ giết chết cả nhà mày đấy mày không có cơ hội Rút lời, giang sách rời khỏi nhà kho, đưa Dương Quân như rời khỏi hiện trường. Tiếng xe máy gầm rú lại vang lên một lần nữa, giang sách giống như thần tiên hạ phàm, nhẹ nhàng dẫn Dương Quân như đi khỏi nơi này. Bên trong nhà kho, đám người lão Tây vừa đau vừa tức, bọn họ đã sắp thành công tới nơi rồi, kết quả không biết từ đâu chui ra một tên đàn ông không thể hiểu được, khả năng chiến đấu còn mạnh đến đáng sợ nữa chứ. Mẹ nó, thằng nhóc này là ai thế? lão tây cố nhịn đau ngồi dậy một tay anh ta che chân lại miệng nói đau chết ông nội tao rồi mau gọi cấp cứu tìm bác sĩ điều trị nhanh đi anh ta còn chưa kịp gọi điện thoại lại có tiếng gầm rú vang lên lúc này đây dừng trước cửa nhà kho là một chiếc minibus khác cửa xe mở ra một đám đầu chọc bước xuống lão tây lập tức nhận ra người cầm đầu long đầu chọc sao anh lại tới đây long đầu chọc và lão tây trước kia đều đi trên con đường tội lỗi Mặc dù giữa họ không có quan hệ gì, nhưng vẫn có biết đối phương. Lão Tây tò mò, Sao Long Đầu chọc lại chạy tới địa bàn của anh ta. Chỉ thấy Long Đầu chọc phất phất tay chỉ, sau đó, mấy tên thuộc hạ đầu chọc phía sau khiêng hai thùng màu đỏ lớn đi tới. Long Đầu chọc, mày tính làm gì? Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, lão Tây có chút sợ hãi. Rất nhanh sau đó, anh ta lập tức biết Long Đầu chọc muốn làm gì mấy tên thuộc hạ đầu chọc kia đem chất lỏng màu đỏ bên trong hắt lên người bọn lão Tây, sền sệt, tanh hôi, chất lỏng màu đó đó không phải thứ gì khác, mà chính là máu tươi. Nghe mùi, thì chắc hẳn là máu gà. Long đầu chọc, tao hỏi mày, rốt cuộc mày muốn làm gì hả? Mãi cho đến giờ phút này, tên đầu chọc mới ngáp một cái, không chút hoang mang nói, lão Tây, phải nói như thế nào với mày mới được nhỉ? Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại tự chui đầu vào, mày thích con gái nhà ai tao không quản được, nhưng mày dựa vào cái gì mà dám chạm vào bạn bè thân thích của lão đại bọn tao. Mày ngại sống đủ lâu rồi đúng không? Đến tận giờ phút này, lão Tây mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hóa ra giang sách vừa mới rời đi đó không phải vì thật sự buông tha cho mấy người bọn họ, mà là không muốn để Dương Quân như nhìn thấy máu tanh, cực hình thật sự được giao cho đám thuộc hạ long đầu chọc này tới làm. Tách! Long đầu chọc búng tay một cái, lập tức có mấy tên thuộc hạ khác nâng sáu con sói hung ác đi đến, con nào con nấy đều nhe răng trợn mắt, nước rãi chảy đầy mồm. Nhóm đàn em của tôi đói bụng rồi. Lão Tây, xin lỗi nhé. Lão Tây sợ tới mức nước mắt chảy tèm lem, bình thường anh ta tàn nhẫn, dũng mãnh như vậy, đó là bởi vì anh ta có thể không kiêng nể gì mà bắt nạt người khác, chứ không phải anh ta thật sự dũng cảm tới mức đấy. Khi nguy hiểm thật sự xảy đến với anh ta, anh ta căn bản không chấp nhận được loại người này chính là một con hổ giấy điển hình long đầu chọc chúng ta tốt xấu gì cũng có quen biết qua lại anh tha cho tôi đi được không tôi bảo đảm sau này sẽ không dám động tới dương quân như nữa đâu không sau này tôi sẽ không bao giờ chạm vào phụ nữ nữa tôi cầu xin anh cầu xin anh buông tha cho tôi đi được không long đầu chọc châm một điếu thuốc buông tha mày sao muộn rồi trên đời này phụ nữ nhiều như vậy mày cứ một hai phải đụng vào khu mìn đến thần tiên cũng không thể nào cứu được mày. Thời điểm chuyển thế đầu thai ở kiếp sau, nhớ phải đánh bóng đôi mắt cho kỹ vào. Sứt lời, lòng đầu chọc từ tốn hít một hơi thuốc rồi xoay người rời khỏi nhà kho, sau đó, mấy tên thuốc hạ cũng đồng thời buông lỏng dây thừng trên cổ sói ra. Sáu con sói này đã bị nhịn đói nhiều ngày, con nào con nấy đều đang điên cuồng muốn ăn thịt. Chưa kể, trên người bọn lão Tây đều bị hắt máu tươi, có thể khiến bọn sói cực kỳ hưng phấn, trong mắt lũ sói, nhóm lão Tây chẳng khác gì một bữa tiệc lớn phong phú. Long đầu chọc, tao nguyền rủa chúng mày, nguyền rủa tổ tông 18 đời nhà mày. Lão Tây phát ra những giếng giống gào cuối cùng. Anh ta muốn chạy, nhưng chân đã bị giang sách đánh gãy, vừa động đậy thôi là đã đau thấu tận xương tủy, căn bản là không chạy nổi. Còn chưa đi được hai bước, đã ngã nhào xuống đất. Lão Tây bò về phía cửa. Nhưng mà, thứ chờ đợi anh ta lại hung ác đến dị thường, một con sói đói khát vạn phần phụt một con sói lao thẳng đến há mồm cắn vào cánh tay lão tây một khối thịt to trên cánh tay anh ta đã bị kéo xuống a à, bên trong nhà kho truyền ra tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng sáu con sói điên cuồng cắn xé đám người lão tây cứ từng tiếng thét thảm thiết không ngừng vang lên phiêu bạt bên trong vùng đất hoang trống cả đời này lão tây đã phá hủy không biết bao nhiêu hoa tươi anh ta nào có nghĩ đến một ngày nào đó bản thân lại bỏ mạng vì đàn bà đâu chứ? Mà không chỉ mình anh ta bỏ mạng, cả mấy tên đàn em của anh ta cũng phải bỏ mạng theo. Ở ác gặp dữ, thời điểm bạn vẫn luôn tàn nhẫn đùa bỡn người khác, thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bị người khác đùa bỡn lại. Chết thảm, chính là kết cục duy nhất của anh ta. Giờ này khắc này, trên đường đi, La Phong phát điên dò hỏi mỗi một người qua đường, hỏi bọn họ có nhìn thấy vợ của mình đâu không, anh ta đau khổ, khóc thút thít. Anh ta không dám tưởng tượng đến tình huống mất đi Dương Quân Như sẽ như thế nào, nếu không có Dương Quân Như, vậy thì anh ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Không một ai biết Dương Quân Như ở đâu. Mọi người đều cho rằng La Phong đã thật sự điên rồi, tất cả đều thi nhau trốn tránh anh ta. La Phong quỳ gối trên mặt đất, hai tay liên tục đấm xuống nền đất. Quân Như, Quân Như à. Nước mắt đàn ông không dễ dàng rơi xuống chỉ là chưa đụng phải chỗ tổn thương. Nước mắt không ngừng trào ra nơi hốc mắt, La Phong thậm chí còn có ý niệm tự tử. Một thời gian dài như vậy mà vẫn chưa có bất cứ manh mối nào, hung thủ cũng có đủ thời gian phạm án rồi, sau này dù có tìm được Dương Quân như đi chăng nữa cũng e là e là. Anh ta không dám nghĩ nữa. Lúc này, tiếng gầm rú liên tiếp truyền đến tai anh ta. Là tiếng xe máy. La Phong không có tâm trạng để ý nhiều như vậy anh ta chỉ biết đau đớn ngồi quỳ trên mặt đất hai tay liên tục đấm xuống nền đất nước mắt không ngừng tuôn rơi tiếng xe máy đã dừng lại tiếng nói của một người phụ nữ truyền tới anh phong giống như làn gió ấm thổi vào đầu xuân khiến la phong như đóng băng lập tức tan chảy quân như anh ta ngẩng đầu và người xuất hiện trong đôi mắt anh ta chính là người anh ta đang nhung nhớ không phải nằm mơ quân như la phong bỏ lên chạy vội tới ôm Dương Quân như thật chặt, cuối cùng thì hai con người đáng thương cũng được đoàn tụ. Một cái ôm này kéo dài suốt 10 phút, không ai buông ra cả. Một hồi lâu sau, hai người mới lau khô nước mắt rồi tách nhau ra. Quân Như, rốt cuộc em xảy ra chuyện gì vậy? Anh lo cho em chết mất. Dương Quân Như xoay người chỉ vào giang sách bên cạnh, nói em bị một đám người xấu bắt đi, cũng may thần y giang xuất hiện kịp thời, cứu em một mạng. Nếu không, đời này của em chỉ sợ đã nói một chút cô ấy lại muốn khóc la phong an ủi dương quân như vài câu sau đó lập tức đi tới trước mặt giang sách phịch một tiếng anh ta quỳ xuống thần y giang ngài không chỉ cứu tôi mà còn cứu cả quân như ngài chính là cha mẹ tái sinh của chúng tôi đời này mạng la phong tôi chính là của ngài ngài muốn tôi làm gì tôi cũng làm nếu ngài có muốn tôi đi chết cũng chỉ cần nói một câu tôi tuyệt không tham sống nữa Giang sách phụt cười. Anh rỗi tay đặt trên vai La Phong, chỉ cần anh giúp tôi làm một chuyện thôi. Ngài cứ nói, tôi muốn anh, sống thật tốt, audio điện tử võ tấn bền chương 691, bọ ngựa bắt phe, chim sẻ núp lùm. Tại ngục giam, phòng thăm tù nhân. Qua tấm kính, hai anh em Đinh Tử Ngọc và Đinh Hồng Diệu cầm điện thoại nói chuyện. Đinh Tử Ngọc nói hai chữ trước, chúc mừng khóe miệng Đinh Hồng Diệu lộ ra nụ cười nhợt nhạt, có vẻ đã làm xong chuyện rồi nhỉ. Đúng vậy, ông già Đinh Trọng đó dại dột vô cùng, đến bây giờ còn chẳng hay biết gì, căn bản là không có nảy sinh bất kỳ hoài nghi gì với em cả, mà tên đầu heo Đinh Phong Thành kia thì khỏi phải nói. Đinh Hồng Diệu gật gật đầu, tử ngọc, ưu thế lớn nhất của em chính là được bọn họ tín nhiệm, em hãy lợi dụng ưu thế đó, chuyển ưu thế của bọn họ về bên chúng ta một cách vô tri vô giác. Thủ đoạn này từng được Đinh Hồng Diệu sử dụng để chống lại Đinh Trọng năm đó. Lúc ấy, Đinh Hồng Diệu là một con rồng trong đám người, được kỳ vọng vô cùng. Nếu không phải do sau này sự việc bị bại lộ, anh ta thật sự sẽ có khả năng đứng trong tối kéo Đinh Trọng xuống đài. Chẳng qua, lần này là đổi thành em gái anh ta thực hiện nốt kế hoạch chưa được hoàn thành năm đó của anh ta. Anh, cụ thể bước tiếp theo phải làm như thế nào? Hai mắt Đinh Hồng Diệu sáng ngời. Bước tiếp theo là đến lượt Đinh Phong Thành. Hai người kỹ càng tỉ mỉ nói cho nhau nghe từng bước của kế hoạch, Đinh Tử Ngọc càng nghe càng hưng phấn, kỳ vọng của cô ta quả nhiên không hề sai, anh trai cô ta là người thông minh nhất trên đời này. Mọi chuyện em đều đã rõ, anh trai, anh chờ em, em nhất định sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Ừm. Đinh Tử Ngọc ngắt điện thoại, sau đó xoay người rời đi. Đinh Hồng Diệu nhìn bóng dáng em gái rời đi, miệng lẩm bẩm, "Đinh Trọng, năm đó ông lấy của tôi thứ gì?" Hiện tại tôi sẽ lấy lại từng chút từng chút một. Tình thế không thể cứu vãn, ông già rồi, già thì nên thoái vị đi. Số 33 tiểu khu danh huyền, biệt thự đơn lập. Sau khi Giang Sách dừng xe, anh cất bước đi vào nhà, nhìn thấy bố vợ Đinh Khải Sơn và mẹ vợ Tô Cầm đã chuẩn bị một bàn đồ ăn đầy đủ. Đinh Mộng nhiên đi tới nói, "Chồng đã về rồi sao? Hôm nay bố không đi làm, nên đã đặc biệt chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, chờ anh trở về rồi nếm thử." mau lại đây đi. Ừm, chỉ khi về đến nhà, trên mặt giang sách mới có thể lộ ra nụ cười hồn nhiên nhất. Nhưng khi anh đang bước vào trong thì bỗng nhiên, một chiếc xe khác dừng ở lối vào sân, một nam một nữ bước xuống, chính là chị cả Đinh Tử Ngọc và anh hai Đinh Phong Thành. Vừa thấy hai người bọn họ tới, người trong nhà Đinh Mộng Nhiên đã không vui vẻ gì. Mặc dù mọi người đều là người nhà của nhau, nhưng hiện tại lại chẳng khác gì kẻ thù, Đinh Mộng Nhiên bị bọn họ hãm hại năm lần bảy lượt, hiện tại cô thậm chí còn không đi làm ở công ty, tình thân này dường như còn không tồn tại. bọn họ tới làm gì? Đinh Khải Sơn cũng không vui vẻ gì mấy. Ngay cả tô cầm người lúc nào cũng đối xử ôn hòa với mọi người cũng lộ rõ phản ứng không thích hai người này. Có điều Đinh Tử Ngọc và Đinh Phong Thành giống như đã quen với chuyện này, vừa vào tới cửa lớn, Đinh Phong Thành đã ra vẻ vui tươi hớn hở nói: "Quầy một bàn đồ ăn lớn như vậy, chú ba, thức ăn nhà các người cũng không tồi nha." đinh khải sơn chừng mắt liếc anh ta một cái nói lạ thật sao đang yên đang lành lại có tiếng chó kêu nhỉ không khí trong phòng lập tức trở nên khó xử nếu đổi lại là lúc trước đinh phong thành nhất định sẽ chửi ầm lên nhưng giờ phút này đinh phong thành vẫn giữ thái độ bình thường trên mặt có hiện lên vẻ không hài lòng nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ tươi cười chú ba chú vẫn thích nói dẫn như vậy hả mọi người trong phòng ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên tên nhóc xấu tính này, sao tự nhiên hôm nay lại như biến thành một con người khác vậy? Có chuyện gì thường, ắt có yêu ma. Nếu không phải muốn tời nhờ người ta giúp đỡ, thì chắc chắn là muốn đảo hố hại người. Mọi người đều cảnh giác hơn. Đinh Mộng Nhiên lên tiếng hỏi thẳng, không có chuyện gì ắt sẽ không tới điện tam bảo, nói đi, hôm nay anh tới đây làm gì? Chật chật, quả nhiên, em gái nhỏ nói chuyện nhanh nhẹn đúng vấn đề đấy. Đinh Phong Thành lấy ra bốn tấm vé, Hôm nay tôi nhận được bốn tấm vé vào cửa khu vui chơi giải trí, rất hiếm, có tiền cũng chưa chắc mua được. Vì thế nên muốn mời chị cả và em gái, cả Giang Sách cùng đi chơi nữa. Chuyện ma quỷ thế này ai mà tin cho được? Đinh Khải Sơn rứt khoát gọn gàng nói: A, cậu lại nghẹn quá hóa dở à. Trời cũng tối rồi, Đinh Mộng nghiên nhà chúng tôi sẽ không ra ngoài lêu lỏng với đám các người đâu. Đinh Phong Thành trương ra vẻ mặt vô tội: Chú ba chú có thể đừng nghĩ cháu rác rưởi đến mức đó được không? Cháu thừa nhận, trước đây cháu đã làm rất nhiều chuyện không đúng với em gái và giang sách, nhưng hôm nay không giống vậy, cháu thật lòng muốn cùng bọn họ ra ngoài chơi mà. Cháu cũng không sợ mọi người chê cười nữa, nói thật, hôm nay cháu tới đây là muốn giảng hòa với mọi người. Xét đến cùng thì chúng ta đều là người nhà mà. Người ta hay nói oán thù nên cởi, không nên buộc, huống chi chúng ta còn là người thân máu ngủ ruột thịt với nhau cả, em gái, hay là chúng ta nhân cơ hội này, làm lành lại như lúc ban đầu đi, giống như khi chúng ta còn nhỏ vậy, mọi người buông bỏ hết những ghen ghét đố kỵ đi, làm người một nhà yêu thương lẫn nhau đi được không? Những lời này đã chạm tới tim Đinh Mộng Nghiên. Tiếc núi lớn nhất trong cuộc đời của cô, có lẽ chính là đấu đá với người thân máu mủ ruột thịt đến túi bụi. Trái tim cô thực sự tan chảy. Không nói đến người ngoài, nhưng với ông nội, chị cả, anh hai, cô thật sự không muốn cả đời này đôi bên cứ sống trong thù hận như vậy nếu đối phương đã chủ động tới giảng hòa vậy thì chi bằng cho tất cả một cơ hội đi đinh mộng nhiên vén tóc mỉm cười nói được vậy đêm nay chúng ta hãy ra ngoài chơi một bữa ra trò đi mộng nhiên đinh khải sơn kinh ngạc vô cùng sao con gái mình lại có thể ngu xuẩn như vậy đây rõ ràng là một cái bẫy vậy mà cô còn chủ động nhảy vào trên thực tế không phải đinh mộng nhiên ngu xuẩn mà là lương thiện cô quá khát vọng được trở lại như lúc đầu với người thân khóe miệng đinh phong thành lộ ra nụ cười thật tốt quá cảm ơn em gái đã giúp đỡ anh quay đầu lại đinh phong thành nói với đinh khải sơn chú ba chú không cần lo lắng đâu cháu đâu chỉ dẫn một mình em gái ra ngoài chơi chẳng phải còn giang sách đi theo sao trí tuệ và kỹ năng của giang sách chú cũng đã biết rồi đấy với cánh tay và đôi chân yếu ớt này của cháu có đánh nhau thì Giang Sách chỉ cần giang rác vài cái là có thể phế luôn cháu rồi. Đinh Khải Sơn vừa nghe xong, ông công nhận là cũng có chuyện như vậy. Trên thế giới này còn nơi nào an toàn hơn so với việc ở bên cạnh Giang Sách chứ? Dường như là không có. Ừ, vậy đi đi, các người chơi thì ra chơi, đừng có dại dột mà làm loạn. Chú ba, chú cứ yên tâm đi ạ. À. Dưới sự thúc giục của Đinh Phong Thành, Đinh Mộng Nhiên và Giang Sách cùng lên xe bọn họ cả hai ngồi ở hàng ghế sau. Đinh Phong Thành đích thân lái xe dẫn bọn họ đi tới chỗ giải trí chơi. Đạp chân ga, xe nổ máy rời đi. Khi tất cả mọi người không để ý, Đinh Phong Thành nhìn Đinh Mộng Nghiên và Giang Sách thông qua kính chiếu hậu, khóe miệng anh ta lộ ra nụ cười gian trá. chương 692, bỏ bài. Khu giải trí ngu nhạc nằm ở phía tây nam thành phố Giang Nam, mở cửa 24 phần 24, càng về đêm thì lượng người càng đông. Có rất nhiều nơi đặc thù mà người bình thường không thể nào đặt chân vào, cần phải có vé chuyên biệt mới ra vào được. Đèn neon lập lè, một khung cảnh đầy xa hoa trụi lạc. Khó khăn lắm Đinh Phong Thành mới tìm được một chỗ thích hợp để dừng xe. Tới rồi. Hai mắt Đinh Phong Thành sáng lên, nhìn lối ra vào rộng rãi của khu giải trí, nhìn nam nữ tuấn tú ra ra vào vào khiến toàn thân anh ta đều trở nên hưng phấn. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta đến đây ngày thường mỗi khi có tiền Đinh phong thành rất thích đến đây tiêu xài. Nào là ca hát, nhảy múa, uống rượu, cá cược, đánh bài, tán gái, ở đây nam nữ có thể thỏa sức tận hưởng. Đi theo anh, anh rất dành nơi này. Đinh Phong Thành hào hứng dẫn đường ở phía trước, Đinh Tử Ngọc và những người khác đi theo phía sau. Dọc đường đi, Đinh Mộng Nhiên vẫn luôn nắm chặt tay giang sách, cô là một cô gái khá nội tâm và điềm đạm, ghét nhất loại xa hoa trụy lạ như nơi này nhưng cũng không còn cách nào, muốn hóa giải mâu thuẫn giữa những người thân trong gia đình thì hôm nay phải cố nhẫn nhịn một chút, may là có giang sách bên cạnh. Lúc đi dọc theo đường phố, đủ loại âm thanh ồn ào truyền vào trong tai. Cuối cùng bọn họ cũng đến trước cửa một quán ba, tuy nói là quán ba nhưng thực ra lớn hơn quán ba rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều bảo vệ canh cửa, nên người bình thường căn bản không thể lọt vào được. Chính là nơi này. Đinh Phong Thành dẫn đầu bước vào, thoáng cái đã bị bảo vệ chặn lại. Muốn làm gì? Đã đến đây thì đương nhiên là muốn chơi rồi. Muốn chơi sao? Có vé không? Hừ hừ. Đinh Phong Thành chia tay lấy ra bốn vé giao cho bọn họ. Sau khi bảo vệ kiểm tra xong, quả nhiên tránh qua một bên cho bốn người Đinh Phong Thành đi vào. Đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt là một hội trường to lớn rộng rãi với nhiều loại đồ uống được bày trí ở giữa, có không ít kẻ lắm tiền đang ngồi thưởng thức cao lương mỹ vị và các loại rượu ngon trên sofa cao cấp. Đinh Phong thành tiến lên hai bước, bưng một ly rượu lên uống cạn. Tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Em gái, Giang Sách, đây là lần đầu tiên hai người đến đây, hãy nhâm nhi thử rượu nơi này đi. Tôi dám đảm bảo ở đây có loại rượu ngon nhất trong cả khu Giang Nam này. Giang Sách bước tới bưng một ly rượu lên, đúng là rất ngon, anh mới nhâm nhi mấy ngụm đã cảm nhận được hương vị không tồi. Đinh Tử Ngọc cũng bưng một ly lên uống không chút do dự, chỉ có Đinh Mộng Nghiên là câu nệ không nhúc nhích, sợ rượu ở đây không sạch nên không hề động vào. Lúc mọi người đang uống thì một người đàn ông mặc trang phục màu trắng bước đến. Cậu Đinh, cậu đến rồi. Người này là chủ quán ba, già trẻ lớn bé ai cũng gọi anh ta là anh Hải. Ây dô, anh Hải, ban nhạc tối nay chuẩn bị thế nào rồi? Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu cậu thôi. Vậy thì còn chờ gì nữa? Đi thôi. Anh Hải dẫn Đinh Phong Thành lên tầng 2, Đinh Mộng Nghiên nắm tay Giang Sách bối rối đi theo anh ta lên lầu. Khi lên đến tầng 2 mới phát hiện trong đó có chút bí ẩn, vốn dĩ nơi này không đơn giản chỉ là một quán bar, mà trên tầng 2 còn có một phòng bài bạc sang trọng, là nơi có thể tìm thấy tất cả các thể loại cờ bạc. Khó trách Đinh Phong Thành lúc nào cũng đến đây chơi, đây chính là sở thích lớn nhất của anh ta. Em gái, Giang Sách để anh giới thiệu sơ lược về cách bài trí ở đây cho hai người. Đinh Phong Thành đã chơi từ trước đến nay nên rất quen thuộc, giới thiệu khái quát về từng trò chơi, có thể thấy mỗi một trò chơi anh ta đều nắm trong lòng bàn tay, ngày thường đúng là chơi không ít. Đinh Mộng Nhiên hơi gượng gạo, thứ nhất cô không thích uống rượu, thứ hai cô không thích chơi, nên cô luôn cảm thấy khó chịu khi ở đây. Đinh Phong Thành lại nói, em gái, em có biết bình thường anh thích chơi nhất là trò gì không? Đinh Mộng Nhiên lắc đầu, ba từ chắc kim hoa, vừa đơn giản lại kích thích, anh ta vừa nói vừa kéo Đinh Mộng Nhiên ngồi xuống, bàn này đã có bốn người, tính cả hai người Đinh Phong Thành và Đinh Mộng Nhiên thì tổng cộng có sáu người. Muốn chơi không? Người chia bài hỏi. Chơi, Đinh Phong Thành ném ra một tấm thẻ, mật khẩu thì cậu biết rồi đó, đổi tất cả số tiền trong đó thành thẻ bài đi. Lời vừa dứt đã có người nhanh chóng cầm lấy thẻ, đổi sang thẻ bài đem qua, có thẻ 10, 50,100. Đinh Mộng Nhiên tò mò hỏi, cái này tính thế nào? Đơn giản, 10 có nghĩa là 10 vạn tệ, 100 là 100 vạn, đơn giản lắm phải không? 100 vạn. Đinh Mộng Nhiên nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm, số thẻ trong tay Đinh Phong Thành chắc chắn không ít hơn 3.000 vạn, số tiền lớn như vậy mà anh ta cũng dám lấy ra chơi. Đinh Phong Thành tùy ý lấy hai thẻ 100 đưa cho Đinh Mộng Nhiên. Em gái, hai thẻ này coi như cho em mượn vốn, nếu thắng nhớ trả lại cho anh đó hả em không này em út không phải em làm hòa với anh sao nếu em không chơi anh sẽ rất không vui đó chuyện này đinh mộng nhiên khá khó xử cô nào ngờ đinh phong thành rủ cô đến đây để đánh bài chứ nếu biết sớm cô đã không đến rồi bây giờ đâm lao phải theo lao thôi cô mà không chơi thì mâu thuẫn sẽ càng trở nên gay gắt nhưng nếu chơi thì một tay mơ như cô làm sao chơi lại nhiều tay lão luyện như vậy trò chơi này cược rất lớn thua một ván cũng đủ tiếc thật lâu rồi, nhưng nếu cô không chơi, nó sẽ chỉ làm mâu thuẫn thêm sâu sắc. Lúc này Giang Sách cũng nhìn ra cửa. Ha ha, nói cái gì mà hàn gắn tình cảm chứ, chẳng qua chỉ là lấy cớ, không chừng mục đích của Đinh Phong Thành hôm nay là muốn cho Đinh Mộng Nhiên thua hết tiền, cuối cùng thua đến mức phải dùng 10% cổ phần công ty để đi gán nợ. Nếu là người bình thường đã sớm đi rồi, nhưng Giang Sách lại đưa tay đặt lên vai Đinh Mộng Nhiên, sau đó ấm áp nói, yên tâm chơi đi, anh chị em. Được, Đinh Phong Thành ở bên cạnh cười thầm trong lòng. Để cậu chỉ dẫn sao? Ha ha, nếu xét về mưu trí, về đánh nhau thì Đinh Phong Thành cũng không phải đối thủ của Giang Sách, nhưng nói đến bài bạc thì Giang Sách không đủ trình để so bì. Đinh Phong Thành là một con bạc có tiếng, ở đây chưa đến mức dùng thủ đoạn cũ rích, nhưng kỹ xảo đánh bài lại rất phổ biến, Đinh Phong Thành muốn làm gì đó cũng dễ như trở bàn tay, có rất ít người có thể thắng khi chơi bài với anh ta chia bài đi, Đinh Phong Thành tràn đầy tự tin nói. Để đảm bảo tính công bằng của Trác Kim Hoa nên ở đây sẽ xáo trộn bài mới rồi chia theo vòng để đảm bảo mỗi người chơi đều nhận được bài mới ở mỗi vòng, tránh gặp tình trạng đổ mồ hôi công sức soi mánh cũ. Chỉ thấy người chia bài lấy ra một bộ bài mới, sao bài rất nhanh, sau đó chia bài cho từng người một, sáu người, mỗi người ba lá. Đinh Mộng Nhiên cẩn thận cầm ba lá bài lên rồi rè rặt xem bài trước mặt mọi người. 5 cơ, 6 bích, 7 rô. Thuận tử 567. Mới ván đầu tiên đã rút được bài tốt như vậy, ván này thắng chắc rồi. Mặt đinh mộng nhiên đầy vẻ vui mừng, vừa mới định lật bài ra phía trước đã nghe giang sách ở bên cạnh thản nhiên nói, bỏ bài đi. Hả? Bỏ bài. Đinh mộng nhiên quay đầu nhìn giang sách với ánh mắt không dám tin. Thuận tử 567, bài tốt như vậy mà vẫn bỏ hả? Giang sách gật đầu, Đinh Mộng Nhiên cắn cắn môi, xoay người ném ba lá bài vào đống bài tẩy bỏ đi không chút do dự. chương 693, tôi nhỏ, anh còn nhỏ hơn. Đinh Phong Thành cười nhạo nói, em gái, sao nhìn em bỏ mà luyến tiếc vậy? Để anh nhìn xem đây là bài gì? Anh ta lật ba lá bài trong đống bài tẩy bị bỏ đi, sau khi nhìn thấy 567 thì Đinh Phong Thành và mọi người có mặt ở đây đều chết lặng. Đinh Phong Thành sướng sờ nói, này, loại bài thế này mà em cũng dám bỏ đi hả? Đinh Mộng Nhiên không biết phải trả lời thế nào, nói thật thì không có lý do gì để bỏ loại bài như thế này, nhưng Giang Sách đã bảo bỏ nó nên cô chỉ có thể nghe lời thôi. Đinh Phong Thành nhìn sang Giang Sách, em rể tốt của tôi ơi, tôi muốn hỏi cậu một chút, cậu có biết đây là chắc kim hoa không? Cậu có biết loại bài này lớn cỡ nào không? Giang Sách thản nhiên nói, có người có bài lớn hơn bài này, giữ cũng không thắng được tiền. Ồ, Cậu có đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu đấy à? Sao cậu biết có người có bài lớn hơn bài này ư? Tin hay không tùy anh. Hư, giang sách, bản lĩnh khoe khoang của cậu thật sự rất đáng kinh ngạc đấy. Đinh Phong Thành nâng tay nhìn vào quân bài của mình, lá ca và chín, loại bài không tốt cũng chẳng xấu. Anh ta âm thầm úp bài, tôi không nhát gan như một số người, ván này tôi thắng chắc rồi. Mới ván đầu tiên không cần nhiều, trước tiên cứ tố 20V kép mở màn trước đi bỏ, bỏ, theo, 40 v kép. Có người theo, Đinh Phong Thành liếm liếm môi, tóc đỏ, bài tôi mà anh cũng dám theo à. Tóc đỏ mỉm cười, bài của tôi khá lớn, nói không chừng còn có thể ăn luôn bài của anh đấy. Ha ha, thử xem, Đinh Phong Thành trực tiếp đẩy 100 v kép ra, theo, 100 v kép. Tóc đỏ không thèm trước mắt, theo, 120 v kép. Giang sách khuyên, Đinh Phong Thành, bỏ đi câm miệng. Từ bị ghét nhất trên bàn bài chính là, bỏ, một khi nói ra thì chẳng còn chút tinh thần mà chơi. Đinh Phong thành nghiến răng, hai bốn kép, gấp đôi, mở bài. Tóc đỏ lật các quân bài trên tay, hai lá di ca cơ đỏ chót mở ra, là đồng hoa hay còn được gọi là kim hoa. Đinh Phong thành trợn tròn mắt, lá ca trong tay anh ta sao có thể so với đồng hoa của người ta đây. Ván này coi như toàn thua. Tên nhóc này khá lắm, vận may không tồi. Đinh Phong Thành trực tiếp ném bài đi, mới một ván đã thua mất 360 sáu kép, nếu cứ thế này thì chỉ sau 7-8 ván nữa anh ta sẽ sạch tiền mất, trong lòng cũng bắt đầu thấy sợ. Cậu Đinh, cậu khách sáo rồi, tóc đỏ vui vẻ bỏ bài xuống. Đinh Phong Thành cực kỳ khó chịu chừng mắt nhìn Giang Sách, trong lòng cảm thấy bực bội và có chút hối hận, nếu vừa rồi nghe lời Giang Sách thì đã không tổn thất nhiều như vậy. Ngược lại Đinh Mộng Nhiên lại thở phào nhẹ nhõm, cũng may là em bỏ bài nên chỉ thua tiền đấy, nếu không thì chỉ mới ván đầu tiên thôi đã để mất 200V kép rồi. Tiếp tục ván thứ hai, người chia bài lấy ra những quân bài mới, xáo trộn trước mặt mọi người rồi mới chia bài cho từng người một. Lần này Đinh Phong Thành nhìn thẳng vào mắt Giang Sách, giờ giọng khiêu khích nói, thần đoán bài, cậu nói thử xem ván này ai sẽ thắng. Giang Sách thản nhiên nói, mộng nhiên sẽ thắng ván này. Ây dô, lần này không bỏ nữa à? Đã có thể thắng vì sao phải bỏ? cậu nói rồi đó, không được đổi ý bỏ bài giữa đường nhé. Thậm chí ngay cả bài Đinh Phong Thành cũng không thèm xem đã trực tiếp tố 20 v kép, Đinh Mộng Nhiên bên này vừa định xem bài đã bị giang sách ngăn lại. Không cần xem, trực tiếp theo. Dưới tình huống chưa xem bài đã trực tiếp theo, nếu xem bài thì ít nhất số tiến tố theo phải gấp đôi, Đinh Mộng Nhiên lựa chọn tin tưởng giang sách, theo 20 v kép. Hai người cũng không nhìn bài đấy à, vậy để tôi xem. Tóc đỏ liếc mắt một cái, ồ, may mà tôi xem bài mình, lớn nhất cũng chỉ có chín nên bỏ thôi. Tôi cũng bỏ. Bỏ. Những người khác đều lựa chọn bỏ, cuối cùng chỉ còn lại Đinh Phong Thành và Đinh Mộng Nghiên. Em gái, thế nào? Muốn cùng anh trai quyết đấu tới cùng sao? Đinh Mộng Nghiên có chút do dự không biết phải làm gì, còn Giang Sách lại tự tin nói, ván này chúng tôi thắng chắc rồi, anh muốn tố bao nhiêu tiền chúng tôi cũng theo. Ha 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 ha, còn rất ngông cuồng. Đinh Phong Thành nói, dù sao chúng ta cũng là anh em, không nhất thiết phải làm đến mức một sống một chết, như vậy đi, mỗi người một ngàn vạn trực tiếp mở bài, thế nào? Một ngàn vạn, liều như thế mà còn không gọi là một mất một còn à? Nếu Đinh Mộng Nhiên thua thì sao cô có thể lấy ra một ngàn vạn đây? Trong lúc cô còn đang do dự thì Giang Sách đã thẳng thắn đồng ý, không thành vấn đề, mỗi người một ngàn vạn, mở bài đi. Đinh Mộng Nhiên hít sâu một hơi, cầu nguyện bản thân có thể lấy được bài lớn, dù sao chỉ chơi một ván đã có giá trị một ngàn vạn nên cũng không nỡ thua. Bồ tát phù hộ, Ninh Mộng Nhiên vừa thầm cầu nguyện trong lòng vừa lật ba lá bài ra xem, bài gồm một lá hai chuồng, tám chuồng và mười cơ, ba lá bài không hề liên quan gì đến nhau. Không phải thuận tử cũng không phải là đồng hoa, thậm chí ngay cả văn thơ đối ngẫu cũng không phải, mà chỉ là ba lá đơn. Vấn đề là lá lớn nhất chỉ là mười cơ, các lá còn lại đều là những lá tương đối nhỏ lúc Đinh Phong Thành nhìn thấy bèn bật cười ha hả, này giang sách, em dễ tốt, đây có phải là bài lớn nhất mà cậu nói tới không? Trời ạ, à, lớn ghê đó, làm tôi sợ muốn tẻ ra quần rồi đây này. Xin lỗi nhà em gái, e rằng anh hai phải thắng ván này rồi. Một ngàn vạn đó. Đinh Phong Thành vui vẻ đến mức cười tô tuét cứ như một ngàn vạn đã nắm trong tay vậy. Đây cũng là mục đích chính mà anh ta lừa Giang Sách và Đinh Mộng Nhiên đến đây hôm nay. Thông qua vài ván bài khiến Đinh Mộng Nhiên không ngừng thua tiền, đợi đến lúc thua không thể ngóc đầu dậy sẽ dùng cổ phần công ty để gán nợ, lúc đó anh ta có thể thuận lợi thu hồi 10% cổ phần của công ty. Đinh Phong thành nghĩ thầm, sau đó lặng lẽ liếc mắt nhìn Đinh Tử Ngọc ở bên cạnh, hai người gật đầu ngầm hiểu, dường như tất cả mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch của bọn họ. "Em gái, xem bài của anh đi." Lật lá đầu tiên, 6 rô. Lật lá thứ hai, 7 rô. Ha ha. Loại bài thế này tôi tùy tiện là có thể chơi 5678 hoặc thêm một lá rô nữa, nếu không thì một lá dây QKA đều có thể dễ dàng ôm trọn không cần lo lắng. Vừa nói anh ta vừa mở lá bài thứ ba, ba chuồng. Ba rô, 6 rô, 7 rô, 367 ba lá đơn lớn nhất là 7. Vòng này người thắng là Đinh Mộng Nghiên. Phù. Tảng đá đè nặng trong tim Đinh Mộng Nghiên cuối cùng cũng rơi xuống, cô vui vẻ vỗ tay chúc mừng cứ tưởng rằng mình sẽ thua một ván, nhưng không ngờ cuối cùng nó lại đảo ngược một cách thần kỳ như vậy. Đúng vậy, quả thật bài của Đinh Mộng Nghiên không chỉ không lớn, thậm chí còn rất nhỏ, nhưng có thể thắng hay không không nằm ở bài mình lớn hay nhỏ, mà phụ thuộc vào việc bài của đối thủ lớn hơn hay nhỏ hơn thôi. Bài của Đinh Mộng Nghiên nhỏ cũng không sao, bởi vì bài của Đinh Phong Thành còn nhỏ hơn. Thật ra bài của 6 người chơi trong vòng này đều rất nhỏ, trong trường hợp này bài của Đinh Mộng Nghiên là lớn nhất. Chuyện này quả thật rất buồn cười, ván trước được bài lớn như thuận tử vậy mà lại trực tiếp bỏ qua, vòng này chỉ có ba lá bài đơn mà lại có thể giành chiến thắng, chuyện thế này thật sự rất hiếm thấy. Mặt đinh phong thành tái xanh, anh ta nghĩ trăm phương ngàn kế, không ngờ cuối cùng lại rơi vào tình huống này, bài thế này mà vẫn có thể thua cho được. Bản thân phải xui tới mức độ nào mới có thể thua thế này chứ? Điều đáng sợ nhất là chỉ với một ván, anh ta đã trực tiếp thua một ngàn vạn, chương 694, thua đến nóng mắt. Có người vui, nhưng cũng có người buồn. Đinh Mộng Nhiên vui vẻ gom tiền về, nhưng Đinh Phong Thành lại khóc không ra nước mắt, một nghìn vạn cứ thế mất trắng. Anh ta càng muốn thắng thì càng thua. Thật đen đủi Chơi lại. Nhân viên chia bài lại tiếp tục xào bài. Điều đáng sợ ở đây là, lần nào giang sách cũng có thể dự đoán chính xác bố cục bài, dưới sự hướng dẫn của anh, Đinh Mộng Nhiên chỉ cần phụ trách bỏ bài và theo bài là được ngoài ra cô không cần phải lo lắng chuyện gì khác. Chỉ cần là bài cô bỏ, chắc chắn trong ván này sẽ có người lớn hơn cô, miễn là cô theo bài đến cùng thì nhất định sẽ thắng. Ban đầu, mọi người đều không tin, nhưng dần dần, bọn họ đã quen với thao tác này. Mấy người khác đều vô tình hoặc cố ý né tránh Đinh Mộng Nghiên, chỉ có Đinh Phong Thành là thua đến nóng mắt, mặc kệ là lá bài nào cũng theo. 1.500 vạn, 2.000 vạn, 2.500 vạn, 3.000 vạn chỉ trong nháy mắt, thẻ bài 3.000 vạn đã thua hết sạch. Anh này, anh đã không còn thẻ bài nữa, mời anh rời khỏi bàn ngay. Mặc dù trên mặt nhân viên chia bài đang nở nụ cười, nhưng miệng lại nói những lời cực kỳ chói tai. Rời đi ư, mẹ kiếp, cô đang coi thường ai đấy. Đinh Phong Thành lại lấy ra hai tấm thẻ, cô đổi hết tiền bên trong ra đây. Ok, Đinh Phong Thành thua đến nóng mắt nên bất chấp tất cả, lấy hết số tiền mình đã tích góp trong mấy năm qua đinh tử ngọc vốn phải ngăn cản hành động lỗ mãng của anh ta nhưng lại trốn sau lưng cười trộm hoàn toàn không có ý định ngăn cản ngược lại đinh mộng nhiên lại tốt bụng khuyên nhủ anh hai hôm nay chúng ta tới đây là để vui vẻ nên anh đừng giận dỗi anh không cần phải đổi tiền đâu chúng ta hãy dừng lại tại đây đi dừng lại tại đây ư đinh phong thành không biết tốt xấu nói mụ nội nó mày thắng rồi nên muốn chạy đúng không ông đây cứ không cho mày chạy đấy nào tiếp tục đi có giỏi thì thắng hết tiền của ông đi. Anh ta đã nóng đầu rồi, hoàn toàn không nghe lọt bất kỳ lời khuyên nào. Cuống hồ, anh ta vốn có thù địch với Đinh Mộng Nghiên, nên càng không thể nghe lọt lời khuyên của Đinh Mộng Nghiên. Anh ta xem lòng tốt như lòng lang giả thú. Một đống thẻ bài nhanh chóng được đặt trước mặt Đinh Phong Thành, tới hơn 100 triệu. Mấy người cũng đừng hòng chạy, tiếp tục đánh cho tôi. Mấy người kia nhìn nhau mỉm cười, chạy ư, bọn họ còn lâu mới chạy, Hiếm khi nhìn thấy tên giàu có bị nóng đầu, ai mà chẳng muốn thừa cơ kiếm thêm một khoản. Bọn họ chỉ cần làm một điều duy nhất, đó là né tránh Đinh Mộng Nghiên, rồi tập trung đánh thắng một mình Đinh Phong Thành là được. Cứ như thế, cảnh tượng cực kỳ lúng túng đã xảy ra, một bàn có tổng cộng 8 người thì 7 người đã đánh thắng, chỉ có một mình Đinh Phong Thành là thua. Anh ta càng thua càng đỏ mắt, càng thua càng nóng nảy, càng thua càng muốn lấy lại tiền. Nhưng bất kỳ ai từng chơi bài đều biết bạn càng muốn thắng thì càng thua, có đôi lúc phải cam chịu số phận, thua là thua, kịp thời dừng tổn thất mới là quan trọng nhất. Nhưng tiếc rằng Đinh Phong Thành là người cực kỳ dễ nổi nóng, hoàn toàn không để tâm nhiều như vậy. Cộng thêm Đinh Tử Ngọc ở bên cạnh châm dầu vào lửa, nên anh ta càng không thể xuống nước. Chẳng mấy chốc, chưa đầy một tiếng đồng hồ, 100 triệu vừa mới đổi đã bị thua sạch, còn 7 người kia thì kiếm được bộn tiền. Đinh Phong Thành đã không còn tiền để theo nữa. Anh ta tuyệt vọng nhìn thẻ bài trên bàn, tất cả đều là số tiền đã đánh thua của anh ta. Cuối cùng, Đinh Phong Thành nhìn chằm chằm Giang Sách, "Không đúng, không đúng, tại sao ván nào mày cũng có thể dự đoán chính xác lá bài lớn nhỏ?" "Mày là tên lừa đảo đúng không?" Không chỉ Đinh Phong Thành, mà mấy người khác cũng nghĩ như thế. Do đó mỗi người đều cực kỳ cẩn thận với Giang Sách, luôn nhìn chằm chằm vào anh, nhưng vấn đề ở đây là không ai nhìn ra Giang Sách đã dùng thủ thuật gì. Giang Sách chỉ đứng im ở bên cạnh, chẳng hề có thêm động tác nào, thậm chí ngay cả bài cũng không chạm vào. Cho dù dùng thủ thuật cũng không thể làm được. Về điều này, Giang Sách trả lời rất ngắn gọn, thật ra muốn biết lá bài lớn hay nhỏ không khó, chỉ cần anh nhớ thứ tự lá bài là được. Thứ tự lá bài ư? Ừm, bởi vì mỗi ván đều dùng bộ bài mới, mà trong bộ bài mới đều có một điểm chung, đó chính là toàn bộ lá bài sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ A đến K đây là bộ bài đã được sắp xếp sẵn khi tung ra ngoài thị trường sau đó thì sao giang sách khẽ cười nói sau đó khi anh đã biết thứ tự lá bài ban đầu chỉ cần nhìn rõ kỹ thuật xào bài của người chia bài rồi khi cô ta xào bài thì nhìn cho rõ từng lá bài khớp với vị trí nào sau đó nhớ kỹ thứ tự của từng lá bài là được bằng cách này anh có thể biết rất rõ mỗi lá bài được chia là lá bài nào những lời này đã khiến mọi người trợn mắt há mồm nhìn rõ thứ tự xào bài còn phải ghi nhớ tại chỗ ư. Cho hỏi não bộ của anh là máy tính à? Mày đừng nói nhảm nữa. Đinh Phong thành mắng, mày nghĩ tao là tên ngốc à? Làm gì có ai có thể làm được chuyện như vậy? Tôi có thể làm được. Mặc dù giang sách khẳng định như vậy, nhưng chẳng có ai tin, bởi vì thủ thuật quá viễn tưởng. Giang sách hờ hững nói, nếu không thì để tôi làm mẫu cho anh xem nhé. Cô chia bài, cô hãy xào bài tại chỗ, tôi có thể nói ra chính xác từng lá bài. Đinh Phong thành vung tay nói, "Cô cứ làm theo lời cậu ta nói đi." Người chia bài cũng rất tò mò, nên đã chủ động lấy ra một bộ bài mới, đúng như những gì Giang Sách đã nói, bộ bài được xếp theo thứ tự từ A đến K. Rồi cô ta xào bài trước mặt mọi người, động tác cực kỳ thuần thục, các lá bài được xen kẽ vô cùng nhanh. Đối với người bình thường, đừng nói là ghi nhớ thứ tự của lá bài, mà ngay cả việc các lá bài xen kẽ như thế nào bọn họ cũng không nhìn thấy rõ. Cô ta cứ thế lặp lại ba lần. Đinh Phong thành cười khẩy, giang sách, mày mới khoác lác nói mình có thể ghi nhớ thứ tự của các lá bài mà. Nào, mày tới nói rõ ra đi. Đơn giản thôi, bắt đầu từ lá đầu tiên, lần lượt là 8 bích, 9 rô, 2 chuồn, di chuồn, a à cơ. Giang sách nói ra một tràng lá bài, mỗi lần anh nói ra một lá thì người chia bài sẽ mở ra một lá. Không sai một ly. Tuyệt chiêu này khiến mọi người nhìn mà cảm thán, Thảo nào ván nào giang sách cũng có thể dự đoán chính xác bố cục bài, hóa ra là lúc chia bài, anh đã biết ai là người lớn nhất và ai là người nhỏ nhất. Không, thật ra là khi bài còn chưa chia thì anh đã biết ai có thể đánh thắng trong ván này. Trong tình huống này, anh có thể thua mới là lạ đó. Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, Đinh Phong Thành không phục cũng phải phục, anh ta vốn định bẫy Đinh Mộng Nghiên, ai dè mình lại bị dính bẫy. 130 triệu tiền tích góp cả đời của anh ta đã mất sạch rồi. Đinh Phong Thành suốt ruột đến phát khóc. Nhưng đúng lúc này, Đinh Tử Ngọc bỗng nói một câu, hai, thật đáng tiếc, nhiều tiền như vậy cứ thế mất trắng, ngay cả cơ hội gỡ gạc lại cũng không có. Phong Thành, anh đừng buồn. Giá như có ông chủ Ninh Luân ở đây, có lẽ ông ta có thể thu mua cổ phần công ty với giá một tỷ, tạm thời cầm lấy cổ phần của em, để em lấy lại tiền. Ha ha, chị chỉ nói đùa thôi mà một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Đúng rồi, mình vẫn còn cổ phần của công ty. Mình vẫn chưa đến mức cùng đường, mình có thể cầm cố cổ phần trước, đợi khi nào mình thắng sẽ thu hồi lại. Đinh Phong Thành đã thua đến mức mất bình tĩnh, hai mắt đỏ ngầu, hét lớn, anh Hải, tôi muốn cầm cố cổ phần công ty với anh, anh hãy đổi ít thẻ bài cho tôi đi. chương 695, gió tanh mưa máu sắp ập đến. Anh ta vẫn muốn đổi nữ ư, mọi người trong phòng đều sửng sốt nhất là đinh mộng nhiên hôm nay cô đến đây không phải để thắng mà là để hòa thuận với anh chị mình nhưng nhìn tình hình hiện tại hơi trái ngược với mong muốn của cô đinh mộng nhiên can ngăn anh hai thôi bỏ đi anh đừng đổi nữa anh thấy thế này được không em sẽ trả lại toàn bộ số tiền thắng cược cho anh không lấy một xu nào cả ha ha mày đang thương hại ai đấy tao chính là đối tượng cần mày thương hại à cút ra chỗ khác Lòng tốt bị coi là lòng lang dạ sói, Đinh Phong thành hoàn toàn phớt lợi ý tốt của Đinh Mộng Nghiên. Chẳng mấy chốc, anh Hải người phụ trách khu giải trí đi tới, tay cầm ly rượu vang, khẽ cười hỏi, "Cậu Đinh, cậu tìm tôi à?" "Đúng vậy, tôi muốn cầm cố 15% cổ phần nhà họ Đinh với anh, để đổi lấy chút tiền tiếp tục đánh bài." "Cậu Đinh, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?" "Tất nhiên rồi." "Thôi được rồi, tôi sẽ cầm cho cậu 500 triệu." "500 triệu ư?" Đinh Phong Thành không vui, này, anh Hải, anh không coi trọng nghĩa khí rồi đấy. Chẳng lẽ anh lại không biết cổ phần nhà chúng tôi có giá bao nhiêu? Trước đây, Ninh Luân của xí nghiệp Hồng Vân phải bỏ ra một tỷ mới lấy được 10% cổ phần của nhà chúng tôi. Vậy mà bây giờ anh định dùng 500 triệu này để chiếm đoạt 15% cổ phần của tôi ư? Anh Hải hít mắt lại nói, đây là khu giải trí, chứ không phải khu thương mại, tôi cũng không mua bán. 500 triệu, cậu Đinh, Cậu có muốn lấy hay không? Nếu cậu thật sự không muốn lấy, vậy thì cậu có thể đi tìm Ninh Luân để mua cổ phần của cậu. Bảo anh ta đi tìm Ninh Luân ư? Ừ. Anh ta làm gì có thời gian đó, bây giờ Đinh Phong Thành đang ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn lấy lại tiền ngay. Được được được, 500 triệu thì 500 triệu, thành giao. Cô đi đổi cho cậu Đinh đi. Chẳng mấy chốc, một khay thẻ bài 500 triệu đã được đổi tới. Đinh Phong thành cười ha hả nói, mấy người ai cũng đừng hòng chạy trốn. Mấy người đã thắng được tiền của tôi thì đừng hòng bỏ chạy. Chúng ta vẫn theo quy tắc cũ, một là tôi thua sạch, hai là tôi sẽ lấy lại tiền. Nhưng, bài ba lá này thì không thể chơi được nữa, chúng ta đổi trò khác đi. Mọi người liếc nhìn nhau. Bọn họ đã từng gặp người đánh bài điên cuồng, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người nào điên cuồng như thế này. Bây giờ Đinh Phong thành đã hoàn toàn nóng đầu không chịu nghe ai khuyên nhủ. không những thế, đinh tử ngọc còn đứng bên cạnh châm dầu vào lửa, nói gì mà nhất định có thể lấy lại tiền. bề ngoài thì cô ta đang cổ vũ cho đinh phong thành, nhưng trên thực tế càng khiến đinh phong thành nóng nảy hơn. nào, chúng ta đi tung xúc sắc đi. sau đó, trong vòng một tiếng đồng hồ, đinh phong thành đã kéo mọi người chơi hết trò chơi trong phòng đánh bài trên tầng 2. từ tung xúc sắc đến chơi mạt chược, từ cờ tỷ phú đến baccarat thậm chí là bài một lá lớn nhỏ. Nhưng mà kẻ anh ta đổi trò chơi gì cũng thua. Anh ta chơi trò nào cũng thua, trong khi người khác còn có lúc thua lúc thắng. Xét tổng thể, tối nay anh ta như bị chúng ta, ngoại trừ Đinh Phong Thành ra thì mấy người khác đều thắng cả. Có người thắng ít, có người thắng nhiều, và đó chính là sự khác biệt. Ngược lại, trong vòng một tiếng đồng hồ, Đinh Phong Thành đã mất sạch 500 triệu, 15% cổ phần đã bị thế chấp cũng không thể lấy lại được đêm hôm khuya khoát gió lạnh thổi vào từ bên ngoài cửa sổ khiến đinh phong thành dùng mình cuối cùng đầu óc đang nóng bừng bừng cũng khôi phục lại chút tỉnh táo mình đã thua hết rồi ư đúng lúc này đinh tử ngọc còn bước tới an ủi phong thành à em đừng bao giờ nghĩ không thông tiền tài chỉ là vật ngoài thân nhưng đinh phong thành đã không còn nghe thấy đinh tử ngọc đang nói gì nữa bởi vì trong đầu anh ta đang là một mớ hỗn độn chẳng phải tối nay anh ta đi đối phó với đinh mộng nhiên hay sao? còn muốn lấy lại cổ phần của đinh mộng nhiên, tại sao cuối cùng anh ta lại mất hết cổ phần trong tay mình cơ chứ? mất rồi, mất hết rồi. không, cổ phần công ty không thể mất. đinh phong thành sợ hãi nhìn anh hải, anh mau trả lại cổ phần cho tôi, mau trả lại cho tôi. xin lỗi cậu đinh, nếu cậu muốn cổ phần thì hãy lấy một tỷ rưỡi ra đổi. một tỷ rưỡi ư? nhưng anh chỉ đưa cho tôi tổng cộng có 500 triệu. Lúc trước là lúc trước, còn bây giờ là bây giờ. Hơn nữa, cho dù là 500 triệu đi chăng nữa thì cậu có thể lấy ra được không? Đinh Phong Thành ngẩn người. Anh ta không thể lấy ra được. Bây giờ, Đinh Phong Thành cảm thấy mình như rơi vào hang động băng, lạnh đến thấu xương, cả người không còn chút sức lực. Anh ta có cảm giác mình đã bị lừa. Nhưng nghĩ kỹ lại, anh ta lại cảm thấy tất cả đều do mình nhất thời hồ đồ phạm sai lầm, chứ chẳng có ai ép buộc mình phải phạm sai lầm cả. Mà anh Hải cũng không ép anh phải thế chấp cổ phần. Bịch, là một người đàn ông, nhưng bây giờ Đinh Phong Thành lại quỳ dưới sàn, khóc suốt mướt như một cô gái yếu đuối đáng thương. Tối hôm đó, Đinh Phong Thành đã không còn biết mình rời khỏi khu giải trí bằng cách nào, mà chỉ cảm thấy trời đất như đã sụp đổ. Thấy Đinh Phong Thành đã không còn minh mẫn, một mình đinh tử ngọc dẫn đinh phong thành rời khỏi đây rồi đưa anh ta về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đinh mộng nghiên và giang sách gọi một chiếc taxi hậm hực quay về nhà trên xe đinh mộng nghiên càng nghĩ càng không hiểu hôm nay mọi người ra ngoài để chơi đùa tại sao lại trở nên như vậy giang sách bình tĩnh đáp bọn họ chỉ ra ngoài chơi đùa thôi sao ngay từ đầu đinh phong thành đã đặt bẫy định lợi dụng khu giải trí để lừa tiền và cổ phần của em nhưng người tính không bằng trời tính, anh ta không thể ngờ rằng mình lại bị mắc bẫy. Đinh Mộng Nghiên cau mày nói, ông xã, anh nói thử xem tại sao tối nay anh hai lại xui xẻo như vậy. Còn nửa tay nghề chơi bài của anh cực kỳ giỏi, tại sao sau đó chúng ta luôn thắng thế? Giang sách đã sớm chú ý đến vấn đề này. Anh đáp, không phải là anh chơi bài giỏi. Thực ra, ngoài bài ba lá ra thì anh hoàn toàn không am hiểu gì về mấy trò khác, nhưng cứ thắng mãi hơn nữa em có chú ý tới không, không chỉ chúng ta, mà mấy người khác cũng luôn thắng. Chỉ có Đinh Phong Thành là thua liên tục. Đinh Mộng Nhiên gật đầu, hình như đúng là như thế, ngoài anh hai ra thì mấy người khác đều khá may mắn, ít nhất cũng thắng được mấy chục vạn. Chỉ có một người thua, còn mấy người khác đều thắng, chắc chắn bên trong có vấn đề. Giang sách ngừng một chút rồi nói sâu xa, còn một điều nữa, Đinh Phong Thành thua 3.000 vạn đã kết thúc rồi, kịp thời ngăn cản tổn thất, nhưng lúc đó lời nói của Đinh Tử Ngọc đã thúc giục Đinh Phong thành thế chấp 15% cổ phần của mình. Đinh Mộng Nhiên ngạc nhiên nhìn giang sách, ông xã, ý anh là. Chị cả cố ý hại anh hai à? Chuyện này rất có khả năng. Chuyện này đâu đến nỗi chứ. Trước giờ hai người bọn họ luôn cùng một ruột, thông đồng làm bậy, là người cùng hội cùng thuyền, không thể nào tấn công lẫn nhau được. Chuyện này thì chưa chắc, có lẽ Đinh Phong Thành đã làm chuyện gì đó chọc giận Đinh Tử Ngọc. Chuyện này có khả năng không? Cực kỳ có khả năng. Giang sách nói, nếu anh đoán không lầm, không phải là do chúng ta may mắn, cũng không phải Đinh Phong Thành thật sự xui xẻo. Sở dĩ anh ta đánh thua là vì anh Hải trong khu giải trí, nói cách khác là nhà cái đã dở trò mà thôi. Anh Hải và Đinh Tử Ngọc đã bắt tay với nhau, chiếm đoạt 15% cổ phần của Đinh Phong Thành. Nghĩ đến đây, cả hai đều không rét mà run. Bọn họ vốn tưởng rằng Đinh Tử Ngọc và Đinh Phong Thành là cùng một phe, còn Đinh Mộng Nghiên là mục tiêu chung của bọn họ. Ai dè bọn họ lại đấu tranh nội bộ. Có lẽ trận gió tanh mưa máu sắp ập đến rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 696, đá dàn xếp tỷ số. Đêm hôm khuya khoát, sau khi đưa Đinh Phong Thành về nhà, Đinh Tử Ngọc liền rời đi. Cô ta không gấp gáp quay về nhà, mà đến nhà tù thành phố một chuyến trước, để gặp Đinh Hồng Diệu. Anh, mọi chuyện đúng như anh đã dự đoán. Dưới tình huống không chút nghi ngờ, tên ngốc đinh phong thành kia đã mất hết cổ phần. Trên mặt đinh tử ngọc nở nụ cười rạng rỡ mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta. Ngược lại, đinh hồng diệu tỏ ra khá bình tĩnh. Nhớ lại năm đó, anh ta suýt chút nữa là có thể thành công, nhưng cuối cùng lại sắp thành mà bại. Bây giờ anh ta đã bình tĩnh hơn nhiều so với năm đó. Trước khi thành công, bạn phải cục đuôi làm người, dè dặt cẩn thận cho đến khi thành công đinh hồng diệu hỏi giang sách thì sao cậu ta có phát hiện ra manh mối gì không đinh tử ngọc cao mày nói toàn bộ quá trình anh ta đều rất bình tĩnh không nói gì không biết trong lòng đang nghĩ gì bụng dạ người đàn ông này cực kỳ thâm sâu không dễ phán đoán đinh hồng diệu gật đầu dựa vào lời miêu tả của em về giang sách lúc trước chắc chắn người đàn ông này không dễ đối phó anh nhưng bước tiếp theo chúng ta phải đối phó với anh ta rồi đúng vậy mấy người khác đều lấy được rồi, tiếp theo sẽ đến lượt 10% cổ phần của Đinh Mộng Nghiên. Nếu chỉ là Đinh Mộng Nghiên thì rất dễ giải quyết, nhưng vấn đề ở đây là bên cạnh cô ta còn có giang sách. Đinh Tử Ngọc hỏi, anh, anh có chủ kiến nào hay không? Đinh Hồng Diệu nói, trước tiên đừng vội, cứ bình tĩnh vài ngày đã rồi hãng nói. Nếu hành động liên tục sẽ thu hút sự chú ý của ông cụ. Để anh nghĩ kỹ thử xem nên đánh bại giang sách, chiếm đoạt 10% cổ phần trong tay Đinh Mộng Nghiên bằng cách nào. Muốn đối phó với Đinh Mộng Nghiên thì không thể dùng cứng, cũng không thể dùng trí. Đinh Tử Ngọc ngẩn người, không được dùng cứng, cũng không được dùng trí, vậy chẳng phải hết cách rồi sao? Đinh Hồng Diệu cười nói, lúc trước các em đã cưỡng đoạt bao nhiêu lần, nhưng có lần nào thành công hay không? Theo anh thấy, thật ra mấy kế hoạch trước đó của các em đều rất hoàn hảo, dù là anh cũng chưa chắc có thể nghĩ ra kế sách hoàn hảo hơn. Do đó, cưỡng đoạt chắc chắn là không được rồi. Nhưng không có nghĩa là không có cách nào để đối phó với Đinh Mộng Nghiên và Giang Sách. Đinh Tử Ngọc sốt sắng, "Anh, anh có cách gì ư?" "Đúng vậy, cách gì thế?" Trước mắt, muốn đánh bại Giang Sách gần như là điều không thể, do đó chỉ có thể xuống tay từ trên người Đinh Mộng Nghiên. Cô em gái này của chúng ta có một điểm yếu chí mạng đó chính là trọng tình trọng nghĩa. Đinh Hồng Diệu nở nụ cười, "Có lẽ, chúng ta có thể ngả lá bài đau khổ, nếu không thể dùng vũ lực và mưu trí." vậy thì lợi dụng tình thân để Đinh Mộng Nhiên chủ động từ bỏ 10% cổ phần. Tuyệt vời, Đinh Tử Ngọc nói, nếu Đinh Mộng Nhiên chủ động từ bỏ, vậy thì Giang Sách còn có thể nói gì được. Trước mặt tình thân, cho dù Giang Sách lợi hại đến đâu cũng phải bó tay chịu chói. Anh, anh thật sự khiến người khác phải phục sát đất. Hai anh em cùng cười sảng khoái, như thể chiến thắng đã vẫy tay với bọn họ. Đinh Mộng Nhiên là người phụ nữ yếu đối tâm địa lương thiện, trọng tình trọng nghĩa, e rằng cô khó mà cưỡng lại lá bài tình cảm này. Ở bên này, Giang Sách vừa đưa Đinh Mộng Nhiên về nhà thì nhận được điện thoại của La Phong. Alo, Giang Thần Y, anh đã ngủ chưa? Tôi vẫn chưa ngủ, có chuyện gì thế? Là thế này, chẳng phải câu lạc bộ Nguyên Thiên đã được khoa học công nghệ tầm mộng mua lại rồi ư? Tôi đã chính thức trở thành huấn luyện viên chính của câu lạc bộ. Vậy thì chúc mừng anh. Bây giờ câu lạc bộ Nguyên Thiên đang nằm trong khu vực giáng cấp, nên chúng tôi càng phải cố gắng phấn đấu. Ngày mai có một trận đấu, cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của tôi trên cương vị huấn luyện viên chính, nên tôi hy vọng anh có thể đến xem, như vậy tôi càng có động lực hơn. Được, không thành vấn đề, ngày mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn anh. Sau khi cúp điện thoại, Giang Sách nở nụ cười hài lòng. Cuối cùng cũng có một chuyện đáng để vui mừng. Đầu dây bên kia, La Phong cũng cảm thấy hài lòng thỏa dạ. Kể từ ngày anh ta bị gãy chân, anh ta cho rằng cả đời này mình sẽ không thể nào làm huấn luyện viên chính được nữa. Một là danh tiếng đã xấu đi rồi, hai là chân đã bị gãy. Ai ngờ rằng anh ta lại bình phục như một kỳ tích, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, anh ta lại tiếp tục trở thành huấn luyện viên chính. Mọi chuyện đều phải cảm tạ Giang Sách. Giang thần y, ngày mai tôi sẽ dùng chiến thắng để cảm ơn anh. Trong lúc anh ta đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy bên ngoài có người gọi tên mình đã muộn thế này mà ai còn tìm mình thế? La Phong đặt điện thoại xuống, một mình bước ra khỏi y quán, chỉ thấy một chiếc xe thể thao hạng sang đang đậu ở trước cửa, một người đàn ông đang đứng dựa vào cửa xe. Dựa vào ánh trăng, anh ta có thể nhìn thấy rất rõ tướng mạo của đối phương, đó chính là Mạnh Văn bên bảo hiểm vinh tài người từng tranh giành muốn thu mua câu lạc bộ nguyên thiên với mình. Tại sao lại là ông? La Phong xa sầm mặt. Mạnh Văn nhất thời thay đổi thái độ, cười ha hả đi tới huấn luyện viên la, cậu thật sự khiến tôi phải tìm kiếm rất khó đấy. Tôi đã hỏi thăm không biết bao nhiêu người, mới biết được cậu đang sống ở đây. Cậu cũng khá lắm, có thể sống trong y quán của nữ hoa đà. La Phong lườm ông ta, rốt cuộc ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Quả nhiên là người thẳng thắn, được, tôi sẽ không vòng vo nữa. Mạnh Văn búng tay, một tên đàn em sách vali bước xuống xe đi tới. Tên đàn em mở vali ra trước mặt hai người. Bên trong là tiền mặt sáng loáng. Mạnh Văn, ông muốn làm gì? Mạnh Văn cười nói, tôi cũng nói thật cho cậu biết, sau khi thu mua câu lạc bộ Nguyên Thiên thất bại, bảo hiểm vinh tài chúng tôi đã đổi sang thu mua câu lạc bộ Trường Kinh. Thật trùng hợp, ngày mai là trận đấu giữa Trường Kinh và Nguyên Thiên của các cậu. Cậu cũng biết rồi đấy, trước mắt thành tích của Trường Kinh rất tệ, chỉ cao hơn khu vực giáng cấp một chút để giữ vững vị trí này, nhân đôi giá trị của Trường Kinh chúng tôi nhất định phải chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Bây giờ La Phong đã hiểu rõ, hóa ra Mạnh Văn đến đây là để mua chuộc anh ta, muốn anh ta đá giàn xếp tỷ số một trận. Mạnh Văn nói thẳng, ở đây có 30 vạn tiền mặt, tôi mua một trận thua của câu lạc bộ các cậu với mức giá như vậy đã công bằng rồi chứ. Phải nói là rất công bằng. Mức giá này không hề thấp. Nhưng là một huấn luyện viên chính đầy khí phách, La Phong đã quả quyết từ chối. Mạnh Văn, Chính vì những tên rác rưởi như ông nên bóng đá trong nước mới bẩn thỉu xấu xa như vậy. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận yêu cầu của ông. Ông muốn giành chiến thắng ư? Vậy thì ngày mai hãy lấy trình độ cao hơn để thể hiện trên sân đi. Câu nói này đã khiến Mạnh Văn nhất thời đen mặt. Ông ta nghiến răng trừng mắt nói, "La Phong, cậu cần gì phải giả vờ thanh cao với tôi? Tôi bảo cậu đá dàn xếp tỷ số một trận mà cậu đã không vui rồi à?" nếu cậu thật sự thanh cao như vậy thì tại sao chân của cậu lại bị gãy? Tại sao cậu bị câu lạc bộ sa thải? chương 697, chất kích thích. Chiều hôm sau, 2 giờ rưỡi. Hôm nay là trận đấu trên sân nhà giữa câu lạc bộ Nguyên Thiên và câu lạc bộ Trường Kính. Một trong hai bên nằm trong khu vực xuống hạng, còn bên kia chỉ nằm ngoài khu vực xuống hạng một chút. Thành tích của đôi bên đều rất tệ, để trụ hạng thành công thì nhất định phải phấn đấu giành được 3 điểm trong ngày hôm nay. Đáng chú ý hơn là cả hai câu lạc bộ đều vừa hoàn thành việc thu mua chuyển nhượng và bây giờ cả hai đều có ban lãnh đạo mới. Trước khi trận đấu bắt đầu, các cổ động viên lần lượt vào khán đài và ngồi đúng vị trí của mình. Hôm nay, Giang Sách đặc biệt đưa Đinh Mộng Nhiên đi xem bóng, họ hiếm khi có thời gian ra ngoài chơi cùng nhau và xem một trận đấu, bồi dưỡng tình cảm như thế này cũng tốt. Đó không phải là La Phong sao, Đinh Mộng Nhiên chỉ vào một người đàn ông mặc vest đứng bên sân. Ừ, Hiện tại anh ta là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Nguyên Thiên, khi các cầu thủ lên sân, em còn có thể nhìn thấy hai anh em vẫn có thể gặp lại anh em Đỗ Kiền và Đỗ Khôn. Thật sao? Vậy thì em phải nhìn kỹ xem hai anh em đang theo đuổi giấc mơ này rốt cuộc sẽ chơi như thế nào. Ha ha, sợ là em không hiểu gì về bóng đá cả. Thôi đi, không phải là 22 người giành lấy một quả bóng và ghi điểm bằng cách đá bóng vào khung thành của đối phương sao? Ai không hiểu chứ? Khi hai người đang cãi nhau, tổ trọng tài vào sân, sau đó các cầu thủ hai bên cũng vào sân. Sau lễ khai mạc ngắn gọn, trận đấu chính thức bắt đầu. Đinh Mộng Nhiên mở to mắt nhìn hai anh em nhà họ đỗ, thấy rồi, đó là đỗ khôn. Cậu em trai đỗ khôn vì cao to, khỏe mạnh cộng với tốc độ và kỹ năng tuyệt vời nên được xếp ở vị trí tiền đạo, giữ trách nhiệm làm đầu cầu, xông pha tấn công về phía trước nhất. Em cũng thấy đỗ kiền nữa anh cả Đỗ Kiền cao 1,93m, dáng người mảnh khảnh, nhanh nhẹn, là thủ môn của đội, anh ta là người gác cửa cho đội và là tuyến phòng thủ cuối cùng của đội. Cặp anh em này, một người lao ra phía trước và người còn lại ở phía sau, có phong cách khác nhau một trời một vực. Điểm chung duy nhất là bọn họ đều rất xuất sắc. Một người có thể tấn công và một người giỏi phòng thủ, đây đúng là trụ cột của đội bóng này. Quả nhiên, sau khi trận đấu chính thức bắt đầu, khung cảnh đúng như giang sách tưởng tượng, Đỗ Khôn giống như một con sói nhập đàn, làm rối tung hàng phòng ngự của đối phương. Chưa đầy 10 phút của trận đấu, anh ta đã có pha đánh đầu đẹp mắt hạ gục hai trung vệ mở tỷ số đầu tiên. Nhìn lại anh trai Đỗ Kiền, anh ta rất bình tĩnh, nhiều lần giải quyết được mấy pha đánh đầu của đối thủ, bảo đảm khung thành không bị mất. Sau 45 phút của toàn bộ hiệp 1, câu lạc bộ Nguyên Thiên tạm dẫn trước với tỷ số 2, không. Tuyệt vời, Đinh Mộng Nhiên, một phụ nữ không biết gì về bóng đá, trở nên rất hứng thú với môn thể thao này sau khi xem hết hiệp 1. Đi thôi, đi vào phòng thay đồ. Giang sách đứng dậy nói. Như thế có ổn không? Đương nhiên. Trên thực tế, Giang sách là ở phía sau nắm giữ cổ phần của câu lạc bộ này, thậm chí còn được mời đến xem trận đấu. Anh muốn đi đâu không phải chỉ cần nói một câu là được sao? Giang sách dẫn Đinh Mộng Nghiên ra khỏi khán đài, loanh quanh một hồi lâu, cuối cùng cũng đến phòng thay đồ. Ban đầu, vốn tưởng rằng câu lạc bộ Nguyên Thiên đã dẫn trước hay không trong hiệp 1, mọi người nên rất vui mừng, nhưng ngay khi bước ra cửa, bầu không khí như có gì đó không đúng lắm. Vẻ mặt ai nấy đều lo lắng, như thể vừa có một trận đả kích mạnh. Dẫn đầu nhưng không vui sao. Huấn luyện viên trưởng La Phong nhìn thấy Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên, anh ta bước nhanh tới, nói, Giang Thần Y, Cô Đinh, hai người đến rồi. Giang Sách hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? rõ ràng là mọi người dẫn trước mà tại sao bộ dạng ai nấy đều có vẻ không vui thế la phong thở dài nói hai để tôi nói thật với anh tuy hiện tại chúng tôi đang dẫn đầu nhưng hai anh em đỗ kiền đỗ khôn tạm thời bị kiểm tra nói bọn họ đã uống chất kích thích hiệp hai bị cấm thi đấu thậm chí không cần đấu hiệp hai họ đã phán đội chúng tôi thua rồi giang thần y tôi vốn là muốn khởi đầu thuận lợi để làm anh vui vẻ một chút ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy Giang sách cao mày, chương 698, chất kích thích hai chất kích thích. Không thể nào, anh em nhà họ đỗ đều là sửa sai thay đổi, không thể làm chuyện vô liêm sỉ như vậy được. Anh em nhà họ đỗ đâu? Đang bị thẩm vấn trong căn phòng bên kia, nếu xác minh không sai, họ thậm chí có thể bị treo giò vài trận và toàn bộ sự nghiệp của họ có thể bị hủy hoại. Nghe những lời như vậy, Giang sách càng thêm bồn chồn anh em nhà họ Đỗ đã rất nỗ lực để có được vị trí như ngày hôm nay. Làm sao mà thua lại vô lý đến vậy? Tôi sẽ đi xem. Này, đừng đi, Giang thần y. Hiện tại người của cục thể thao phụ trách thẩm vấn, anh không có tư cách đi vào đâu. Tôi cũng là bác sĩ, hỗ trợ kiểm tra thôi, không sao đâu. Giang Sách bảo Đinh Mộng Nghiên và những người khác ở lại trước, sau đó anh bước đến cửa phòng thẩm vấn một mình. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy anh em nhà họ đỗ quỳ dạp xuống đất, van xin lãnh đạo cục thể thao phụ trách thẩm vấn. Xin đừng cấm chúng tôi thi đấu. Chúng tôi vô tội, chúng tôi chưa bao giờ sử dụng bất kỳ loại thuốc kích thích nào cả mà. Nhất định là thiết bị kiểm tra bị lỗi, anh giúp chúng tôi kiểm tra lần nữa đi. Cầu xin anh. Thẩm vấn viên hừ lạnh một tiếng, thiết bị kiểm tra bị lỗi ư. Những nhân viên kiểm tra đều ăn không ngồi rồi hay sao? dùng thuốc kích thích trong thi đấu là vi phạm nghiêm trọng đạo đức thể thao, không chỉ bị đình chỉ, câu lạc bộ Nguyên Thiên cũng sẽ trực tiếp bị phạt thua trận này. Không, xin đừng làm vậy mà. Anh em nhà họ đỗ khóc cạn nước mắt. Sự nghiệp của họ vất vả lắm mới có bước chuyển biến mới, làm sao họ có thể ngã ngay xuống vạch xuất phát chứ? Lúc này, Giang sách bước vào. Khi người thẩm vấn nhìn thấy có người đi vào, anh ta tức giận gầm lên, ai? Ai cho anh vào, cút ngay cho tôi vừa dứt lời người thẩm vấn đã nhìn rõ mặt giang sách ngay lập tức toàn thân người thẩm vấn cứng đờ tổng phụ trách khu giang nam sao anh ta lại tới đây trong lần thu mua gần đây nhất người thẩm vấn nghe được từ các đồng nghiệp rằng hình như tổng phụ trách có quan hệ gì đó với câu lạc bộ câu lạc bộ nguyên thiên nhưng anh ta vẫn không tin nhưng vào lúc này anh ta không tin cũng phải tin tổng giang sách vung tay lên ra hiệu anh ta đừng nói người thẩm vấn ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Giang sách nhìn anh em nhà họ đỗ, nhẹ giọng hỏi, tôi chỉ hỏi các anh một lần thôi, nói thật đi, các anh có dùng chất kích thích không? Không, tuyệt đối không. Anh em nhà họ đỗ đồng thanh, lắc đầu lia lịa. Còn nói không ư, kết quả kiểm tra đều đã có, còn gì để ngụy biện nữa chứ? Quả thực, kết quả kiểm tra cho thấy bọn họ đã dùng, nhưng anh em nhà họ đỗ khẳng định họ không dùng, vậy thì một trong hai bên đang nói dối. Giang sách không chút vội vàng lấy cây kim bạc mang theo bên mình ra. Tôi cũng biết một ít y thuật, nào, để tôi tự mình kiểm tra thử xem. chương 699, anh vu khống chúng tôi. Nhìn thấy giang sách lấy kim bạc ra, sắc mặt của người thẩm vấn có chút khó xử, tức giận nói cái đó, chúng tôi có quy định, không thể kiểm tra lại, chúng tôi phải. Giang sách quay đầu chừng mắt nhìn anh ta, người thẩm vấn lập tức ngậm miệng lại những quy tắc nhảm nhí gì đó không dễ sử dụng trước mặt Giang Sách. Anh em nhà họ Đỗ rất kinh ngạc, thân phận của Giang Sách có vẻ rất cao quý, ngay cả người thẩm vấn cũng không dám hé răng nửa lời. Phải biết rằng, vừa rồi người thẩm vấn diếu võ dương oai, hô to gọi nhỏ với hai anh em nhà họ Đỗ, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Hai người phối hợp đi, được, Giang Sách đã sử dụng kim bạc trên người anh em nhà họ Đỗ, sau khi kiểm tra chi tiết một phen, trong cơ thể bọn họ không có vấn đề gì cả. Ngoại trừ adrenaline hơi quá cao ngay sau hiệp 1, tình trạng ở các mặt khác của cơ thể đều tốt, không hề có chất kích thích. Với kết quả như vậy, Giang sách thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng rất sợ anh em nhà họ đỗ sẽ sử dụng chất kích thích, như vậy thì anh sẽ thất vọng tột độ. Cũng may hai người bọn họ vẫn có cốt khí. Giang sách cất kim bạc đi, quay đầu nhìn lại người thẩm vấn, cho tôi một lời giải thích đi. Sắc mặt người thẩm vấn đỏ bừng, trong lòng rõ ràng có ma, nhưng cuối cùng vẫn ngụy biện, cái đó, có thể là anh không đủ kiến thức y thuật, chữa kiểm tra đúng quy định thì xếp. Nói thật, Giang sách quát lên một tiếng lớn, uy áp toàn thân được giải phóng, người thẩm vấn bị luồng áp lực này đè ép đến mức không thở được. Khí thế của chiến thần Tu La, không ai có thể địch nổi. Người thẩm vấn sợ hãi lùi lại một bước, trong cơn hoảng loạn, một chiếc lọ nhỏ từ trong lòng ngực của anh ta rơi ra. a à, nhìn thấy cái lọ rơi xuống, người thẩm vấn càng thêm hoảng sợ luống cuống, vội vàng đưa tay ra nhặt, nhưng vẫn muộn một bước giang sách đã nhặt cái lọ nhỏ lên trước đối với một người khá thành thạo về y thuật như giang sách anh có thể nhìn ra vấn đề trong nháy mắt bên trong cái lọ này là chất kích thích giang sách nhìn người thẩm vấn một cách lạnh lùng là người thẩm vấn tại sao trên người anh lại có chất kích thích cái này cái kia anh hãy nghe tôi giải thích chính là như thế này người thẩm vấn nói năng lộn xộn hoàn toàn không biết anh ta đang nói gì anh em nhà họ Đỗ có ngốc đến đâu thì giờ cũng hiểu được. Đỗ Khôn tiến lên túm lấy cổ áo người thẩm vấn, "Anh vu khống chúng tôi." Lần này, tuyến phòng thủ tâm lý của thẩm vấn viên đã hoàn toàn bị đánh bại, anh ta nói với vẻ mặt cay đắng, "Không phải tôi, tôi chỉ là một gã sai vặt. Mạnh Văn đã yêu cầu tôi làm tất cả những việc này." Đỗ Kiền bước tới và nói, "Đúng rồi, sáng sớm nay huấn luyện viên La Phong có đề cập với tôi một chuyện." anh ấy nói rằng tối qua mạnh văn đã mang tiền đến tìm huấn luyện viên la phong và bảo huấn luyện viên đá bóng giả nhưng đã bị anh ấy từ chối một cách dứt khoát sau đó mạnh văn thề nói cái gì mà ngày hôm nay sẽ cho chúng tôi biết sự lợi hại của ông ta nói chúng tôi nhất định sẽ không thắng được đúng vậy nếu anh em nhà họ đỗ bị cấm thi đấu vì dùng chất kích thích làm sao câu lạc bộ nguyên thiên có thể giành chiến thắng được nữa nếu ngọn giáo sắc bén nhất và chiếc khiên cứng nhất đồng thời bị hạ gục những người còn lại trong câu lạc bộ Nguyên Thiên sẽ mất đi sự tự tin, những lợi thế mà họ tạo dựng được cuối cùng sẽ biến mất. Giang sách nhẹ giọng nói, hiệp 2 sắp bắt đầu rồi, các người nhanh thi đấu đi, ở đây cứ giao cho tôi. Làm phiền Giang thần y rồi, anh em nhà họ đỗ nhanh chóng rời đi để tham gia hiệp 2 của trận đấu. Giang sách ở trong phòng nhìn người thẩm vấn, vừa nhìn đã thấy hai chân của người thẩm như nhũn ra, ngã ngồi xuống đất. Tôi nhận của Mạnh Văn 10 vạn để vụ oan cho anh em nhà họ đỗ tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, hãy tha cho tôi lần này. Giang sách cười khẩy, những lời này anh có thể nói với cảnh sát. Anh thuận tay gửi một tin nhắn cho Mộc Dương Nhất, bảo cảnh sát đến một chuyến, sau đó, Giang sách cũng bước ra khỏi phòng. Trông, chuyện gì xảy ra vậy? Đinh Mộng Nhiên vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy Giang sách bước vào phòng, cô sốt ruột hết cả lên. Giang sách mỉm cười và nắm tay Đinh Mộng Nhiên, chương 700, vụ oan hãm hại. Có chút chuyện nhỏ thôi, Hiện tại đều đã giải quyết xong rồi, đi thôi, chúng ta tiếp tục xem trận đấu. Ừm, cả hai trở lại khán đài và tiếp tục theo dõi trận đấu. Lúc này, đội bạn tưởng rằng anh em nhà họ Đỗ sẽ bị đuổi khỏi sân vì sử dụng chất kích thích, nguyên một đám đều mang theo vẻ mặt tươi cười bước ra sân, kết quả lại xấu hổ phát hiện anh em nhà họ Đỗ vẫn còn ở nguyên trong đội hình, không hề bị gì cả. Sao có thể chứ? 11 người bên đối phương chết lặng trợn tròn mắt, hai anh em này còn chơi thì sao có thể đá thắng chứ? không đùa được, chiêu thức của Mạnh Văn không những không loại được anh em nhà họ Đỗ mà ngược lại còn đánh sập hàng phòng ngự tâm lý của các cầu thủ, kết quả là nửa sau trận đấu này có xu thế nghiêng về một bên. Câu lạc bộ Nguyên Thiên đã thắng trận với tỷ số 5-0. Trong trận đấu đầu tiên của La Phong sau khi nhậm chức, anh ta đã truyền sức sống cho câu lạc bộ Nguyên Thiên và mang đến lối chơi kỹ thuật và chiến thuật rất tiên tiến. Cuối cùng các cổ động viên của câu lạc bộ Nguyên Thiên đã được xem trận đấu mãn nhãn và không còn phải lo lắng về thành tích bết bát của đội bóng. Người ta tin rằng dưới sự dẫn dắt của La Phong, câu lạc bộ Nguyên Thiên chắc chắn sẽ không xuống hạng. Những người hâm mộ có mặt tại hiện trường đã nổ ra những tràng pháo tay dữ dội. Câu lạc bộ Trường Kinh, sau khi xem toàn bộ trận đấu, đôi mắt của Mạnh Văn đầy tức giận. Ông ta gọi điện cho người thẩm vấn nhiều lần, nhưng đầu dây bên kia cho biết đã tắt máy và không thể liên lạc được. Con bà nó, nhận của tao 10 vạn mà không làm được tích sự gì. Khi ông ta đang nói, một nhóm cảnh sát ập vào, viên cảnh sát dẫn đầu lấy ra lệnh bắt giữ. Mạnh Văn, bây giờ cảnh sát nghi ngờ ông có liên quan đến việc hối lộ, vu khống người khác. Đây là lệnh bắt giữ, mời ông đến đồn cảnh sát cùng chúng tôi. Lệnh bắt giữ ư, Mạnh Văn sững sờ, giờ ông ta đã biết tại sao người thẩm vấn không nghe điện thoại, 9 phần 10 là người bên kia đã bị bắt ông ta không ngờ có ngày mình lại rơi vào cũng nước do mình tự đào ra. Nếu thường xuyên đi dạo bên sông, làm sao mà không bị ướt dày được chứ? Mạnh văn rỗi hai tay ra, bị cảnh sát đưa đi. Bên kia, Giang sách rời sân bóng cùng Đinh Mộng Nghiên, đi dạo quanh công viên nhỏ bên ngoài, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau. Trận đấu hôm nay thật tuyệt vời. À, chồng, ngày mai sẽ là dỗ bảy ngày của chú Trình đó. Đinh Mộng Nghiên nhìn về phía Giang sách. Giang sách nhìn lên bầu trời và tự nhủ, bên Nghĩa Trang đã chuẩn bị xong. Ngày mai, chú Trình và Mạch sẽ được hạ táng cùng lúc, mộ của hai người sẽ ở cạnh nhau. Ngoài ra, nói được một nửa thì Giang sách không tiếp tục nữa. Ngoài ra thế nào, ngoài ra, ngày mai tạm thời có một chút hoạt động, đến lúc chuẩn bị rồi. Nói xong, Giang sách đã gửi cho Tôn Tại Ngôn một tin nhắn văn bản có tổng cộng hai từ, đóng lưới. Tôn Tại Ngôn đã hành động ngay sau khi nhận được tin nhắn đó. Thanh kiếm chuẩn bị hướng về Chu Doãn Cường và Kevin Diêm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 700.